chương 3081 uy hiếp được an toàn đại chu sao? Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là nói đùa, căn bản không thể nào. Đúng vậy, ở trong đôi mắt người bình thường, chấn hải quân người cao lắm cũng chính là năm 60 vạn tinh nhuệ mà thôi, còn muốn uy hiếp được sống còn của đại chu. Chỉ là, bọn hắn chỉ thấy chấn hải quân nhưng lại không tính diệp chân đi vào. Một con hổ thống soái một đám cừu non, lại biến thành một đám mãnh hổ. Mà bây giờ, toàn bộ chấn hải quân đều là mãnh hổ, mà thống soái diệp chân đã trở thành giao long. Trấn Hải quân có Diệp Trân và không có Diệp Trân, hoàn toàn không giống nhau. Có không gian thận Long Châu, Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu và Tiên Thiên Linh Bảo như thập nhị nguyên thần Trư Thiên Bảo Châu, có thể giúp cho Trấn Hải quân của Diệp Trân có được thực lực liên chiến toàn bộ hồng hoang đại lục trong khoảng thời gian ngắn. Loại tác dụng thực chiến này có thể nói là nghịch thiên. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước nhân tôn Hoàng Cơ Long phải cướp đoạt cái gọi là không gian chiến lược trí bảo trong tay hắn có đôi khi binh lực chỉ là một con số chân chính còn phải xem chiến trường một chiến dịch đều là do vô số chiến tranh cục bộ tạo thành trên nhân ma chiến trường đại chu và ma tộc đã đầu nhập vào hơn ngàn vạn binh lực đó là bởi vì phòng tuyến nhân ma chiến trường dài tới mấy triệu dặm trận đại chiến này hai bên mỗi người đầu nhập binh lực cao tới ngàn vạn là từ hàng trăm hàng ngàn phòng tuyến quân thành pháo đài cứ điểm tạo thành trên thực tế cho dù đầu nhập tổng binh lực có nhiều hơn nữa nhưng trong một trận chiến đấu đơn độc, binh lực có thể triển khai, cho dù trên dưới lập thể triển khai thì chỉ khoảng 30 vạn là cao nhất. Cho nên, binh lực một quân đoàn của Đại Chu lấy 60 vạn làm hạn mức cao nhất. Lực lượng trấn hải quân là từ nhiều phương diện tạo thành, không chỉ là quân lực. Đầu tiên là Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh và Tiểu Yêu. Một người là huyết mạch thiên âm nhất tộc đã bị diệt tộc, có thể vô hình vô ảnh giúp cho Diệp Chân, lấy được tình báo chỉnh thể trong đại quân của đối phương, nếu quan chỉ huy đại quân của đối phương chủ quan một chút, thậm chí ngay cả phương án quân sự của bọn hắn đều có thể tra ra mà tác dụng của tiểu yêu thì lại càng kinh người trên hồng hoang đại lục này nơi nào không có thực vật ngay cả trong sa mạc cũng có lạc đà và các loại thực vật chỉ cần là nơi có thực vật thì tiểu yêu sẽ có đất dụng võ có thể nói đối phương bố phòng đại quân cứ điểm quân sự thậm chí là quy luật tuần tra đều sẽ bại lộ dưới tầm mắt tiểu yêu thực vật ở khắp mọi nơi cho dù ngươi đốt sạch thực vật trên mặt đất thì vẫn còn bộ dễ dưới lòng đất không có thống soái nào sẽ để cho binh sĩ cả ngày nhìn chằm chằm mặt đất. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chuyện này, Diệp Trân đã chiếm gắt gao. Dưới tình huống bình thường, muốn không thắng cũng khó. Mà tác dụng của tiểu yêu còn không chỉ như thế. Lúc tác chiến, có tiểu yêu quản lý chung toàn bộ chiến trường, sẽ làm cho tỷ suất thương vong, và chiến tử của Trấn hải quân hạ xuống trên phạm vi lớn. Trên nhân ma chiến trường, quân đội tác chiến với ma tộc, tỷ suất thụ thương cao tới hơn 7 thành, chiến tử tại chỗ cao tới 3 thành, chiến hậu bởi vì thương thế tăng thêm dẫn đến chết đi, cũng cao tới 1 thành. Nhưng có tiểu yêu ở đây thì hoàn toàn không giống. Lúc chấn hải quân tác chiến, tỷ suất chiến tử tại chỗ đừng nói là 3 thành, cho dù là nửa thành của nửa thành cũng chưa tới, tỷ lệ thương binh tử vong chiến hậu, ngay cả 5 phần vạn cũng chưa tới. Lúc tác chiến, có tiểu yêu ở đó có thể giúp binh sĩ sắp chết biến trọng thương, trọng thương biến vết thương nhẹ, vết thương nhẹ biến bình thường. Loại tác dụng này, ảnh hưởng đối với chiến lực và sĩ khí của Trấn Hải quân là phi thường lớn, đả kích đối với quân địch cũng lớn. Từ trình độ nào đó mà nói, chỉ cần không phải đụng phải bộ đội siêu thường quy và cạm bẫy, dưới tình huống ngang nhau, Trấn Hải quân của Diệp Trân thắng chắc chỉ phải xem tổn thất như thế nào. Huống chi, Diệp Trân còn rất nhiều thủ đoạn giúp đỡ. Diệp Trân có lòng tin chỉ huy Trấn Hải quân, thông qua một trận lại một trận thắng lợi cục bộ, từ đó đạt vững thắng lợi toàn bộ chiến dịch. Thế nhưng, các đại lão triều đình không tin chuyện này làm cho lần này Diệp Trân thương lượng với Văn Cương có chút xấu hổ. Trong quan sát của Diệp Trân, Văn Cương coi trọng sau khi Diệp Trân từ bỏ Bắc Hải, thì Bắc Hải thủy tộc sẽ lên bờ, quan trọng hơn bản thân Trấn Hải quân của Diệp Trân. Dự tính và hiện thực chênh lệch có chút lớn, cho nên Diệp Trân từ bỏ động tác kế tiếp. Nếu đã ăn quả đắng ở chỗ của Văn Cương thì có đi gặp mấy vị đại lão khác, kết quả cũng không khác gì, nhân vật chính trị đều có chút giống nhau, cho nên Diệp Trân đã quay lại Bắc Hải Châu công phủ. Nhưng Diệp Chân cũng không nhụt chí, làm vì một thống soái hợp cách, đánh trận thuận gió thì cần phải ổn định, gặp phải cản trở cũng cần phải ổn định. Trường nhà công chúa là nhất định phải cứu, hơn nữa thời gian phải nhanh. Nhưng trước mắt xem ra, thượng sách chắc chắn nhất Diệp Chân chế định, ngược lại đã không an toàn nhất. Như vậy Diệp Chân sẽ phải chế định phương án dự bị khác. Loại chuyện đi tìm Ly thân vương làm nơi nương tựa, thật ra thì cũng chỉ là Diệp Chân thuận miệng nói một chút. Diệp Chân rất rõ ràng, đi tìm Ly thân vương làm nơi nương tựa hắn nhất định có thể đạt được quan to lộc hậu. Đối với ly thân vương cơ nguyên ở hiện tại, soái tay cầm trọng binh trong tay giống như Diệp chân đừng nói trước kia chỉ mới kết thù, cho dù giết nhi tử hắn, thì giờ hắn cũng có thể ngược giày đón lấy. Chỉ là Diệp chân rõ ràng nhất, tìm ly thân vương làm nơi nương tựa sẽ không cứu được trường nhạc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trước đó, ở chỗ của Văn Cương chỉ là vì tăng thêm quả cân mà thôi. Nhất làm cho Diệp chân đau đầu là trường nhạc không đợi được, Tình huống trước mắt, bên phía trường nhạc lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Cho nên, kế hoạch nghĩ cách cứu viện của Diệp Chân phải nhanh. Nhưng muốn mạng là, trước kia Diệp Chân thế nào đều có thể liên hệ đến nội giam đại tổng quản ngư Triều Ân, bây giờ lại làm sao cũng không liên lạc được. Diệp Chân muốn có được tin tức chính xác, nơi duy nhất phát ra cũng chỉ có ngư Triều Ân. Loại chuyện này, các nội giam khác không thể nào biết. Thế nhưng, đủ loại phương pháp liên lạc trước kia đều không thể liên lạc được. Diệp Trân phái người canh giữ ở trạch phủ của Ngư Chiêu Ân ở trong lạc ấp, thành đã hai ngày, đừng nói là bản thân Ngư Chiêu Ân, cho dù là tiểu thái giám thiếp thân của Ngư Chiêu Ân cũng không có một người trở về. Trước kia, Ngư Chiêu Ân cách mỗi một ngày, sẽ tại ngoại trạch nghỉ ngơi một đêm, rất quy luật. Chuyện này làm cho Diệp Trân càng thêm sợ hãi. Vì đối phó trường nhạc, nhân tôn Hoàng Cơ Long ngay cả Ngư Chiêu Ân cũng khống chế, vậy tình cảnh của trường nhạc sẽ nguy hiểm cỡ nào, không nói cũng hiểu. Loại tình huống này, Diệp Trân đã bắt đầu chế định dự tính xấu nhất. Dự tính xấu nhất chính là vũ lực. Mặc dù vũ lực trong Hoàng Cung lạc ấp mạnh mẽ đến mức ngay cả Diệp Trân cũng cảm thấy đáng sợ. Thế nhưng, hắn đã không có lựa chọn. Nếu đã không dựa vào người khác được thì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Một đêm khổ tư, Diệp Trân thôi diễn phương án dùng vũ lực này hơn ngàn lần. Các loại ngoài ý muốn và phương án ứng đối cũng có trên trăm loại. Nhưng, xác suất thành công vẫn rất thấp. Thôi diễn xong, Đừng nói là một thành, ngay cả nửa thành xác suất thành công cũng không có. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, Diệp Trân cũng sẽ không bỏ qua. Tiểu yêu, vẫn không có tin tức sao? Diệp Trân duỗi cái lưng mệt mỏi, hỏi thăm tiểu yêu. Ở trong lạc ấp, nhân thủ Diệp Trân có thể dùng không nhiều, rất nhiều chuyện khẩn yếu đều giao cho tiểu yêu đi trông coi. Phụ thân đại nhân, mấy nơi người nói ta thủ đều không có tin tức gì. Vẻ mặt của Diệp Trân có chút ảm đạm, tình huống trước mắt, ngư chiêu ân trong hoàng cung lạc ấp cũng không còn vị thế. Nghĩ đến, nhân tôn hoàng cơ long tin tưởng ngư chiêu ân trung thành, nhưng cũng rõ ràng ngư chiêu ân sẽ bảo vệ trường nhạc, cho nên mới khống chế ngư chiêu ân. Nhưng, trên quan trường có một câu, có thể dùng đến vườn hoa trong hoàng cung. Mặc cho ngươi quan thanh như nước, nhưng đối thủ của hắn lại trượt như dầu. Ngư chiêu ân trưởng khống lạc ấp hoàng cung nhiều năm như vậy, cho dù bị hoàng đế phái người giám thị, thậm chí là khống chế, nhưng Diệp chân không tin, Ngư Triều Ân còn không thể tìm thấy con đường truyền lại tình báo. Có lẽ, là Ngư Triều Ân sợ, lại hoặc là, Ngư Triều Ân là người ủng hộ đáng tin chân chính của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Bất kỳ chuyện gì có hại đến lợi ích của Hoàng đế thì hắn sẽ không làm. Đứng giữa trường nhạc và Hoàng đế, Ngư Triều Ân sẽ kiên định đứng ở sau lưng Hoàng đế. Ai? Có lẽ là ta nghĩ nhiều, vườn thượng uyển của Hoàng cung nào có tình cảm chân chính. Diệp chân thở dài một tiếng, chuẩn bị đi ra ngoài đã không cách nào từ chỗ của Ngư Triều Ân đạt được tình báo, vậy hắn chỉ có thể dựa vào thủ đoạn của mình. Diệp Chân dự định chạy một vòng xung quanh Lạc ấp Hoàng cung, tìm kiếm xem có lỗ thủng hay không. Cho dù thu hoạch được tình báo, hay là kế hoạch nghĩ cách cứu viện cá chết lưới rách tiếp theo, thì Diệp Chân đều cần phải hiểu rõ phòng thủ trong Hoàng cung Lạc ấp. Diệp Chân tin tưởng phòng thủ của Hoàng cung có thể xưng hoàn mỹ, nhưng nói không chừng sẽ có lỗ thủng có thể lợi dụng thì sao? Nhưng Diệp Chân vẫn chưa bước ra khỏi cửa chính của Bắc Hải Châu công phủ đã bị hiện thực đánh vào mặt. Trong vườn thượng uyển của Hoàng Cung vẫn có tình cảm chân chính. Quản gia đến báo, sáng nay có người mang đến một giỏ đồ ăn không phải Bắc Hải Châu công phủ đặt. Trong thức ăn phát hiện một chồng lụa được thêu cực kỳ tinh mỹ, cho nên quản gia lập tức đưa đến cho Diệp Trân. Cũng không phải, quản gia có bao nhiêu dụng tâm, mà là việc này có chút cổ quái. Trong Bắc Hải Châu công phủ của Diệp Trân, nhân số không nhiều, mỗi ngày định đồ ăn đều có lệ có người chuyên đưa tới có người đưa tới ngoài định mức, còn đưa xong lập tức bỏ đi. chuyện này lại không giống. đây là một tấm lụa có diện tích một trượng ba thước vuông, hoa văn cực kỳ tinh mỹ, cực kỳ nhẹ nhàng, đặt trên tay như không có gì. diệp chân nhận ra, đây là lụa thượng đẳng nhất nguyệt đến từ giang nam, sản lượng không nhiều, thuộc về cống phẩm, quý tộc có linh thạch đều mua được. xuất hiện trên thị trường thì đã số đều bắt nguồn từ ban thưởng, chỉ có trong nhà của hoàng thất và một bộ phận quý tộc mới có được loại lụa này rất nhanh diệp chân phái nhân thủ truy cha đã có tin tức chuyển đến kiểu dáng của giỏ đồ ăn không tính đặc biệt nhưng lại rất tinh xảo chỉ có đồ ăn cung ứng cho hoàng cung và một ít thế gia đại quý tộc mới có thể dùng giỏ đồ ăn giá trị không thấp như vậy có hai điểm này diệp chân đã có thể kết luận lai lịch của tấm lụa thần bí này nếu như không sai hẳn là đến từ hoàng cung trong chớp mắt diệp chân đã nghĩ đến nội giam đại tổng quản ngư triêu ân có lẽ này đây là ngư triêu ân chuyển lại tình báo cho hắn Thế nhưng, lật khắp trên dưới trong ngoài của tấm lụa, thậm chí Diệp Chân còn dùng thần niệm quét mấy lần, nhưng cũng không phát hiện bất kỳ một chữ nào. Sau đó, Diệp Chân dùng cái mũi ngửi ngửi, thì phát hiện tấm lụa này có một mùi hương không phải vốn có của lụa. Ngay lập tức, Diệp Chân trực tiếp dùng na di trận cỡ nhỏ đưa tấm lụa này đến trước mặt Ngưu Nhị, để cho Ngưu Nhị hỗ trợ. Chuyện chuyên môn thì giao cho người chuyên môn làm. Trong trường nhạc uyển của Lạc Ấp Hoàng cung, đại quốc sư Vũ Chân xuất hiện lần nữa ở trước cửa tẩm cung của trường nhạc công chúa công chúa điện hạ đã qua một đêm không biết công chúa điện hạ cân nhắc như thế nào trong tẩm cung không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra đại quốc sư vũ trân lộ vẻ rất có kiên nhẫn không gấp chút nào không có âm thanh hắn vẫn chờ đợi ở cổng không tiêu không khô phụ hoàng vội vàng như vậy sao thật lâu trong tẩm cung truyền đến âm thanh ung dung của trường nhạc công chúa điện hạ hiểu lầm là chúng ta làm thần tử vội vàng mà thôi thân thể của bệ hạ không đợi được nữa mà đại chu cũng không đợi được cho nên còn xin công chúa điện hạ nhanh chóng đưa ra quyết định công chúa điện hạ cũng là người thông minh thật ra thì việc này kết quả cuối cùng vẫn là vậy vì sao không chọn phương thức nhẹ nhàng một chút chứ ngoài tẩm cung trường nhạc uyển mặc kệ người bên trong có đang nghe hay không đại quốc sư vũ Trần vẫn lấy một tốc độ không đổi nói liên tục thuyết phục đột nhiên cửa điện mở rộng trường nhạc công chúa mặc một thân cung trang chậm rãi bước ra khỏi cửa chính tẩm cung đại quốc sư chỉ cần có thể cứu phụ hoàng ta nguyện ý làm thuốc dẫn Trường nhạc công chúa làm cho lông mày của Đại quốc sư Vũ Chân luôn không lộ vẻ gì nổi lên vui mừng. Như thế tốt lắm. Nghĩ đến, công chúa điện hạ nhất định là làm gương mẫu vạn thế cho tử đệ hoàng tộc ta, đến lúc đó, chỉ cần Đại Chu bất diệt sẽ tế tự vạn thế, hương hỏa không ngừng. Nhưng ta có một điều kiện. Trường nhạc công chúa làm cho âm thanh tán thưởng của Đại quốc sư Vũ Chân đột nhiên ngừng lại. Mời công chúa điện hạ nói, chỉ cần có thể đạt thành, thì thần nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp công chúa điện hạ hoàn thành lúc này, ngữ khí của đại quốc sư vũ chân rất thành khẩn. ta muốn lưu lại một huyết mạch. trường nhạc công chúa nói. truy cập halayzi com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly cà phê nhé. lông mày vũ chân trong chớp mắt khóa chặt. công chúa điện hạ, chuyện này không thể nào uẩn dục một huyết mạch không nói trước có thể thành công hay không. nhưng thời gian quá dài, bệ hạ không đợi được. đại quốc sư, người cũng biết, ta không chỉ là huyết mạch hoàng tộc, càng thân phụ truyền thừa man tộc thánh nữ. đây là sứ mệnh, cũng là thiên mệnh của ta cho nên, trước khi ta chết, ta nhất định phải lưu lại một huyết mạch, truyền xuống truyền thừa thánh nữ này. Về phần thời gian, đại quốc sư không cần lo lắng. Tu vi giống như ta, muốn ẩn dục huyết mạch tuy có chút khó khăn, nhưng man tộc một mạch lại có bí pháp khác, có thể hao tổn nguyên linh tinh huyết làm đại giá, ẩn dục linh thai, đồng thời chăm chú linh tính. Truyền thừa linh thai như vậy chỉ cần 6 tháng đã có thể rời khỏi mẫu thể sống sót. Cho nên, ta chỉ cần thời gian 6 tháng. Còn không đợi đại quốc sư Vũ chân nói cái gì, trường nhạc công chúa lại nói tiếp ta rất rõ ràng tình trạng cơ thể của phụ hoàng ít nhất có thể chống đỡ một năm là không có bất cứ vấn đề gì cho nên ta chỉ cần thời gian nửa năm nếu đại quốc sư không tin ta có thể thể độc nửa năm sau ta sẽ tự về hoàng cung làm thuốc dẫn cho phụ hoàng trường nhạc công chúa nhìn chằm chằm đại quốc sư vũ chân nói công chúa điện hạ chuyện này chỉ sợ không chuyện này không phải ngươi có thể quyết định về xin phép phụ hoàng ta đi nói đây là nguyện vọng cuối cùng của ta hy vọng phụ hoàng có thể thỏa mãn công chúa điện hạ hiểu lầm việc này không có quan hệ đến bệ hạ dưới ánh mắt sáng rực của trường nhạc công chúa đại quốc sư vũ chân cười khan vài tiếng sau đó lại nói chuyện lớn như vậy cho phép thần trở về thương lượng với dược sư một chút lại đến trả lời chắc chắn cho công chúa điện hạ nhìn bóng lưng vũ chân rời khỏi trong đôi mắt đẹp của trường nhạc công chúa trầm xuống than nhẹ một tiếng phụ hoàng thật ra nữ nhi là thật lòng chỉ cần thỏa mãn nguyện vọng này của nữ nhi thân nữ nhi tử là cho ngươi làm thuốc dẫn cho ngươi cũng là ta cam tâm tình nguyện trong buồng lò sưởi ngư chiêu ân mặt không biểu tình nhìn đại quốc sư vũ chân đi vào lúc nghe thấy vũ chân nói ra nguyện vọng cuối cùng của trường nhạc công chúa thì trái tim bỗng nhiên giật một cái nhưng trên mặt lại không có bất kỳ biểu hiện gì muốn đi ẩn dục huyết mạch lưu lại truyền thừa man tộc thánh nữ nghe xong báo cáo này lông mày nhân tôn hoàng cơ long nhíu lại đại quốc sư nghĩ như thế nào bệ hạ tuyệt đối không thể vì sao nhân tôn hoàng cơ long có chút không hiểu thật ra thì khi hắn nghe thấy đây là nguyện vọng cuối cùng của trường nhạc công chúa thì vẫn còn có chút động tâm bệ hạ muốn trường nhạc công chúa điện hạ làm thuốc dẫn cũng bởi vì một thân tinh huyết không phải bình thường và lực lượng tạo hóa ẩn chứa trong cơ thể nàng nếu là dùng để ẩn dục linh thai thì sao có thể làm thuốc dẫn cho bệ hạ được mặt khác nếu công chúa điện hạ xuất cung nếu muốn tiếp tục xử lý việc này sẽ rất khó Đại quốc sư Vũ Trần nói. Vẻ mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long vừa buông lỏng, lập tức trở nên vô cùng kiên nghị. Đã như vậy, quốc sư tự mình xử lý đi. Chấm chỉ cần kết quả. Thần lĩnh chỉ. Vào lúc này, Ngư Chiêu Ân đang ở bên cạnh im ắng thở dài, trái tim bỗng đập nhanh. Nhân tôn Hoàng Cơ Long ngồi trên cao nhìn Ngư Chiêu Ân, lại than nhẹ một tiếng. Đại bạn đang trách chấm. Ngư Chiêu Ân bịch một tiếng quỳ dạp trên đất. Lão nô sao dám. Bệ hạ an khang cao hơn tất cả, Hoàng tử công chúa trả giá vì bệ hạ là đúng, chỉ cần bệ hạ còn thì đại chu sẽ vẫn còn. Đám hoàng tử công chúa bọn họ hưởng thụ vinh hoa phú quý đại chu ban cho bọn hắn, lúc này trả giá là chuyện bình thường. Nghe vậy, vẻ mặt căng cứng của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thoáng buông lỏng. Vẫn là đại bạn hiểu chậm. Đại bạn cũng đừng trách chậm, việc này quan hệ cực lớn, có thể làm nhưng tuyệt đối không thể truyền đi chút nào, cho nên, chậm nhất định phải nhìn chằm chằm bất kỳ một người nào có khả năng truyền ra tin tức. Tạ bệ hạ tín nhiệm. Ừm, đại bạn chuẩn bị một chút, sau khi xong việc này, phàm là người dính một chút đến việc này, trừ đại bạn và đại quốc sư gia, tất cả mọi người sẽ chôn cùng trường nhạc đi. Lão nô tuân chỉ, ngư triều ân quỳ xuống đất, khom người nói, trong trường nhạc uyển, đại quốc sư vũ chân lần nữa xuất hiện, hướng về phía trường nhạc công chúa trong hoa viên tự mình thu thập hoa cỏ, khom người nói, công chúa điện hạ, thần và dược sư đã thương lượng, nhưng không cách nào hoàn thành nguyện vọng này của công chúa điện hạ. Nếu vong chúa điện hạ dùng tinh huyết bản nguyên, kết thai thì sẽ không cách nào làm thuốc dẫn còn xin công chúa điện hạ thứ lỗi ngay tại trường nhạc công chúa thu thập hoa cỏ thân thể có chút cứng đờ đưa lưng về phía đại quốc sư vũ trân trong hai con ngươi chảy xuống hai hàng thanh lệ phụ hoàng thật đúng là vững tâm như sắt đối với câu nói này của trường nhạc công chúa đại quốc sư vũ trân trực tiếp làm như không nghe thấy có một số việc là làm cho ngoại nhân nhìn ở đây cũng không quá nhiều cần thiết công chúa điện hạ còn có tâm nguyện gì chưa dứt đại quốc sư vũ trân hỏi lần nữa bản cung muốn ra khỏi cung, bản cung muốn gặp người trong lòng, ngươi dám không? trường nhạc công chúa cười lạnh nói, công chúa điện hạ không nên làm khó thần. nếu công chúa điện hạ còn có nguyện vọng gì chưa hoàn thành, thì mau sớm phân phó cho thần, thần sẽ tận lực giúp công chúa điện hạ hoàn thành. đương nhiên, bất kỳ cái gì có liên quan đến bên ngoài thậm chí là xuất cung thì đều không thể nào. nếu như làm công chúa điện hạ thật muốn gặp người trong lòng, nói tên cho thần, thần đưa hắn vào trong trường nhạc quyển gặp gỡ công chúa là được rồi vũ chân nói đưa vào cung trong gặp gỡ trường nhạc công chúa cười lạnh gặp gỡ xong sẽ bị các ngươi giết người diệt khẩu làm thần hồn câu diệt đúng không đại quốc sư vũ chân không nói xem như ngầm thừa nhận chuyện này cho ta thời gian nửa năm ta muốn lưu lại huyết mạch linh thai đây là điều kiện duy nhất của ta nghe rõ là điều kiện không phải nguyện vọng nếu không đáp ứng thì ta sẽ không làm thuốc dẫn lúc nói chuyện trong đầu trường nhạc công chúa lại hiện lên hình bóng diệp chân nàng nói thật chỉ phải đáp ứng điều kiện này thì nàng mới sẽ trở về làm thuốc dẫn chỉ là cái gọi huyết mạch linh thai chỉ là nàng muốn lưu lại cho diệp chân chút gì có thể trải qua thời gian nửa năm vui vẻ với diệp chân nàng cũng không tiếc bây giờ đây là nguyện vọng duy nhất của nàng công chúa điện hạ thần cũng muốn nói cho công chúa điện hạ ba ngày công chúa điện hạ còn có thời gian ba ngày mặc kệ muốn hay không muốn kết quả cuối cùng là vậy nếu không muốn người chịu khổ cuối cùng vẫn là công chúa điện hạ còn xin công chúa điện hạ nghĩ lại Ba ngày sau, ta sẽ trở lại thăm công chúa điện hạ. Ném câu nói này, Đại quốc sư vũ chân lập tức ngây ngang rời khỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halleyji Audio. Vũ chân vừa rời khỏi, mười khí tức tạo hóa thần nhân lập tức gắt gao khóa chặt trường nhạc uyển. Ngưu nhị giám định tấm lụa này rất nhanh đã có kết quả. Đây là một loại lụa nhúng qua dược thủy đặc biệt, dùng là một loại thủ pháp vô cùng cao minh và vô cùng bí mật. Nếu như hắn đoán không sai, trên lụa này hẳn là có viết chữ nhưng sau đó xử lý qua dược thủy đặc thù cho nên không nhìn thấy. Muốn nhìn thấy thì phải trải qua xử lý đặc thù. Ngưu nhị biết loại bí pháp này, tên là Tam Hoa Lưỡng Thảo Bí Lục Thuật. Không chỉ Ngưu nhị, trên cơ bản phàm là thám tử cấp cao nhất của Đại Chu đều biết loại Tam Hoa Lưỡng Thảo Bí Lục Thuật này. Biết thì biết nhưng cũng vô dụng. Sở Dĩ Tam Hoa Lưỡng Thảo Bí Lục Thuật này đến bây giờ còn lưu truyền trong Tuần Cha Ti, thậm chí còn đang dùng cũng bởi vì cực kỳ giữ bí mật người biết bí phương cũng vô dụng ngươi phải biết trình tự xử trí tam hoa lưỡng thảo chế tác lụa này thì mới có tác dụng nhất định phải theo trước đó trình tự tiếp tục xử lý một lần chữ viết phía trên này sẽ xuất hiện chỉ cần sai một bước thì chữ viết trên này sẽ hoàn toàn biến mất cho nên tam hoa lưỡng thảo bí lục thuật này cực kỳ giữ bí mật cho dù rơi vào trong tay địch nhân thì cũng không cách nào biết được nội dung chuyện này làm cho diệp chân càng thêm xác định lụa này là chính ngư triều ân đưa tới tình báo thế nhưng hắn lại không thể nào biết được nội dung tình báo đi lấy giỏ đồ ăn ra tĩnh tư một lát diệp chân đột nhiên nghĩ hiểu rõ nếu đây thật là ngư chiêu ân đưa tới như vậy khẳng định còn sẽ có manh mối khác giúp hắn nhìn thấy chữ trên tấm lụa này bằng không đây chẳng phải là tặng không sao đồ ăn trong giỏ đã bị động qua nhưng dưới đáy giỏ diệp chân lại tìm được mấy thứ manh mối một trái ớt đỏ hoàn chỉnh lớn nhất một lá cải bị tách ra thành hai đoạn một hạt tiêu màu vàng nhỏ xen chút màu trắng, nhỏ nhất là một hạt dưa màu đen, kẹp ở dưới đáy tận cùng của giỏ đồ ăn. Manh mối này, Diệp Trân nhìn không rõ. Nhưng sau khi Diệp Trân nói cho Ngưu Nhị, Ngưu Nhị đã, trong thời gian ngắn nhất đưa ra phương án làm hiện chữ trên tấm lụa cho Diệp Trân. Nửa khắc đồng hồ sau, một nhóm chữ viết màu đỏ nhạt hiện ra trên tấm lụa, trong chớp mắt làm cho con mắt của Diệp Trân trừng lớn. Đại quốc sư Hiến Phương, bệ hạ tụ hơn một cân bản nguyên tinh huyết của hoàng tộc tử đệ, ý muốn lấy tinh huyết nguyên linh của công chúa làm thuốc dẫn duyên thọ vạn phần nguy cấp nhanh cứu ngắn ngủi một câu đã làm cho diệp chân nắm chặt thiết quyền người ta nói hổ dữ còn không ăn thịt con thế nhưng nhân tôn hoàng cơ long này vì duyên thọ lại muốn lấy tinh huyết nguyên linh của trường nhạc làm thuốc dẫn quả là không bằng cầm thú đột nhiên diệp chân đã hiểu rõ vài phần vì sao thiên miếu thượng sư vũ chân này lại đột nhiên được phong làm đại quốc sư sẽ được nhân tôn hoàng cơ long tin tưởng như thế tám chín phần mười chính là kính dâng lên bí phương có thể tăng duyên thọ này chỉ là bí phương này lại tàn nhẫn như vậy lần này diệp chân đã triệt để hiểu rõ vì sao nội giam đại tổng quản ngư chiêu ân lại bị giám thị vì sao lại vận dụng nhiều tạo hóa thần nhân như vậy nhân tôn hoàng cơ long vì sống sót đã bất kể bất cứ giá nào đạt được tin tức xác thật diệp chân không cần đoán cũng biết chuyện này đang rất cấp bách nếu như nhân tôn hoàng cơ long vì tục mệnh như vậy thời gian lưu cho diệp chân chắc chắn không nhiều trong chớp nhoáng này diệp chân động ý niệm có nên hạ thủ từ trên người đại quốc sư vũ chân này hay không nếu có thể bắt sống vũ chân nói không chừng sẽ có cơ hội cứu được trường nhạc ra ngoài chỉ là sau khi diệp chân tìm hiểu một chút đã bỏ đi ý nghĩ này mấy ngày gần đây đây đại quốc sư vũ chân liên tục đặc trị ở trong hoàng cung lạc ấp với nhân tôn hoàng cơ long căn bản không đi ra khỏi hoàng cung chỉ cần vũ chân cứ ở trong hoàng cung diệp chân sẽ không có bất kỳ cơ hội đắc thủ nào nếu thật đến bước đường cũng Diệp Trân sẽ vận dụng vũ lực nghĩ cách cứu viện trường nhà công chúa, tốc chiến tốc thắng. Một khi có bất kỳ kéo dài, cao thủ trong hoàng cung và cường giả đóng giữ lạc ấp, tuyệt đối có thể bao phủ Diệp Trân. Nhưng nếu tin tức này đúng là thật thì lại cho Diệp Trân một loại mạch suy nghĩ khác. Mạch suy nghĩ trong chính trị. Cái gọi là chính trị, chính là tận lực, đoàn kết lực lượng có thể lợi dụng, đi đối phó mục tiêu mình muốn đối phó hoặc là sắp đạt thành. Từ trên mạch suy nghĩ này, Diệp chân bắt đầu tìm kiếm kẻ địch của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Mặt ngoài nhìn, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chính là cửu ngũ trí tôn của Đại Chu, trên triều đình sẽ không có ai là kẻ địch của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Nhưng nơi có lợi ích nhằm vào sẽ có kẻ địch. Diệp Chân cẩn thận tính ra, lại tìm được không ít kẻ địch của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Hơn nữa, đại đa số còn là đại lão chân chính của Lạc ấp. Càng là những đại lão thì lợi ích càng không điều hợp, cũng có chỗ nhằm vào là có thể cho Diệp Chân sử dụng. Giữa trưa, xa giá của Diệp Chân xuất hiện ở cửa phủ của Tốn Thân Vương Cơ Đáng là một trong bát đại thân vương thảo luận chính sự của đại chu cửa phủ tốn thân vương vẫn vô cùng uy nghi nhưng lúc này cửa tốn thân vương phủ đã không đông như chảy hội giống ngày xưa ngược lại có chút lạnh lẽo năm đó diệp chân một đêm liên tục trộm 31 nhà vương hầu phủ đệ ở lạc ấp cũng có một nhà là tốn thân vương này lúc ấy diệp chân đã nhớ rất rõ ràng phủ đệ của tốn thân vương hơn nửa đêm xe ngựa còn xếp hàng dài ở cổng tốn thân vương rất nhiều quan viên và quý tộc nơi khác không thể cầu kiến gặp mặt tốn thân vương, xếp hàng rất nhiều canh giờ, sau đó chỉ có thể đưa lễ vật vào trong. Tương phản quá lớn so với hình tượng bây giờ. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là ảnh hưởng từ chuyện ly thân vương cơ nguyên cát cứ. Nhưng càng như vậy, Diệp chân lại càng vui vẻ, chuyện hắn muốn làm, khả năng thành công cũng lớn hơn. Bây giờ, vị phần của Diệp chân cũng coi như có thể. Cho dù là tên tuổi Bắc Hải Châu Công và Đô Đốc Bắc Hải, còn có uy danh của Trấn Hải Quân dưới trướng, cùng chức điện chủ hỏa linh điện đều làm cho tốn thân vương cơ đáng vào giữa chưa tiếp kiến diệp chân ở chính sảnh cho quy cách đãi ngộ cũng không tệ đương nhiên đây là nguyên nhân bây giờ môn đình vắng vẻ so với lúc trước đông như chảy hội diệp chân muốn gặp tốn thân vương cơ đáng cho dù có thể gặp được thì cũng phải xếp hàng đợi nửa ngày sau khi hai người hàn huyên một phen bắt đầu vào chính đề thân vương điện hạ mấy năm trước đã từng định đến bái kiến thân vương điện hạ chỉ là cửa phủ đông như chảy hội Muốn gặp được Thân vương điện hạ, ít nhất phải xếp hàng đợi nửa ngày, còn phải xem Thân vương điện hạ có thời gian hay không. Hôm nay tới, nhưng lại khác biệt, vừa đến đã gặp được Thân vương điện hạ, làm cho Hạ thần thật sự hơi xúc động. Nghe Diệp Chân nói như vậy để sắc mặt của Cơ đáng lập tức liền không dễ nhìn, nhưng nhìn Diệp Chân này cũng không giống như ngu ngốc, chẳng lẽ chuyên môn tới cửa để chế nhạo hắn sao? Tốn Thân vương Cơ đáng cũng không lên tiếng, bưng chén trà cười nói, chẳng lẽ Diệp Nguyên Soái chưa từng nghe qua câu nói 30 năm Hà Đông? 30 năm Hà Tây sao? Nghe qua, Diệp Chân nhẹ gật đầu, chính là bởi vì nghe qua, cho nên hôm nay mới đặc biệt đến đây thông báo với thân vương điện hạ, 30 năm Hà Tây mà ngươi hy vọng, sợ là sẽ không xuất hiện. Lần này, sắc mặt của Tốn thân vương cơ đáng đột ngột trầm xuống, Diệp Nguyên Soái, bản vương là kính ngươi có quân công, nếu ngươi còn như thế, bản vương sẽ phải đuổi người. Diệp Chân nghe vậy đứng dậy, vái chào đến cùng đối với Tốn thân vương cơ đáng, thân vương điện hạ Ta cũng là ăn ngay nói thật, không có chút ý tứ gì khác. Lần này, Tốn Thân Vương cơ đáng có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng sở dĩ hiện tại cơ đáng còn nhẫn nại cũng bởi vì hắn hiểu được, giữa hắn và Diệp Chân không cừu không oán, Diệp Chân hoàn toàn không có lý do làm như vậy. Thân Vương điện hạ, bất luận như thế nào, xin nghe Diệp Chân nói xong. Sau khi Tốn Thân Vương gật đầu, Diệp Chân mới tiếp tục nói, nếu ta đoán không lầm, cái thân vương điện hạ gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hẳn là chỉ cảnh ngộ đúng không? Hiện tại quyền hành của thân vương thảo luận chính sự ở trong tay bệ hạ mượn thế của ly thân vương, thừa cơ đè ép xuống, lúc này xa sút chính là 30 năm Hà Đông. Mà thân vương điện hạ xem ra, chỉ cần chờ đương kim bệ hạ thăng thiên, tân đế kế vị, nhất định sẽ phải dựa vào những trưởng bối thân vương thảo luận chính sự các ngươi để vững chắc vị trí, đến lúc đó, quyền thế của các ngươi tự nhiên sẽ trở về, thậm chí sẽ càng mạnh hơn lúc trước. Đây là 30 năm Hà Tây, đúng không? Diệp Trân hỏi. Đối với vấn đề này, tốn thân vương cơ đáng không nói một lời, không có phản ứng gì. Nhưng nếu thân vương điện hạ biết đương kim bệ hạ, sẽ dùng bí pháp tục thọ 300 năm, chỉ sợ là sẽ không như thế nghĩ. Nghe vậy, vẻ mặt của tốn thân vương cơ đáng lập tức thay đổi. Dù trước đó Diệp chân có chút chu tru tâm, truyền đi thậm chí phạm vào kỵ húy, nhưng sắc mặt của tốn thân vương cơ đáng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng nghe thấy Diệp chân nói nhân tôn Hoàng Cơ Long sẽ tục thọ 300 năm, sắc mặt cơ đáng lập tức thay đổi quyền hạn ở đại chu đế quốc này chỉ nhiều như vậy hoàng đế chiếm nhiều thêm vài phần thì các thân vương thảo luận chính sự sẽ ít đi vài phần trước đó bởi vì ly thân vương cơ nguyên đã dẫn đến nhân tôn hoàng cơ long thừa cơ chèn ép quyền hạn của thân vương thảo luận chính sự lựa chọn một thời cơ tốt thân vương thảo luận chính sự chỉ có thể cắm đầu ăn thiệt thòi nhưng những thân vương thảo luận chính sự này cũng không phải ăn chay đã sớm tính toán tốt bởi vì theo tuổi tác cơ long không sống được bao lâu nữa hoàng đế đại chu trừ mấy anh chủ cá biệt ra thì đều không cao hơn một ngàn tuổi. Thế nhưng, trong Hoàng Thất Đại Chu, những thân vương thảo luận chính sự lại trường thọ hơn Hoàng đế rất nhiều, bình thường thọ nguyên đều có thể đạt tới hai ngàn năm. Cho nên, chỉ cần lão Hoàng đế chết rồi, lúc tân Hoàng đế kế vị sẽ là, lúc những thân vương thảo luận chính sự bọn hắn một lần nữa lấy lại uy phong. Tân đế vững chắc đế vị sẽ dựa vào bọn hắn, trên bối phận lại thấp hơn bọn hắn, trên quyền mưu chắc chắn không chơi trượt bằng lão hoàng đế. Đến lúc đó, Quyền thế của những thân vương thảo luận chính sự bọn hắn không chỉ có thể phục hồi, còn có thể mạnh hơn lúc trước. Đây là ý tưởng chân thật của tốn thân vương cơ đáng, cũng là ý tưởng chân thật của các thân vương thảo luận chính sự bị chèn ép khác. Thế nhưng, một khi nhân tôn Hoàng Cơ Long thật tục thọ 300 năm, vậy chuyện này sẽ không giống. Bất luận chuyện gì, đừng nói là duy trì 300 năm, chỉ cần liên tiếp duy trì mấy chục năm cũng sẽ trở thành lệ. Thời gian là độc dược tàn nhẫn nhất, một khi bọn hắn nhạt trên triều đình mấy chục năm, thật triệt để nhạt đến không còn. Khi toàn bộ triều đình đại chu đã thành thói quen không quá cảm thấy sự tồn tại của thân vương thảo luận chính sự, những thân vương thảo luận chính sự này sẽ thật không có bao nhiêu cảm giác tồn tại. Huống chi, bây giờ cơ long vì tập quyền, đang không ngừng chèn ép quyền thế của thân vương thảo luận chính sự. Một khi loại chính sách này tiếp tục 300 năm, hậu quả đó, tốn thân vương cơ đáng quả là không dám tưởng tượng. Đến lúc đó, bọn hắn liệu sẽ trở thành linh vật hoàng đế nuôi, thỉnh thoảng lấy danh nghĩa tổ chế ra để làm mục tiêu hay không chỉ kinh ngạc một khắc tốn thân vương cơ đáng đã lắc đầu chuyện này không thể nào lịch đại đế vương của đại chu ta đã dùng vô số tâm tư nếm thử vô số bí pháp nhưng cũng không tục thọ thành công bọn hắn đã thử tất cả các phương pháp cơ long không thể nào thành công nếu tăng thêm thiên miếu thì sao diệp chân lạnh lùng nói người nói là đại quốc sư vũ chân cơ đáng không hổ là thân vương thảo luận chính sự lập tức đã vô cùng nhạy cảm nghĩ đến rất nhiều Người nói là, đại quốc sư Vũ Trân đang giúp cơ long tục mệnh. Có thể là toàn bộ lực lượng thiên miếu. Cái này, thiên miếu hận không thể mỗi năm đổi hoàng đế đại chu ta, sao lại giúp cơ long tục mệnh. Tốn thân vương cơ đáng rất kinh ngạc. Anh chủ giống như bệ hạ, đầu tiên là ném phòng tuyến nhân ma chiến trường, lại để ly thân vương cơ nguyên cát cứ thành công, còn có thể làm cho trăm vạn tế quân của tổ thần điện toàn quân bị diệt, nguyên khí trọng thương, hình như trong lịch đại đế vương của đại chu, thật không nhiều trong giọng nói của Diệp chân tràn đầy mỉa mai. Tốn thân vương cơ đáng không ngừng đi qua đi lại, thận trọng tự hỏi, nửa ngày sau, mới ngẩng đầu khoan thai nói. Ngươi nói hình như có lý, nhưng đây chỉ là ngươi phỏng đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào. Nói đi, ngươi nói nhảm nhiều như vậy, đến cùng muốn cô làm gì? Chứng cứ, ta cũng có. Con mắt tốn thân vương cơ đáng lập tức trợn tròn lên, chứng cứ ở đâu? Vì sao thiên miếu phải giúp cơ long tục thọ 300 năm? có lẽ chuyện ngư chiêu ân thu thập bản nguyên tinh huyết của các hoàng tử công chúa thân vương điện hạ hẳn là có nghe thấy diệp chân nói biết đại chu ta tổng cộng có đời thứ năm tiên đế trước khi chết đã thử qua bí pháp này để bổ ích thọ nguyên nhưng không có tác dụng cơ đáng nói đó là bởi vì khuyết thiếu thuốc dẫn thuốc dẫn gì trường nhạc công chúa bây giờ nàng đã bị mười tạo hóa thần nhân cầm tù ở trong trường nhạc uyển truy cập halezi com hoặc linh ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Cơ Long muốn dùng trường nhạc làm thuốc dẫn, hắn điên rồi sao? Cơ đáng tức giận nói, sau đó lập tức cười ha hả ta biết dụng ý của ngươi, ngươi là muốn cô giúp ngươi cứu trường nhạc. Diệp chân không để ý đến cơ đáng cười to, mà dùng ngữ khí vô cùng bình tĩnh tiếp tục nói, ta không biết vũ chân tại sao phải dùng trường nhạc, làm thuốc dẫn mới có thể vì bệ hạ tục thọ 300 năm. Nhưng trường nhạc đúng là có chỗ phi phàm. Trường nhạc trừ thân có huyết mạch hoàng tộc ra, còn thân có truyền thừa man tộc thánh nữ, càng thêm thân có lực lượng tạo hóa, có thể để trường nhạc làm thuốc dẫn, trên người trường nhạc tất nhiên sẽ có chỗ đặc thù, đây là mấy điểm Diệp Chân nghĩ ra được. Nghe vậy, lông mày cơ đáng lần nữa nhíu lại, nghe người nói như vậy, bí pháp của đại quốc sư, Vũ Chân này hình như thật có chút đạo lý, nói không chừng còn có khả năng thành công. Xác suất thành công lớn bao nhiêu, ta không biết, nhưng vạn nhất bọn hắn thành công thì sao? Diệp Chân chăm chú nhìn chằm chằm Tốn Thân Vương Cơ đáng nói vẻ mặt cơ đáng ngưng lại. Đúng như Diệp Trân nói, vạn nhất thành công thì sao? Cái gọi là đại trượng phu không thể một ngày không có quyền. Bây giờ tốn thân vương cơ đáng ra đại nghiệp đại, nếu quyền thế ngày càng cô đơn xuống, sau này đừng nói bảo vệ gia nghiệp, có thể giữ được mệnh hay không cũng là một vấn đề. Ngươi định làm gì? Yên lặng thật lâu, tốn thân vương cơ đáng mới chật vật nói ra câu nói này. Ta muốn ở trên đại triều hội, trước mặt mọi người lấy quân công cầu hôn trường nhà công chúa, đến lúc đó, còn xin thân vương điện hạ ủng hộ diệp chân nói việc này không khó tốn thân vương cơ đáng đáp ứng rất sảng khoái bệ hạ chắc chắn sẽ không đồng ý lập trường của thân vương điện hạ cần kiên định một chút tại chỗ với trở mặt cơ long thì không có vấn đề chỉ là lực lượng cá nhân của một mình ta còn chưa đủ nghe vậy diệp chân cười vậy thì mời thân vương điện hạ người tốt làm đến cùng viết cho diệp chân mấy văn thư dẫn tiến cho mấy vị thân vương điện hạ khác tốt Nửa khắc đồng hồ sau, tốn thân vương cơ đáng đưa mất tờ văn thư tự tay viết giao cho Diệp Trân, cảm thán nói. Trường nhạc đã chọn được một vị hôn phu tốt. Hơi cuối người chắp tay, Diệp Trân đã rời khỏi tốn thân vương phủ. Sau đó, Diệp Trân bắt đầu bề bộn nhiều việc. Tốn thân vương tán thành có thể, bởi vì việc này mà đứng đến một đầu trên chiến tuyến với thân vương thảo luận chính sự, Diệp Trân đều phải đi một chuyến. Tốn thân vương cơ đáng tất cả viết cho Diệp Trân năm lá thư. Nói cách khác, Đối với chuyện này, tám vị thân vương thảo luận chính sự của Đại Chu, trừ cát cứ ly thân vương cơ nguyên và chấn thân vương cơ giới, ra thì những người khác đều đứng ở trên một chiến tuyến. Bất luận một vị thân vương thảo luận chính sự nào cũng không nguyện ý, để vị hoàng đế cơ long, đã bắt đầu tập quyền này lại có thêm 300 năm thọ nguyên. Nếu như cơ long tục thọ thành công, vậy sẽ là ác mộng của những thân vương thảo luận chính sự bọn hắn. Tấp nập ra vào phủ của mấy thân vương thảo luận chính sự, có thư do tốn thân vương cơ đáng tự tay viết, diệp chân thiết lập việc này đến nhẹ nhõm hơn rất nhiều đỡ tốn vô số miệng lưỡi cho dù như thế diệp chân thăm hỏi xong mấy nhà thân vương thảo luận chính sự thì cũng đã là nửa đêm nhưng khi diệp chân quay lại bắc hải châu công phủ lại bị trung tuần thú cảnh trạng ngăn cản diệp tuần phong sứ ngươi làm như vậy làm ta rất khó xử cảnh trạng ngăn diệp chân lại thở dài một hơi thần tử chúng ta âm thầm kết giao với thân vương thảo luận chính sự chính là tối kỵ huống chi ngươi trong vòng một ngày gặp mặt sáu vị thân vương thảo luận chính sự cho nên chuyện này theo đúng chức trách ta nhất định phải báo lên mặt khác còn phải giao phó với ngươi một chút liên tiếp thăm hỏi sáu vị thân vương thảo luận chính sự cần làm chuyện gì không có cách ai bảo ngươi là người của tuần tra ti chứ tốt ngươi có thể hỏi thăm ta nhưng ta hy vọng thời gian hỏi thăm dài một chút sau khi ngươi hỏi thăm rõ ràng lại đến báo bệ hạ miễn oan uổng ta diệp chân cười nói thời gian hỏi thăm dài hay ngắn chủ yếu là do ngươi mà chức trách của ta chính là đạt được kết quả kỹ càng cuối cùng tập hợp lại báo cáo cho đại ti thiên đại nhân cảnh trạm nói rất tốt ta sẽ tận khả năng tự thuật kỹ càng có thể cần thời gian một ngày nụ cười của diệp chân càng thêm sán lạn lấy khứu giác chính trị của nhân tôn hoàng cơ long nếu biết được hắn trong vòng một ngày gặp sáu vị thân vương thảo luận chính sự thì chắc chắn sẽ có cảnh giác cho nên tin tức này nhân tôn hoàng cơ long biết càng trễ càng tốt phải đến chiều mai biết là tốt nhất không bao lâu diệp chân đã theo cảnh trạm đi vào nha môn tuần tra ti Lúc Diệp Trân ra khỏi nha môn tuần tra ti đã là đêm khuya ngày hôm sau, sắp tới gần giờ tí. Hai phong thám hỏi thăm cặn kẽ tình huống của Diệp Trân, lúc đưa Diệp Trân đi ra đã sắp khóc. Đây là lần đầu tiên bọn hắn gặp phải thông lệ hỏi thăm chật vật như thế. Cái gì đều tự thuật vô cùng kỹ càng, vào cửa gặp người nào, biểu tình gì, nói cái gì, uống trà gì, dùng chén trà gì, chén trà lấy từ đâu, là loại chất liệu nào, Diệp Trân đều thuyết minh nhất thanh nhị sở cho bọn hắn hết lần này tới lần khác bản thân diệp chân cũng trong đội ngũ tuần tra ti mà còn là loại tuần phong sứ uy danh hiển hách một mình mở ra cục diện tây tuần thú làm cho tất cả uy phong xưa nay của bọn hắn không có chỗ ngồi dùng chỉ có thể chịu đựng cũng may sau khi chịu một ngày một đêm cuối cùng đã kết thúc mà bây giờ bọn hắn còn không thể nghỉ ngơi bọn hắn cần phải trước buổi sáng ngày mai sửa sang lại phần hồ sơ vụ án vừa rồi hồ sơ vụ án vừa rồi sẽ tồn vào không gian bí ngăn của tuần tra ti để cung cấp ngày sau tìm đọc mà bọn hắn sửa sang lại trọng điểm, sau đó sẽ từng từng báo cáo cho trung tuần thú cảnh trạm. Cuối cùng, sẽ do trung tuần thú cảnh trạm quyết định có cần báo cáo hay không. Nhưng Diệp Trân rất rõ ràng, lấy thân phận Bắc Hải Châu Công, đô đốc Bắc Hải, điện chủ hỏa linh điện của hắn, thăm hỏi dày đặc như vậy, cuối cùng Đại Ti Thiên nhất định sẽ báo cáo, ít nhất cũng sẽ nâng lên một lỗ tai của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Cái gọi là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đây chính là tuần tra ti làm từ trước đến nay, làm chó săn của hoàng đế, chỉ cần phải cần chú ý chuyện xảy ra, có chuyện thì báo cáo, báo lên toàn bộ là được rồi. Về phần thấy thế nào, xử trí như thế nào, đó chính là ý tứ của vị cửu ngũ trí tôn kia. Thân là người trong tuần tra ti, Diệp chân rất rõ ràng quy củ và quá trình của nội bộ tuần tra ti. Mọi thứ cũng có nặng nhẹ. Loại giám thị quý tộc đại thần này, nhanh nhất cũng phải sáng ngày hôm sau mới có thể báo cáo đến chỗ của đại ti thiên ngũ dự. Sau đó, đại ti thiên ngũ dự sẽ nhìn thấy sau đại triều hội hoặc là tiểu triều hội thông lệ tập hợp báo cáo mà vào lúc này cửa hoàng cung đã sớm khóa cấm chế đã mở trừ phi là đại sự hỏa tốc hoặc có thể long trời lở đất nếu không thì đại ti thiên ngũ dự sẽ không xông vào cung cấm vào ban đêm diệp chân đã đạt được mục đích ngày mai sẽ là đại triều hội nhưng hắn cũng không nhàn hạ mặc dù đã có bố trí nhất định trên đại triều hội nhưng chưa lo thắng trước lo bại sau khi diệp chân quay lại còn phải chuẩn bị tốt cho dự tính xấu nhất một khi loại nghĩ cách cứu viện chính trị này thất bại thì diệp chân sẽ phải chuẩn bị và an bài nghĩ cách cứu viện bằng vũ lực sau khi trở lại bắc hải châu công phủ quản gia sớm đã đợi chờ ở nơi đó dâng lên một phần ngọc giản công gia đây là trưa hôm nay phủ thừa tướng sai người đưa tới thần niệm chìm vào trên mặt của diệp chân xuất hiện vẻ vui mừng trong ngọc giản chỉ có một câu nói chuẩn bị kỹ càng xính lễ điều này đại biểu lập trường của phủ thừa tướng đại biểu cho thừa tướng văn cương đã bị diệp chân thuyết phục có thừa tướng Văn Cương trợ giúp, thẻ đánh bạc của Diệp chân trong lần nghĩ cách cứu viện chính trị này lại tăng thêm một chút. Nhưng thắng bại vẫn không có quá nhiều hy vọng. Nếu như là ba năm trước đây, không có ly thân vương cát cứ, có sáu vị thân vương thảo luận chính sự và thừa tướng ủng hộ, dù nhân tôn Hoàng Cơ Long là cửu ngũ trí tôn thì cũng phải nghe theo. Nhưng bây giờ không giống. Nhất là khi đối mặt với một cửu ngũ trí tôn vì kéo dài sinh mệnh, giống như đối mặt với một người điên, tất cả át chủ bài của ngươi đều có thể không chịu nổi một kích. Diệp Chân nhất định phải cố gắng chuẩn bị nhiều nhất có thể. Ngày 10 tháng 9 năm 752 lịch Kiến Vũ của Đại Chu, Lạc ấp, Đại Triều hội. Bắc Hải Châu công, Đô đốc Bắc Hải Diệp Chân đột nhiên xuất hiện trong đội ngũ triều hội, nhưng chuyện này cũng không gây nên quá nhiều người chú ý. Chuyện này ở Đại Chu là chuyện quá bình thường. Rất nhiều tay cầm quyền cao, thân cư hiển tước thường cũng cách hồi lâu mới có thể xuất hiện trên triều đình, lộ mặt, biểu hiện một chút cảm giác tồn tại. Ngẫu nhiên, có mấy thần tử biết được nội tình ánh mắt nhìn về phía của Diệp Trân mang theo vài phần châm chọc. Người bị đại hoàng tử hoàn vương cơ ngao toàn lực đối phó, có thể tốt bao nhiêu. Huống chi bây giờ là thời gian cũ mới giao thế quyền hạn. Bởi vì lui một vạn bước, cho dù ngày sau đại hoàng tử hoàn vương cơ ngao không tiếp nhận được đại vị, nhưng làm huynh đệ của tân quân, ngày sau sẽ tấn vị thành thân vương thảo luận chính sự. Có thể đắc tội tân quân, thậm chí là một vị thân vương thảo luận chính sự sau này, còn có tiền đồ có thể nói. Cảm giác của những quan viên này vô cùng nhạy cảm. Không bao lâu, quan viên xung quanh Diệp Trân đã chủ động cách xa Diệp Trân, đưa ra cho Diệp Trân một không gian rất rộng rãi, cũng minh xác biểu đạt lập trường của bọn hắn. Diệp Trân đối với chuyện này chỉ nhách miệng mỉm cười, vô tri, vĩnh viễn là địch nhân lớn nhất của người thông minh. Tiếng chuông vang lên, đám quan chức bắt đầu chia thành bốn nhóm nối đuôi nhau tiến vào càn khôn điện. Một bên là văn thần, thừa tướng Văn Cương đứng ở trước nhất, một bên khác đương nhiên là vào chiều mấy vị thân vương thảo luận chính sự dẫn đầu. Có bọn hắn, không ai dám đứng ở trước người bọn hắn cả. Chỉ là, xưa nay, đại triều hội bình thường sẽ chỉ xuất hiện ba bốn vị thân vương thảo luận chính sự, hôm nay sáu vị thân vương thảo luận chính sự cùng nhau xuất hiện lại làm cho chúng thần nghị luận một hồi. Diệp Chân cũng nhìn thấy thân ảnh quân bộ thượng thư ban lệ ở phía trước, mấy năm không gặp, quân bộ thượng thư vẫn là ban lệ như đã già đi rất nhiều. Bây giờ quân bộ thượng thư của đại chu lại là một bộ gánh nặng. Trong quan sát của Diệp Chân, tiếng thái giám hô to, Ngư Triều Ân phía trước dẫn đường nhân tôn hoàng cơ long đầu đội vương miện xuất hiện trong càn khôn điện chậm rãi ngồi vào ngự tọa so với nhân tôn hoàng cơ long mấy năm trước nhân tôn hoàng cơ long bây giờ đã gầy gò hơn rất nhiều trên mặt cũng không có bao nhiêu huyết sắc thần niệm mạnh mẽ một chút là có thể nhìn ra thần hư máu yếu họ nguyên không đủ mà công khanh cả triều đại chu thì thần niệm sẽ không thể kém được ngay từ đầu triều hội một đám văn võ trọng thần đã nhao nhao dâng sớ không được mấy hơi diệp chân liền hiểu rõ những thần tử này dâng sớ lên đều giống nhau, đều là đăng ca công tụng đức của các hoàng tử. Đại hoàng tử cha ra thâm hụt bao nhiêu, tứ hoàng tử đốc tạo binh giáp hoàn thành sớm nửa năm, chất lượng toàn ưu, thất hoàng tử quản lý lũ lụt có công, vân vân. Nói trắng ra, chính là đám quan chức đã đứng đội về các phe phái, hò hét tạo thế cho chủ tử của mỗi người. Diệp chân nghe vậy, cảm thấy rất vô vị. Nhưng hắn cảm thấy, nhân tôn hoàng cơ long trên ngự tọa sẽ càng không thoải mái bởi vì ý tứ căn bản nhất trong tấu trương của những thần tử này chính là bệ hạ ngươi nhìn hoàng tử nhà ta ưu tú như vậy ngươi tranh thủ thời gian lập bọn hắn làm thái tử đi đây là một loại phản bội nguyên bản đều là thần tử của nhân tôn hoàng cơ long hắn nhưng lúc này toàn bộ lại đến dưới trướng mấy vị hoàng tử biến tướng hiệu chung mấy vị hoàng tử nhân tôn hoàng cơ long không khó chịu mới là lạ diệp chân đột nhiên phát hiện loại tình huống này nhân tôn hoàng cơ long sẽ không sinh ra ý nghĩ tục thọ mới là lạ Nửa ngày, loại tình huống này mới kết thúc. Bệ hạ, thần có bản tấu. Âm điệu già nua mà đặc biệt của thừa tướng Văn Cương vừa vang lên, toàn bộ càn khôn điện lập tức yên tĩnh trở lại. Ở Đại Chu, đắc tội hoàng đế thì có thể sẽ bị giáng chức quan thôi chức, nhưng vẫn có khả năng phục chức, thậm chí có thể đi phong quốc của quý tộc khác nhậm chức. Nhưng nếu đắc tội với thừa tướng Văn Cương, bình thường quan viên có thể cả đời này sẽ không có ngày nổi danh. Không phải thừa tướng sẽ nhằm vào hắn, mà là tập đoàn quý tộc đoàn kết xung quanh thừa tướng sẽ làm, cho hắn không có ngày nổi danh nghe thấy thừa tướng văn cương mở miệng nhân tôn hoàng cơ long cũng có chút ngoài ý muốn cười nói văn thừa tướng hiếm khi góp lời không biết hôm nay thừa tướng có chuyện gì muốn tấu bệ hạ thật ra cũng không phải đại sự gì thừa tướng văn cương trước bán được cái nút chỉ là lão phu muốn làm bà mối một lần làm mai mối nhân tôn hoàng cơ long trên ngự tọa lộ ra vẻ kỳ dị thừa tướng muốn làm mai mối cho ai công khanh cả chiều này người có thể để cho thừa tướng ra mặt làm mai mối cũng không nhiều Chuyện được đọc bởi kênh Halley's Audio. Bệ hạ, Bắc Hải Châu công, đô đốc Bắc Hải, điện chủ Hỏa Linh Điện Diệp Chân, tuổi trẻ tài cao, càng thêm là trụ cột nước nhà, lão thần muốn làm mai mối cho hắn, cầu hôn hiền thê một nhà, như thế mới có thể làm cho Diệp Chân càng thêm ổn thỏa ra sức vì nước." Văn Cương nói. Nghe thấy là Diệp Chân, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long liếc mắt về phía Diệp Chân một chút, có chút ngoài ý muốn, từ lúc nào Diệp Chân dính dáng đến gần thừa tướng rồi. Nhưng lời thừa tướng nói cũng rất hợp ý hắn hãn tướng như Diệp Trân, nếu có gia thất sẽ dễ khống chế hơn. Không biết thừa tướng coi trọng nữ nhi nhà nào? Cơ Long thuận thế hỏi. Không biết thừa tướng thay Diệp Trân coi trọng nữ nhi nhà nào? Cơ Long cười, thuận thế hỏi một câu. Hắn phi thường vui khi thấy hãn tướng có năng lực tay cầm trọng binh, như Diệp Trân thành ra, cưới nàng dâu. Sau đó tranh thủ thời gian dùng bí pháp sinh bé con, đến lúc đó, có huyết mạch trói buộc, hắn là đế vương muốn khống chế một thần tử, như Diệp Trân sẽ không phiền phức như trước đó cho nên nhân tôn hoàng cơ long rất tình nguyện thúc đẩy chuyện này chỉ là nhân tôn hoàng cơ long có chút kỳ dị đến cùng diệp chân coi trọng nữ nhi nhà ai lại đáng giá thừa tướng văn cương mời hắn tứ hôn trên càn khôn điện ánh mắt của nhân tôn hoàng cơ long quét về phía sáu vị thân vương thảo luận chính sự hôm nay cùng nhau lên điện cũng chỉ có nữ nhi thậm chí là tôn nữ của sáu vị thân vương thảo luận chính sự mới có thể để cho thừa tướng văn cương xuất mã chỉ là tưởng tượng như vậy trong lòng nhân tôn hoàng cơ long không khỏi lại có một chút liên tưởng không tốt nếu hãn tướng thống minh giống như diệp chân thông ra với mấy vị thân vương thảo luận chính sự vốn đã tay cầm quyền cao hôn sự như vậy chỉ sợ ảnh hưởng trọng đại hắn còn phải cân nhắc kỹ càng ý nghĩ của các triều thần khác cũng không khác gì hoàng đế nhưng bọn hắn càng để ý là diệp chân trèo lên con thuyền của thừa tướng văn cương từ lúc nào sắc mặt có chút khó coi duy nhất chính là đại hoàng tử cơ ngao trước mắt hắn đang toàn lực đối phó diệp chân Diệp Trân đã là tử địch của hắn. Bạn bè của kẻ địch, chính là địch nhân của hắn. Diệp Trân này lại không biết lúc nào leo lên thừa tướng, chuyện này làm cho áp lực của đại hoàng tử cơ ngao không nhỏ. Có thể làm cho Văn Cương ra mặt mai mối, địa vị chắc chắn cực cao. Một, khi mai mối thành công, nhà vợ của Diệp Trân sẽ đương nhiên trở thành kẻ địch của hắn. Trong lúc nhất thời, đầu đại hoàng tử cơ ngao không khỏi lớn như cái đấu, sầu khổ không thôi. Bây giờ chính là thời khắc mấu chốt để đoạt vị. Việc này thật sự là, bệ hạ, Diệp Trân và trưởng nhạc công chúa lưỡng tình tương duyệt, lại cùng ở trong man linh điện, cho nên thần làm môi thay Diệp Trân, mời bệ hạ bỏ những thứ yêu thích, tứ hôn trưởng nhạc công chúa cho Diệp Trân. Thừa tướng Văn Cương nói, chỉ mỗi hai chữ trưởng nhạc đã làm cho vẻ mặt của nhân tôn Hoàng Cơ Long, trở nên âm trầm như nước, trong chớp mắt, sắc mặt của hắn lập tức tối lại, bầu không khí trong toàn bộ đại điện cũng biến thành ngưng động. Bây giờ, trường nhạc đã thành cấm kỵ trong lòng nhân tôn Hoàng Cơ Long. Việc này liên quan đến đại kế tục thọ tăng nguyên của hắn, vào lúc này Thừa tướng Văn Cương đưa ra thỉnh cầu này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ngay lập tức đã hoài nghi, có phải là có người phát hiện hoặc biết chuyện hắn sắp dùng trường nhạc làm thuốc dẫn hay không? Chuyện này có thể làm, nhưng tuyệt đối không thể nói. Một khi truyền ra, danh tiếng hoàng đế này của hắn sẽ triệt để thối. Vô ý thức, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long liếc về phía Ngư Chiêu Ân một chút, hắn cảm thấy, nếu thật sự có tin tức tiết lộ ra ngoài, trừ ngư chiêu ân ra thì không còn ai có khả năng này nữa nhưng lúc này cũng không phải lúc truy cứu đối phó cho qua chuyện này trước đã dù sao dù như thế nào trường nhạc là tuyệt đối không thể gả cho diệp chân bởi vì gả đi thì cũng đương ứng phải giao người trường nhạc sắc được dùng làm thuốc dẫn tục thọ làm sao có thể giao người làm sao có thể giao người nhưng không đợi nhân tôn hoàng cơ long mở miệng bác bỏ đại quốc sư vũ chân cũng đứng ở hàng thứ nhất đã mở miệng thừa tướng đại nhân trường nhạc công chúa chính là tâm đầu nhục của bệ hạ cũng là một phụ thân người nói việc này lên trên triều đình có phải hơi quá rồi không người thật muốn nghĩ thay diệp chân cầu hôn trường nhạc công chúa điện hạ thì cũng nên sau khi tan triều mang theo xính lễ đi tìm bệ hạ đại quốc sư vũ chân nói thiên gia không có việc nhỏ thừa tướng văn cương thản nhiên nhìn lướt qua đại quốc sư vũ chân đại quốc sư có lẽ là ở sơn giã đã quen nên không biết cũng bình thường vừa đúng chào phúng làm cho quần thần trong càn khôn điện phát ra tiếng cười nhưng đại quốc sư vũ chân lại không thèm để ý chút nào thiên gia cũng có thiên luân há có thể bởi vì thân phận mà mẫn diện trường nhạc công chúa điện hạ thân là công chúa thảo luận chính sự hôn sự của nàng cũng là quốc gia đại sự nên chuyện này nhất định phải được quyết định trên càn khôn điện không cần thừa tướng văn cương mở miệng đã có thật nhiều văn thần quý tộc ra hát đệm mấy câu đã đẩy đại quốc sư vũ chân trở về đại quốc sư vũ chân âm thầm thở dài một tiếng mặc dù địa vị của hắn đột nhiên tăng cao cũng có quyền thế nhưng lực ảnh hưởng trên triều đình đại chu lại vô cùng yếu không có cách loại lực ảnh hưởng này cần một quá trình lâu dài mới có thể tạo dựng lên chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ đáp lại nhân tôn hoàng cơ long trên ngự tọa trên ngự tọa nhìn một màn này khóe miệng của nhân tôn hoàng cơ long xuất hiện một tia nghiêm nghị bắc hải diệp chân còn không xứng với trường nhạc của trẫm một câu đã như đóng đô quyết định chuyện này người ta là cha cảm thấy ngươi không xứng ngươi còn có thể như thế nào dưới tình huống bình thường chỉ cần nhân tôn Hoàng Cơ Long vừa nói ra câu nói này thì sẽ đại biểu cho việc này, triệt để thất bại, sẽ không có bất kỳ khả năng nào. Chỉ là, tình hình hôm nay lại không giống. Bệ hạ, sĩ biệt tam nhật, phải lo mắt mà nhìn, hôm nay Diệp chân cũng không phải Diệp chân trước đó, không bằng ngươi nhìn xính lễ Diệp chân chuẩn bị rồi mới quyết định. Thừa tướng Văn Cương góp lời nhìn như ôn hòa, lại lộ ra một loại kiên định. Chuyện này khiến vẻ mặt của nhân tôn Hoàng Cơ Long, trên ngự tọa nháy mắt trở nên lăng lệ. Việc ngày hôm nay, tình hình không tầm thường hình như có tính nhắm vào chẳng lẽ chuyện làm thuốc dẫn đã bị lộ rồi ánh mắt của nhân tôn hoàng cơ long lại một lần nữa đảo qua trên người ngư chiêu ân trong ánh mắt đã mang lên một tia âm lãnh xính lễ nữ nhi của trẫm há lại chỉ là xính lễ có thể đả động nhưng nếu thừa tướng đã nói như vậy diệp khanh ngươi hay để trẫm xem ngươi chuẩn bị xính lễ gì mặt mũi của thừa tướng không thể không cho cho nên xính lễ này vẫn phải nhìn nhưng trước khi nhìn nhân tôn hoàng cơ long đã thêm tiền đề muốn cưới nữ nhi của hắn không phải xính lễ tốt là có thể thành. Tạ bệ hạ, thừa tướng Văn Cương về liệt, Diệp chân lại tiến lên, đầu tiên xuất ra một cái hộp gỗ to, một đầu lâu dâu tóc lộn xộn khắp nơi là vết máu, rõ ràng là đầu của ma tộc. Cái đầu của ma tộc này vừa xuất hiện, quần thần đã xuất hiện một chút rối loạn. Các trọng thần đại chu, đều không phải đèn đã cạn dầu, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đầu của ma, tộc ở khoảng cách gần như vậy. Lớn mật, ngư triều ân lập tức phát huy ra chức trách của hắn, nghiêm nghị nổi giận quát, cũng dám quấy nhiễu triều đình. Diệp Trân lại không chút để ý ngư triều ân, chỉ cái đầu kia nói. Bệ hạ, ngày trước đại quân dưới trướng thần đóng giữ bình nghi quân thành đại thắng, chém giết hơn 30 vạn đại quân ma tộc, chém giết 42 vị ma tộc đạo cảnh. Mặt khác, lấy thủ cấp đại tổng quản phương hành quân thứ 21 của ma tộc Kim Trinh, đồng thời thành công thu phục trường lăng quận. Vừa nghe đến đây ra, toàn bộ triều đình đột nhiên ồn ào lên. Đầu lâu của đại tổng quản hành quân ma tộc, chuyện này cực kỳ khó được lần trước, lần gần nhất Đại Chu, chém giết đại tổng quản hành quân ma tộc đã là chuyện của ngàn năm trước. Mà người chém giết chính là uy vương lưu vô bệnh, dùng công này phong vương. Bởi vậy có thể thấy được, cái đầu này đáng tiền như thế nào. Ngay cả nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng mãnh liệt đứng lên, chăm chú nhìn chằm chằm cái đầu to lớn ở giữa càn khôn điện. Nửa ngày sau, hắn mới chậm rãi ngồi về ngự tọa. Có thể từng nghiệm minh chính bản thân. Nhân tôn Hoàng Cơ Long hỏi. Một thân ân tín, ảnh lưu niệm ngọc giản, đều ở đây, Diệp Chân đáp, trận chiến này xảy ra khi nào, vì sao Hà Lạc ấp còn chưa biết. Sắc mặt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã âm trầm sắp chảy ra nước, ánh mắt đảo qua trên người Đại Ti Thiên Ngũ Dự, trong chớp mắt làm người sau quanh thân ứa ra mồ hôi lạnh. Chiến sự lớn như thế, Lạc ấp lại không biết gì, theo Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, đây là dấu hiệu mất khống chế của hắn đối với thiên hạ. Bẩm bệ hạ, đây là chiến sự mấy ngày trước, bởi vì còn đang truy sát tiểu trừ dư nghiệt ma tộc, chiến sự còn chưa kết thúc, cho nên chưa kịp bẩm báo với Lạc ấp chỉ là trong lòng thần ngưỡng mộ trường nhạc công chúa Điện Hạ, cho nên muốn dùng cái này làm xính lễ, hướng bệ hạ cầu hôn trường nhạc công chúa Điện Hạ, còn xin bệ hạ thành toàn. Diệp Trân dùng một câu đã làm tròn trên việc này, sau đó quỳ xuống đất hành đại lễ thỉnh cầu tứ hôn. Bệ hạ, quân công của đại chu ta là cao nhất, lão thần cảm thấy, phần xính lễ này còn được, cho nên đánh bạc mặt mo tới là môi này, còn xin bệ hạ thành toàn. Thừa tướng Văn Cương nói, trên ngự tọa, năm ngón tay nhân tôn hoàng cơ long nắm lấy tay vịn bỗng nhiên nắm đến cực chặt những đấu tranh chính trị trên triều đình từ trước tới nay chưa bao giờ có thể chuyển giao vừa ý mọi người vả lại có thể hiểu rõ được thánh ý cũng là một loại bản lĩnh sau khi nhân tôn hoàng cơ long với sắc mặt đờ đẫn đảo qua trên người đám quần thần trên càn khôn điện lại có thêm một người nữa nhảy ra thừa tướng đại nhân nói những lời ấy là sai rồi nếu chỉ cần vẻn vẹn lập được những quân công như thế bệ hạ phải gả nữ nhi của mình vậy thì toàn bộ những công chúa của bệ hạ cộng lại chỉ sợ cũng không đủ để mà ban thưởng lễ bộ hữu thị lang ngôn sán liền hiểu được thánh ý là gì thừa tướng văn cương chính là một nhân vật cầm đầu quý tộc của toàn đại chu nhưng cũng không phải là một thừa tướng có lời nói mang trọng lượng có thể khống chế triều đình đại chu triều phần lớn đều là vì may mắn nên được thăng chức làm quan lại cho nên nhân tôn hoàng cơ long chỉ cần ra hiệu một chút ngay lập tức có thần tử nhảy ra để chiến đấu nước bọt với thừa tướng văn cương đây cũng là một chỗ thông minh của nhân tôn hoàng cơ long Nghêu có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cuối cùng chỉ cần một lời để định đoạt. Nhưng mà còn chưa kịp thấy thừa tướng Văn Cương nói câu gì, Diệp Trân đã thấy khó chịu. Hắn đi thẳng tới trước mặt chỗ lễ bộ tả thị lan ngôn sán vừa mới nhảy ra, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn ta, nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Bị ánh mắt sắc bén của Diệp Trân nhìn chằm chằm, trong ánh mắt kia còn hiện lên sát khí như biển trời, đỉnh đầu của ngôn sán phát lạnh, nhưng đang ở trước mặt hoàng đế lại có nhiều quần thần xung quanh như vậy, hắn ta không muốn bị mất mặt hắn ta cố gắng chống đỡ cứng đầu nói ta nói toàn bộ công chúa mà bệ hạ có cộng lại cũng không đủ để ban thưởng trước đó một câu ngôn sán suy nghĩ một lúc không muốn bị mất mặt trước mặt các triều thần hắn ta chỉ suy nghĩ một lúc thì nói ta nói những lời ấy của thừa tướng đại nhân là sai rồi nếu chỉ cần lập được những quân công như thế lời còn chưa nói xong diệp chân nhắc chân tung một cước đá vào ngực của ngôn sán nói chỉ có vẻn vẹn lập được những quân công như thế ta là tổ tông nhà ngươi mặc dù ở bên trong càn khôn điện không thể nào phát động linh lực nhưng mà lực lượng trong thân thể diệp chân cực kỳ mạnh mẽ chỉ mới nhắc chân lên đạp một cái lễ bộ hữu thị lang ngôn sán đứng tại chỗ miệng phun đầy máu tươi diệp chân còn chưa chịu buông tha cho hắn ta túm lấy cái gáy của ngôn sán trực tiếp kéo hắn đến trước cái đầu của tên ma tộc đại tổng quản phương hành quân thứ 21 kim trinh trợn to mắt chó của ngươi lên mà nhìn kỹ một chút đây chỉ là vẻn vẹn lập xuống chút quân công như thế sao vì giết được hắn mà trấn hải quân của ta đã mất đi tổng cộng hơn một vạn huynh đệ sau mấy trận chiến hơn một vạn tính mạng của các huynh đệ còn đang ở tuổi thanh niên đang lớn đấy ngươi lại dám xem thường điều này sao ngươi có biết chỉ một cái đầu phía dưới kia đã gối lên hơn một vạn tính mạng của người trẻ tuổi lại còn nói chỉ có vẻn vẹn quân công như thế ta đánh chết ngươi vừa thét lên đầy tức giận diệp chân lại dùng thêm một chân trực tiếp đem lễ bộ hữu thị lang ngôn sán đạp bay to gan lại dám gào thét ở giữa triều đình làm càn Chị Điện Ngự Sử và một số đám quan viên văn võ lúc này mới kịp phản ứng lại, một đám người vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Chân, giống như đang nhìn một quái vật thời tiền sử. Mặc dù các triều thần ở Càn Khôn Điện thi thoảng có đấu đá lẫn nhau, nhưng cái dạng ra tay đánh một cách độc ác giống như Diệp Chân, thế này thì đây là lần đầu tiên. Đang ngồi ở phía bên trên ngự tọa, đôi mắt nhân tôn Hoàng Cơ Long đã sắp híp đến dính vào nhau, ai ai cũng đều tự hiểu rằng, vị cửu ngũ trí tôn này đã tức giận đến mức chuẩn bị bùng nổ nhưng mà lại chính vào lúc này khi mà các quần thần trên triều đình quát lên diệp chân lại một lần nữa quay về hướng nhân tôn hoàng trên ngự tọa nói bệ hạ đại chu ta lấy quân công để lập quốc lấy quân công để định quốc những lời nói của lễ bộ hữu thị lang ngôn sán lại xem thường quân công dám phá hỏng tinh thần quân dân ta làm giao động đại chu của ta thần thỉnh bệ hạ chém đầu ngôn sán để chỉnh đốn quân tâm chỉnh đốn đất nước truy cập halayji com hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly cà phê nhé những lời này vừa nói, triều thần văn võ ở đó kinh ngạc đến đứng người. Ngôn sán vừa chịu hai cú đá đang bị hộc máu cũng sững sờ ngây ngốc người. Mẹ nó, đây là giống như kẻ xấu còn đi tố cáo trước. Lại còn là loại tố cáo muốn giết người. Bởi vì cái mũ diệp chân chụp lên cho hắn ta cũng đủ lớn, cũng đủ nặng. Nặng đến mức có thể giết chết ngôn sán hắn ngôn sán gấp gáp, vội vàng xoay người ngã nhào xuống trên mặt đất, vừa khóc lóc vừa kể lể. Bệ hạ minh giám, chỉ là do thần nhất thời nói sai, không hề có ý dám xem thường quân công. Thế nhưng khi ngôn sán vừa mới nói được một câu, phân thân uy vương lưu vô bệnh ngay lập tức tiến lên một bước, nói, bệ hạ, đại chu chính là do các tướng sĩ phục vụ hết sức đến quên mình đánh ra, mỗi giây mỗi phút đều có tướng sĩ đầu lìa khỏi cổ, vấy máu xuống đất nhà. Có thể khiến cho các tướng sĩ không tiếc thân mình một lòng chiến đấu đến chết, ngoại trừ bảo vệ quốc gia, càng là muốn có ban thưởng quân công. Vào giây phút này, người lại dám xem thường quân công không chết không thể nào đến hết tội bệ hạ thỉnh chém đầu ngôn sán tinh huyết phân thân uy vương lưu vô bệnh vừa mới nói dứt lời cũng tương đương với một nhân vật cầm đầu quân đội mở lời ban đầu nhóm tướng cầm binh đã tức giận nghẹn ở trong lòng từ trước lúc này lại nhao nhao lên tiếng bệ hạ thỉnh giết ngôn sán bệ hạ thỉnh giết ngôn sán bệ hạ thỉnh giết ngôn sán trong nháy mắt tất cả võ tướng ở trong triều điện đều đứng ra yêu cầu giết chết ngôn sán mặc kệ là bọn họ có nguyện ý hay là không nguyện ý tất cả đều phải đứng ra phải bảo vệ lợi ích cũng như vị trí của bọn hắn bên trong tập thể chính trị này lễ bộ hữu thị lang ngôn sán đang quỳ dạp trên mặt đất trợn tròn mắt lên hắn trực tiếp sụi lơ xuống mặt đất hắn không hề nghĩ tới hắn chỉ tùy tiện nhảy ra nói một câu để xu nịnh đúng tâm ý của hoàng đế nhưng một chiêu này lại gọi tới tai họa lớn cho hắn ta đây cũng là do hắn ngốc nói cái gì cũng đều có thể được nhưng nhất định không thể xem thường quân công tất cả các quý tộc của đại chu đều dựa vào quân công để lập nghiệp xem thường quân công cũng chính là xem thường cội nguồn của bọn họ bên tiền tuyến lại còn có hơn ngàn vạn tướng sĩ đang ngao ngao điên cuồng gào thét sông về phía quân địch ý muốn giết chết tướng quân địch để thu hoạch được quân công chỉ cần giết được một lần là được phong tước hiệu thê nhi được tập ấp làm quan nhất là lúc này đây đại chu đang ở trong giai đoạn tứ chiến bị diệp chân trêu đùa một lần này tên gia hỏa này chết chắc ngồi bên trên ngự tọa thân là cử ngũ chí tôn sắc mặt nhân tôn hoàng cơ long tái mét vô cùng khó coi hai tay hắn nắm thật chặt lan can của ngự tọa từng đốt ngón tay trắng bệnh nổi gân xanh diệp chân và các trọng thần nắm quân đội đứng ra yêu cầu giết chết lễ bộ hữu thị lang trên thực tế là đang đánh vào mặt vị hoàng đế là hắn lễ bộ hữu thị lang nhảy ra đấu võ mồm chính là muốn nịnh bợ theo thánh ý của hắn xem như là đầy tớ của hắn không nghĩ tới lại bị diệp chân bắt được một lỗ thủng trong câu nói trực tiếp muốn chém đầu Ban đầu, lúc mà Diệp Chân nói câu muốn giết chết Ngôn Sán, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long còn định mượn cớ là nhất thời lỡ lời để bỏ qua chuyện này, nhưng từ lúc các Trọng Thần quân đội đứng ra đòi giết vì Ngôn Sán, những lời này của hắn không thê nói được nữa. Bên trong Càn Khôn điện, bầu không khí ngưng trọng đến đáng sợ. Sau một vài giây im lặng, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thở dài một hơi vô cùng long trọng, Ngôn Sán xem thường quân công, vô lễ không biết điểm dừng, mang ra ngoài, lập tức chém đầu. Thánh chỉ vừa mới phân ra, ngay lập tức có kim điện võ sĩ tiến lên kéo ngôn sán mang ra ngoài. Ngôn sán lại giật mình hoảng sợ kêu to, hắn chỉ là muốn vỗ mông ngựa hoàng đế bệ hạ mà thôi, không hề muốn chết. Bệ hạ, cứu ta. Thần không có ý xem thường, thần. Các võ sĩ kim điện cực kỳ có kinh nghiệm, một bàn tay lướt xuống đã tháo lệch cầm của ngôn sán, ngay lập tức khiến ngôn sán mất đi giọng nói. Chỉ mấy giây trôi qua, bên ngoài càn khôn điện truyền tới mấy tiếng hét thê thảm, một kim điện võ sĩ bưng một cái mâm gỗ dâng lên một cái đầu, Mùi máu tươi nhàn nhạt khiến không khí bên trong Càn Khôn Điện càng áp lực, hơi thở càng ngột ngạt, cũng khiến cho sắc mặt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long càng trở nên khó coi. Rất nhiều quần thần ngay tại giờ phút này, đều dùng những ánh mắt không hề giống nhau dò xét Diệp Chân. Từ khoảnh khắc này trở đi, bọn họ phải một lần nữa xem lại vị Bắc Hải Châu công này, bởi vì chỉ cần có một câu, là có thể dồn ép Nhân Tôn Hoàng Cơ Long giết chết một quan viên có cấp bậc cao như Lễ Bộ Hữu Thị Lang Ngôn Sán, cái loại năng lực này không thể nào tùy tiện xem thường bệ hạ bắc hải châu công diệp chân gào thét giữa triều đình đánh nhau với quần thần hai tội phía dưới cũng đủ để phạt theo luật tương đương với 300 long tiên để lấy lại uy danh của càn khôn điện chỉnh đốn lại tập tục của triều đình sau khi cảnh ngôn sán bị chém đầu trôi qua chị điện ngự sử kịp phản ứng lại ngay lập tức hắn ta hung hăng tham gia đánh diệp chân một quyền lúc này cho dù là nhân tôn hoàng cơ long kiên cường độc đoán căn bản không cần phải nghe ý kiến của quần thần đây cũng là luật pháp cái này cũng là quy củ của đại chu cho dù là thừa tướng Văn Cương cũng không thể chen miệng. Chuẩn, chỉ có duy nhất một chữ, cái này có thể biểu thị tâm trạng nhân tôn Hoàng Cơ Long, lúc này đang cực kỳ tức giận. Khi mà tiếng trị điện ngự sử hét to một câu bên trong, ngay lập tức có kim điện võ sĩ đi lên, bổ nhào về phía trước mặt Diệp chân ý đồ muốn mang Diệp chân xuống hành hình. Nhưng mà trong nháy mắt khi hai tên kim điện võ sĩ nhào đến, hai vai Diệp chân khẽ nghiêng một cái, hai tên kim điện võ sĩ bị đánh văng ra. To gan, Chị điện ngự sử ngay tức khắc hét lên, Diệp Chân lại nhìn về phía Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, nói: "Bệ hạ, trước khi nhận phạt, thần có lời muốn nói." "Bệ hạ, trước khi nhận hình phạt, thần có lời muốn nói." Diệp Chân quá lớn mật khiến các quần thần lại ngạc nhiên thêm một lần nữa. "Chuẩn." Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chỉ dùng duy nhất một chữ chuẩn không có bất kỳ tình cảm nào, đủ để biểu thị tâm trạng của hắn, nhưng mà hắn chỉ có thể đồng ý, bởi vì tất cả những hành động trước mắt của Diệp Chân, toàn bộ đều nằm trong quy tắc của Đại Chu triều đường, Trước khi thụ hình, các quan lại có công trạng được phát biểu đôi ba lời. Đây chính là thiện ý mà đại chu dành cho các quan lại có công lao. Bệ hạ, đại chu chúng ta có riêng quy củ lấy quân công để chuộc tội. Chỉ cần không phải là mưu phản, là tội trọng thông đồng với quân địch diệt tộc, tất cả đều có thể dùng quân công để chuộc tội. Bệ hạ, thần muốn dùng quân công để chuộc tội, để tránh được nỗi khổ 300 roi long tiên này, có thể hay không? Nhân tôn Hoàng Cơ Long đã cực kỳ tức giận, hắn ta chỉ hận không thể ngay lập tức bừng bừng quát, thật lớn kêu kim điện võ sĩ mang diệp chân ra ngoài trước tiên đánh 300 long tiên rồi lại nói tiếp dù sao 300 long tiên này cũng không thể quất chết được diệp chân thế nhưng nói đến quân công chuộc tội đây chính là đại chu tổ chế trước những quy củ chính trị như thế này hoàng đế như hắn cũng bị hạn chế ở nhiều mặt cũng không phải là muốn làm gì thì làm sự khôn ngoan của nhân tôn hoàng cơ long cũng không phải là luyện tập rồi để đó hắn ta từ từ phun ra một hơi sắc mặt lại trở lại như không có chuyện gì quân công chuộc tội, đây là tổ chế, có gì mà không thể. Nói xong, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại phất phất tay, nói, bây giờ Diệp Khanh chính là dũng tướng của đại chu ta, lại vừa đúng lúc mới chiến thắng trở về, đương nhiên không thể nào thiếu được quân công. Sau khi triều hội, tự mình đi hành hình đi, tạ bệ hạ. Giờ phút này nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng lười phải tính toán ngay tại trận, dù sao ai cũng rõ ràng trong tay Diệp chân có rất nhiều quân công, chỉ cần đưa lên một hoặc hai cái đầu để chống đỡ cho 300 long tiên, Điều này hoàn toàn là chuyện nhỏ, cũng không có tâm tư đi so đo tính toán. Trừ vị ái khanh còn có người nào muốn thượng tấu. Bị Diệp chân làm cho đầy bụng tức giận mà không có cách nào khác, nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng đầy bất đắc dĩ. Bệ hạ, người còn chưa có đồng ý với chuyện mà thần vừa nói. Diệp chân lại ướn ngực, nghiêm túc nói thêm lần nữa. Nghe thấy, vậy, nhân tôn Hoàng Cơ Long nhíu mày hỏi, dùng quân công để miễn hình phạt 300 long tiên cho ngươi, không phải chấm đã chuẩn rồi sao? bệ hạ thần đang nói tới chuyện cầu hôn trường nhạc công chúa điện hạ khuôn mặt của nhân tôn hoàng cơ long lại sắp sửa biến thành màu đen một lần nữa những chuyện khác hắn ta còn có thể nhượng bộ nhưng chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ nhượng bộ cũng tuyệt đối không đồng ý liên quan đến tính mạng của hắn làm sao hắn có thể đồng ý bệ hạ chuyện này diệp chân đã chuẩn bị nhiều quân công như vậy cũng là có đầy đủ lòng thành hai người lại cùng trường nhạc công chúa lưỡng tình tương duyệt theo lão thần thấy không bằng bệ hạ đồng ý đi Thừa tướng Văn Cương cười tủm tỉm nói đề nghị. Tuy rằng quân công của Diệp Trân có đủ nhiều, nhưng muốn làm con rể của Trẫm còn chưa đủ tư cách. Lần này nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng không có dây dưa kéo dài thời gian thêm nữa, hắn trực tiếp nói lời từ chối Diệp Trân. Nhưng mà nếu hôm nay Diệp Trân không đạt được mục đích nhất định không bỏ qua. Bệ hạ, nếu ngần ấy quân công còn chưa đủ, thực ra thần còn có một chút quân công có thể xếp cùng nhau dùng, để cưới trường nhạc công chúa Điện Hạ. Diệp Trân nói với bộ dạng ngại ngùng nhân tôn hoàng cơ long trên ngự tọa âm thầm cắn môi vẻ mặt khó chịu dường như hắn đã quang minh từ chối thẳng mặt diệp chân thế mà tên gia hỏa này còn muốn bày ra các quân công hết lần này tới lần khác ở đại chu này cái gì ngươi cũng có thể không cần nghe nhưng là quân công thì không thể không nghe nếu không thì lễ bộ hữu thị lang ngôn sán vừa rồi không phải là chết vô ích sao ồ không biết diệp đô đốc lại lập được hạng quân công gì bổn vương cực kỳ muốn biết tinh huyết phân thân uy vương lưu vô bệnh lại tiếp tục tò mò hỏi uy vương lưu vô bệnh đã mở miệng diệp chân bày ra các quân công đã thuận tiện thành quy luật là nhân vật số một trong quân đội nhất là thời gian bây giờ đang là chiến tranh quân bộ thượng thư ban lệ đều phải nhìn sắc mặt của uy vương lưu vô bệnh ở trên triều đình hoàng đế cũng phải cho uy vương lưu vô bệnh thỏa mãn tôn trọng trong lúc vô tình một nhánh quân đội của uy vương đã loáng thoáng đứng ở phía sau lưng diệp chân nhưng mà theo như nhân tôn hoàng cơ long nhận thấy những điều này lại bình thường đến không thể bình thường hơn dù sao một mạch hàng ngũ quân binh của uy vương lưu vô bệnh có coi trọng quân công cũng là chuyện bình thường chẳng qua không một ai biết được đây là do uy vương lưu vô bệnh đang trả lại ân tình năm đó trên nhân ma chiến trường diệp chân đã cho con trai lão lưu bộ phong một nhân tình cũng không phải là ân huệ lớn bình thường bên quân đội đều đã tỏ thái độ cho dù nhân tôn hoàng cơ long không tình nguyện cũng chỉ có thể mở miệng nói ồ oh, không biết diệp khanh lại lập xuống được dạng công huân nào khởi bẩm bệ hạ thần ở Bắc Hải Thành, trong khi truy tìm gian tế của oa linh tộc, phát hiện ra được hành tung của oa linh thánh tử Ngu Tông. Thế là thần to gan dẫn người đến phục kích, trong trận đánh này, đã làm thánh tử Ngu Tông bị trọng thương, giết chết được 32 vị đạo cảnh oa linh tộc, làm lực lượng bên oa linh tộc bị tổn thương nặng nề. Ngay sau đó, Diệp Trân lại bày ra một chàng dài các đầu người. Lập tức có người quân công ty của quân bộ, tên quan viện tiến lên dùng bí pháp để kiểm tra. Đại chu quân công ty tồn tại nhiều năm như vậy, đều có một thân phận nghiệm chứng đầu người và bí pháp tu vi. Rất nhanh, quan viên quân công ty quay lại bẩm báo, "Bệ hạ, đúng là đầu người thuộc oa linh tộc, mà tất cả đều là 32 cái đầu của đạo cảnh, hơn một nửa trong số đó đã vượt qua đạo cảnh trung hậu kỳ." Loại thông tin vừa hồi báo này khiến Nhân Tôn Hoàng Cơ Long miễn cưỡng kéo ra một nụ cười bất đắc dĩ, ánh mắt các quần thần trong điện lại nhìn về phía Diệp Chân, càng ngày càng khiếp sợ. 32 tên đạo cảnh, rất là bình thường, nhưng thứ không hề bình thường chính là Diệp Chân lại có được năng lực tiêu diệt toàn bộ 32 tên đạo cảnh, nhất là bên dưới tình huống có Oa Linh tộc thánh tử, điều này không phải là bình thường. Bình thường dưới tình huống có Oa Linh tộc thánh tử ở bên cạnh, lại phối hợp với 32 tên Oa Linh tộc đạo cảnh, cần ít nhất gấp 2 lần năng lực của đạo cảnh để đối phó, còn muốn đánh bại thì cần gấp 3 đạo cảnh. Nếu muốn chém giết, chỉ sợ cũng cần phải có gấp 4 lần, thậm chí là gấp 5 lần số lượng đạo cảnh mới có thể làm được. Nói cách khác, dưới quyền của Diệp Trân đã có lực lượng đánh nổi hơn 150 vị đạo cảnh. Loại lực lượng này mà đặt ở Đại Chu, ở Tổ Thần Điện thì cũng không nhiều lắm, cũng rất là phổ biến. Tuy nhiên nếu đặt ở trên người mỗi một vị tướng quân, cũng là một loại năng lực đủ để cho người ta ghé mắt nhìn kinh sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng ngay tại trong giờ phút này, trong lòng của tất cả mọi người đồng thời hiện lên một ý niệm trong đầu. Vũ lực quá, lớn. Bắc Hải Châu Công, Bắc Hải Đô Đốc Diệp Trân có vũ lực quá lớn mạnh. Tốt đột nhiên uy vương lưu vô bệnh hét lên một câu trầm trồ khen ngợi bên oa linh tộc vẫn không có thời gian để ý tới bây giờ diệp đô đốc vừa khiến chúng trọng thương chắc hẳn là sẽ an phận một chút biết điều kiềm chế lại đa tạ uy vương diệp chân cảm ơn uy vương lưu vô bệnh đã khuyến khích ngược lại lại nhìn về phía nhân tôn hoàng cơ long nói bệ hạ không biết tính thêm cả phần quân công này để làm xính lễ có thể hạ thần có đủ tư cách để cưới trường nhạc công chúa hay chưa quả thật là quân công đến trói lóa mắt nếu như dưới những tình huống bình thường nhân tôn hoàng cơ long nhất định gả trường nhạc công chúa cho nhưng mà lần này thật sự không được khi hoàng đế đang định từ chối đột nhiên diệp chân lại lôi ra một cái đầu cái đầu này vừa mới được lấy ra bên trong toàn bộ càn khôn điện đột nhiên nổi lên từng gợn sóng giữa không trung trấn quốc càn khôn tỷ được đặt phía trước ngự tọa nhân tôn hoàng cơ long đột nhiên bắn ra vô số ánh sáng hướng về phía đầu người đang đặt ở dưới mặt đất chỗ diệp chân chấn áp nó một đám quần thần đều sợ hãi trấn quốc càn khôn tỷ chấn áp đã qua nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy. Nhưng mà riêng những trọng thần hiểu rõ ràng đạo lý bên trong này, sắc mặt của bọn họ càng thêm rung động, đôi mắt của nhân tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên cũng trợn tròn. Bên trong càn khôn điện tự hình thành nhất phương thế giới, có chấn quốc càn khôn tỷ để ý tới, một khi xuất hiện hơi thở của tạo hóa thần nhân bên ngoài, ngay lập tức sẽ chủ động chấn áp. Đây là thiên địa pháp tắc ở bên trong càn khôn điện. Những trọng thần biết được chuyện bên trong, trong đôi mắt bọn họ đã dâng lên toàn nỗi hoảng sợ thế mà Diệp Trân lại có thể ném ra một cái đầu của tạo hóa thần nhân. Đây quả thực là, mà người cũng đang khiếp sợ còn có nhân tôn Hoàng Cơ Long. Giết chết đạo cảnh và giết chết tạo hóa thần nhân là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bệ hạ, tại khi thần giết chết qua linh tộc thánh tử ngu công, ban đầu còn có thể mạnh mẽ chiếm được toàn bộ công lao, nhưng không ngờ có một oa linh tộc tọa hóa thần nhân giết đến cứu viện cho ngu tông, bất đắc dĩ quá thần chỉ có thể giữ, lại được vị oa linh tộc tọa hóa thần nhân này, lại để ngu tông chạy thoát, không thể lấy được trọn vẹn công lao. Dừng lại một chút, Diệp chân lại nói tiếp. Bệ hạ, thần nguyện ý lấy quân công là đầu của tên tạo hóa thần nhân này làm xính lễ, để hỏi cưới trường nhạc công chúa Điện Hạ, thỉnh cầu bệ hạ đồng ý. Lời này vừa mới nói, toàn bộ quần thần trong triều đều đang sợ hãi. Toàn bộ các quần thần bên trong càn khôn điện, đều dùng loại ánh mắt khiếp sợ không có gì sánh nổi để nhìn vào Diệp chân Đôi mắt của đại hoàng tử Hoàng Vương cơ ngao cũng trợn trừng, hôm nay diệp chân thô bạo bộc lộ ra thực lực bản thân từng việc sau so với việc trước càng kinh người hơn bên trên ngự tọa nhân tôn hoàng cơ long lại rơi vào im lặng thật lâu rơi vào bên trong yên lặng không chỉ có một mình nhân tôn hoàng cơ long mà còn có tất cả các quần thần đang ở bên trong càn khôn điện cho dù là thừa tướng văn cương từ lâu đã biết những chiến tích của diệp chân nhưng lúc này mắt nhìn thấy diệp chân đánh cược một đầu người của tạo hóa thần nhân hắn ta vẫn thấy chấn động mãi như chưa từng biết trong toàn bộ hồng hoang đại lục tạo hóa thần nhân cũng được xem như là một thế lực có được lực lượng uy hiếp ở một mức độ nào đó mà bây giờ diệp chân lại có thể chém đầu được cái thế lực mang lực lượng uy hiếp này các triều thần văn võ bá quan làm sao có thể không khiếp sợ cho được tất cả mọi người ở đây đều phải suy tính lại mối quan hệ và khoảng cách giữa họ cùng diệp chân cũng giống như là đại thủ tế tổ thần điện đương nhiệm đông dương ly ca sau khi có được lực lượng của tạo hóa thần nhân có thể dễ dàng đảm nhiệm vị trí đại thủ tế tổ thần điện trở thành một tồn tại thoát ra khỏi trần thế loại đồ vật như vũ lực này tất cả mọi người đều không hề khác biệt lắm không một người nào đi so sánh với người nào khi khi một người có được năng lực khác xa những người khác rồi thì ngay lập tức người đó trở nên không giống với kẻ khác vào giây phút này khoái miệng đại hoàng tử cơ ngao cũng biến thành không giống lúc trước xuất hiện vẻ đắng chát bây giờ diệp chân đã có được năng lực giết chết tạo hóa thần nhân như vậy cơ ngao hắn rất rõ ràng dưới một hoàn cảnh nghiêm trọng như hiện giờ đối đầu với diệp chân là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn thật đáng buồn chính là hắn và diệp chân đã trở thành kẻ địch của nhau đương nhiên năng lực giết chết được tạo hóa thần nhân thực ra cũng không có đáng sợ đến mức nào số lượng tạo hóa thần nhân mà hoàng thất nắm trong tay cũng không phải là ít lại càng không nói đến đại chu tổ thần điện có nhiều thánh tế đang ngủ say như vậy mấy thứ này không phải là sự tồn tại giống với tạo hóa thần nhân nhưng mà một cây đao biến thành sát khí so với người cầm đao biến thành sát khí là hai chuyện khác nhau ít nhất là trước khi cơ ngao leo lên được tước vị hoàng đế hoặc trở thành một nghị chính thân vương lực lượng hiện tại của diệp chân cũng đủ để khiến hắn cực kỳ kiêng kỵ toàn bộ bên trong của cản khôn cung tất cả đều bởi vì cái đầu của một tạo hóa thần nhân mà trong lòng mọi người có muôn vàn tâm trạng thân là cửu ngũ trí tôn nhân tôn hoàng cơ long càng có nhiều lo lắng hơn theo như hắn thấy cái mà diệp chân gọi là phần xính lễ này còn giống như đang ra oai hơn khiến cho hắn cực kỳ khó chịu trước đó hắn đã từng bộc lộ rõ ràng hắn không đồng ý gà trưởng nhạc công chúa cho Diệp Trân. Thế nhưng càng lúc Diệp Trân càng bày ra nhiều quân công hơn nữa, cho đến khi đưa cái cái đầu của một vị tạo hóa thần nhân này, toàn bộ quá trình càng trông giống như đang cưỡng ép. Thân là một đế vương, chuyện không chịu nổi lớn nhất chính là bị cưỡng ép. Nhưng mà cái loại uy hiếp như này của Diệp Trân lại có tác dụng không bình thường. Đây chính là dương mưu đường đường chính chính, lại chính là luật pháp quân công mênh mông của Đại Chu. Vị hoàng đế như hắn, lúc này đây đúng là thật sự bị cưỡng ép đến cùng nếu như hắn ta không đồng ý chỉ sợ sẽ mang tiếng là một người cay nghiệt không có tình cảm cái tiếng xấu này sẽ rơi xuống đầu hắn truy cập haleji com hoặc link ở phần mô tả để mời mcli cà phê nhé nhưng mà làm hoàng đế nhân tôn hoàng cơ long lại cực kỳ rõ ràng người viết lên sử sách chính là kẻ chiến thắng chỉ cần hắn có thể nối tiếp tuổi thọ thành công sau đó lại xuất hiện cách oai hùng ở đại chu này một lần nữa cái gì mà cay nghiệt thiếu tình cảm cái gì mà tiếng tâm không tốt toàn bộ đều sẽ tan biến theo công trạng chỉ trong chớp mắt, nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã có quyết định của mình. Đương nhiên trưởng nhạc công chúa không thể gả cho Diệp Chân, đây là quyết hắn đưa ra từ đầu, hiện tại hắn đã nghĩ ra một quyết định khác, nhân Tôn Hoàng Cơ Long dự định sẽ lấy một loại cách thức khác để thay lời cảm ơn những quân công của Diệp Chân, đương nhiên sau khi đã tạ ơn theo nghĩa bên ngoài, đối với người như Diệp Chân nhất định phải tiến hành các loại khống chế và chèn ép. Từ những gì trước mắt này có thể nhìn ra, Diệp Chân đã xuất hiện tính ngang ngược thậm chí là có dấu hiệu không phù hợp với quy tắc đây chính là thủ đoạn của đế vương. Diệp Khanh có thể lập được những quân công như thế, thật là đáng mừng, cũng chính là phúc lớn của Đại Chu, cũng là phúc khí của Trẫm. Diệp Khanh mau chóng báo lên những quân công của các tướng sĩ dưới quyền mình, Trẫm sẽ phong thưởng cho toàn bộ, đối với Diệp Khanh càng phải có phong thưởng đặc biệt. Đương nhiên, Diệp Khanh có lòng yêu thích cái đẹp nên có ý muốn cưới công chúa, Trẫm đã biết. Nhưng mà chuyện trường nhạc gả cưới, một mình Trẫm nói không thể tính, còn phải xem ý tứ của hậu cung chi chủ là Hoàng hậu như thế nào nói tới mấy câu này ý tứ của nhân tôn hoàng cơ long đã biểu đạt hết sức rõ ràng thực ra đến cuối cùng vẫn không cho trong quần thần của đại chu có người nào không biết đương hậu cung chi chủ hiện nay rất yếu đuối một mình nhân tôn hoàng cơ long độc chiếm càn khôn có lúc nào là hỏi qua ý tứ của hoàng hậu đâu nói trắng ra thì chỉ là đang tìm cớ đến lúc đó chỉ cần một câu hoàng hậu không đồng ý là xong việc đám quần thần và diệp chân còn có thể đến trước mặt hoàng hậu để náo loạn à mặc dù đối với kết quả này hắn đã đoán trước từ sớm nhưng diệp chân nghe thấy chính nghệ nhân tôn hoàng cơ long nói trong lòng vẫn thấy vô cùng khó chịu như trước mà đúng vào thời gian này trên triều đình lại có thay đổi mới nhân tôn hoàng cơ long vừa mới nói dứt lời tốn thân vương cơ hoàng lại đứng ra khỏi hàng nói bệ hạ theo suy nghĩ của thần đệ việc này vẫn nên để một mình bệ hạ đứng ra quyết định thì tốt hơn tuy rằng hoàng hậu là người đứng đầu lãnh đạo cả hậu cung nhưng loại chuyện đại sự của đất nước như thế này hoàng hậu lại không có hiểu biết nhiều Huống chi Diệp Chân đã lập được nhiều quân công như thế, trước tiên là đã chém đầu được tên ma, tộc đại tổng quản phương hành quân thứ 21 Kim Trinh, thu phục được Trường Lăng quân. Sau đó lại giết chết 32 oa linh tộc đạo cảnh đã xâm lược Đại Chu của ta, lại còn chém đầu được một tạo hóa thần nhân oa linh tộc, dám lén lút xâm nhập vào Hồng Hoang đại lục của ta. Những thứ này cho dù không phải là công lao để đời, nhưng cũng là quân công cuồn cuộn đầy trời. Thần đệ cho rằng trong khi thiên hạ hỗn loạn, chiến tranh nổi lên bốn phía như này, nhất định phải coi trọng báo đáp công lao như thế này càng phải giống như là tấm gương tiêu biểu để phơi bày thành ý báo đáp quân công của đại chu chúng ta cho binh sĩ bốn phương thần đệ nghĩ rằng gả một vị công chúa càng có thể biểu hiện được tấm lòng biết ơn quân công của hoàng tộc mới có thể khiến binh sĩ bốn phương càng cống hiến sinh mệnh nói đến đây tốn thân vương cơ hoàng dừng lại một chút cười nói huống hồ hai người diệp chân và trường nhạc đã sớm có tình cảm với nhau diệp chân dùng loại công lao ngập trời như này làm xính lễ có thể nói là xính lễ tốt nhất bệ hạ nên tác thành để thay lời ca tụng tốn thân vương cơ hoàng đứng ra nói chuyện khiến đôi mắt nhân tôn hoàng cơ long híp sâu lại trong khóe mắt dài mà hẹp lóe ra từng tia sáng nguy hiểm từ lúc nào thì tốn thân vương cơ hoàng lại trộn lẫn cùng một chỗ với diệp chân rồi ánh mắt đảo qua trên người đại ti thiên ngũ dự ngay lập tức khiến cho sau lưng đại ti thiên ngũ dự mồ hơi lạnh tuôn ra ướt đẫm cả trọng y hắn ta không ngừng kêu khổ buổi sáng ngày hôm nay hắn ta mới thu được báo cáo của cảnh trạng nói rằng ở giữa ngày hôm nay Diệp Trân đã đến gặp mặt sáu vị nghị chính thân vương, cũng đã nghe hỏi lại kỹ càng tỉ mỉ. Đại ti thiên ngũ dự có dự cảm không được bình thường, cho nên còn đang chuẩn bị khi đại triều hội trôi qua, sẽ ở lại bẩm báo cho nhân tôn Hoàng Cơ Long. Thật không nghĩ tới, còn chưa kịp đợi hắn bẩm báo lại, chuyện xấu đã xuất hiện trước. Càng nguy hiểm hơn chính là tốn thân vương cơ hoàng đã đỡ lời, mà đại ti thiên ngũ dự cũng hiểu được, chỉ sợ rằng phía sau mới chính là hố lớn. Quả thật đúng là không đoán sai, ngay khi đại ti thiên ngũ dự còn đang ở ngầm than thở lại đến lượt cơ sạn đứng ra khỏi hàng nói tiếp bệ hạ thần đệ cho rằng tốn thân vương cơ hoành nói rất có lý tại giây phút thiên xảy ra tứ chiến nhất định phải trọng thưởng những người có quân công để làm gương cho các binh sĩ để ổn định lòng quân ổn định biên giới đại chu ta gà trường nhạc công chúa cho diệp chân mới có thể biểu lộ được thành ý của hoàng tộc chúng ta thỉnh xin bệ hạ đồng ý hôn sự này tuyệt đối không thể làm nguội lạnh lòng binh sĩ của đại chu ngay khi đoái thân vương cơ sạn bước ra khỏi hàng, trong mắt nhân tôn hoàng cơ long đang phát ra ánh sáng lạnh lẽo lại biến thành kinh ngạc, các hoàng tử và quần thần cũng đều trợn mắt há mồm nhìn tất cả những chuyện đang diễn ra. Sau đó, triều thân vương là người có tuổi tác đã cao, lại rất ít khi quan tâm chính sự cũng bước ra khỏi hàng. Bệ hạ, lại so sánh với giang sơn đại chu chúng ta cùng với việc ổn định đại chu mà nói, gả một vị công chúa lại được xem là cái gì đâu? Thỉnh cầu bệ hạ nhanh chóng chấp nhận hôn sự miễn cho những người trong thiên hạ này nói hoàng tộc đại chu chúng ta là người hẹp hòi bệ hạ bệ hạ sáu nghị chính thân vương từng người một đều bước ra khỏi hàng nói chuyện tất cả không có ai ngoại lệ đều ủng hộ diệp chân yêu cầu nhân tôn hoàng cơ long đồng ý ban hôn nhất là khi nói xong những lời cuối cùng không còn phải là mời tứ hôn nữa mà chính là ép hôn không gà đại chu sẽ bất ổn không gà cũng là nguội lạnh tấm lòng của các binh sĩ đây là đang bắt nhân tôn hoàng cơ long phải đồng ý tứ hôn chuyện được đọc bởi kênh haleji audio thực ra không cần nhìn vào những thứ khác chỉ cần nhìn sáu vị nghị chính thân vương thay nhau ra trận đây không phải là ép bức thì đang làm gì toàn bộ càn khôn điện đột nhiên im lắng lạ thường một đám quan viên văn võ ngay cả tiếng thở mạnh cũng không dám phát ra tất cả đều im lặng chờ đợi trận thiên lôi bùng nổ chỉ trong chớp mắt kia về phần diệp chân đã thu phục được sáu vị nghị chính thân vương để họ đứng ra ủng hộ từ khi nào đã không còn ai suy nghĩ nữa tất cả mọi người đều đang nghĩ, ngay tiếp theo đây, bên trong càn khôn điện sẽ phát ra cái dạng thiên lôi giận dữ như thế nào. Từ khi nhân tôn Hoàng Cơ Long lên ngôi cho đến nay, hắn chưa bao giờ phải trải qua cái loại uất ức như thế. Dường như hắn bị sáu vị nghị chính thân vương, thừa tướng Văn Cương, diệp chân ép đến mức vỏ tận ngõ cụt. Đồng thời khi mà các quần thần lo sợ, bỗng nhiên phía trên ngự tọa nhân tôn Hoàng Cơ Long cười lớn tiếng. Nhân tôn Hoàng Cơ Long cười lớn tiếng, những quần thần ở bên trong càn khôn điện vẫn chịu yên tĩnh chờ đợi ai cũng đều hiểu rõ, sau khi chàng cười này, kết thúc chính là khi đưa ra kết quả cuối cùng của trận đấu tranh chính trị này. Những quần thần có thể bước chân vào bên trong càn khôn điện, sẽ không có ai là một kẻ ngu ngốc. Cuộc hội họp này ngay từ đầu nhìn thấy đã hiểu thấu, đại hội triều của ngày hôm nay, thực ra là lấy tốn thân vương cơ hoàng cầm đầu 6 vị nghị chính thân vương, liên hợp với thừa tướng Văn Cương, lấy chuyện diệp chân cầu hôn trường nhà công chúa, để làm lý do dẫn đầu tiến hành một cuộc đấu tranh chính trị gần giống như là cách thức đấu tranh chính trị bức vua thoái vị chỉ là còn chưa tới mức độ vạch mặt nhau bởi vì cho đến tận bây giờ mới chỉ có một mình thừa tướng văn cương đã tỏ rõ thái độ sáu vị nghị chính thân vương cũng đã tỏ rõ thái độ vừa nhìn qua thì thấy đội hình hùng mạnh nhưng thực ra đối với bọn họ chỉ là món ăn khai vị mà thôi cho dù là thừa tướng văn cương hay sáu vị nghị chính thân vương trong triều đình đều có vô số môn sinh dưới trướng một khi nhân tôn hoàng cơ long đưa ra lời từ chối thêm một lần nữa vậy thì bước tiếp theo chính là các môn sinh dưới trướng của thừa tướng văn cương các học trò tay sai của sáu vị nghị chính thân vương từng lực lượng của mỗi người nhảy ra thẳng mặt cứng đối cứng với nhân tôn hoàng cơ long đây là chính trị đến lúc đó mới là vạch mặt thật sự một khi hai phần ba quần thần trong toàn bộ càn khôn cung đã đứng ra dùng hết sức ủng hộ một sự kiện thì cho dù hoàng đế có muốn phản đối loại sự kiện này cũng rất khó khăn nếu như hoàng đế không tiếc bất cứ giá nào cũng phải phản đối như vậy thì vị hoàng đế phải trả một cái giá cực đắt, dù có thế nào cũng phải trả cái giá vô cùng lớn, thậm chí hoàng đế có khả năng không thể nào chịu đựng nổi. Hơn nữa, một khi đã xuất hiện loại tình huống vạch mặt kia, thì đấu tranh sẽ còn lan tràn đến dưới triều đình. Đồng thời cũng đại biểu cho những lực lượng nhân tôn Hoàng Cơ Long nắm trong tay đối với triều đình đại chu đã thấp, đến mức khiến cho con người ta căm phẫn. Đây là một tín hiệu xấu không bình thường, cũng là tín hiệu nhân tôn Hoàng Cơ Long không thể chấp nhận được cũng tương tự như vậy một khi chuyện này đã tiến hành đến mức phải vạch mặt cho dù kết quả có như thế nào thì phải ăn thiệt thòi cũng chỉ có các quyền hành nhân tôn hoàng cơ long đã nắm giữ ngược lại nếu như ngay trên triều đình có thể trực tiếp cứng trọi cứng với nhân tôn hoàng cơ long dưới loại dấu hiệu như này cho dù ngày xưa sáu vị nghị chính thân vương đã mất đi quyền hành chỉ sợ rằng là những người đầu tiên hoàn toàn khôi phục quyền hành thậm chí là còn vượt qua lúc trước vả lại những điều này còn chưa tính đến năng lực ảnh hưởng của thừa tướng văn cương lực ảnh hưởng của chính bản thân thừa tướng văn cương chỉ có các học trò của hắn thế nhưng thừa tướng văn cương nghiễm nhiên lại chính là người phát ngôn về lợi ích một loạt các quý tộc đại chu một khi văn cương vì những lợi ích của quý tộc đại chu mà đưa ra quyết định nào đó hơn 8 phần mười những quan viên ở trên càn khôn điện chỉ sợ đều phải đứng lại để nghe văn cương nói chuyện đây là quyết định của khối cộng đồng đến lúc đó chỉ còn lại một số ít thực thần cô thần và nhân tôn hoàng cơ long thể diện của đám người này ở trận đấu đại triều hội này chỉ dùng để quét rác mà tiếng tăm cũng hoàn toàn bị quét vào sọt rác chỗ đáng sợ của đấu tranh chính trị nằm ở ngay chỗ đó nó chỉ cần im lặng không một tiếng động đã đưa con người ta đẩy vào bên trong vực sâu vạn trượng có thể chỉ là một câu nói có thể là một động tác cũng có thể chỉ là một quyết định chính bản thân đại chu triều đường đã là một chiến trường lớn của đấu tranh chính trị nếu chỉ nhìn thoáng qua nhân tôn hoàng cơ long là người lãnh đạo của quần thần thế nhưng quý tộc và các thần tử lại có lập trường và lợi ích của riêng bản thân họ bản thân hoàng tộc cũng có lập trường và phần lợi ích riêng tất cả hợp thành đại chu nhưng thật ra là cùng thuộc về hoàng đế nghị chính thân vương và quý tộc ba nơi nắm lợi ích lớn nhất cả một đời nhân tôn hoàng cơ long sống ở trong chiến trường lớn đấu tranh chính trị này trên phương diện này hắn đã vô cùng khôn khéo cũng đã tích lũy được vô số kinh nghiệm giờ phút này nhân tôn hoàng cơ long giống như một chiến sĩ biết nhìn xa trông rộng nhất trong chiến trường chỉ một vài giây sẽ phải đưa ra kế hoạch quyết định chiến đấu cơ hoàng các ngươi nói đúng rồi là trẫm hẹp hòi thừa tướng và mấy vị vương đệ đã nhắc nhở cực kỳ kịp thời vào khi bốn phương nổi lên chinh chiến tuyệt đối không thể làm nguội lành tấm lòng của các chiến sĩ đại chu trước kia vẫn là do trẫm quá đau lòng người nữ nhi này nhưng mà nếu bản thân có huyết mạch đại chu hoàng tộc lại hưởng thụ những tôn quý mà huyết mạch mang đến khi nên ra sức thì phải vì đại chu mà nỗ lực trẫm quyết định chuẩn chuẩn hai chữ chuẩn vang lên trong nháy mắt toàn bộ bên trong càn khôn điện trở nên hoàn toàn yên tĩnh nhưng mà vô số quần thần phía dưới đều thở phào một hơi nhẹ nhõm bởi vì chỉ cần nhân tôn hoàng cơ long đồng ý chuyện này là đại diện hoàng đế đã chịu thua bọn họ cũng không cần ra mặc bức vua thoái vị nếu không hoàng đế vẫn không chịu đồng ý những lão đại ở trên đỉnh đầu bọn họ liếc xuống một ánh mắt tất cả bọn họ đều phải ra mặt bẩm báo can ngăn thậm chí là tử gián liều chết cũng phải mạo phạm với hoàng đế dưới tình hình chung này hoàng đế sẽ không bắt ép bọn họ phải như thế nào nhưng mà những ngày sau tuy hoàng đế không có cách nào đối phó với mấy lão đại đứng phía sau bọn họ nhưng chỉ cần tùy tiện chỉ ra mấy cái sai phạm là có thể uốn nắn bọn họ chết đi sống lại ngay sau đó giọng nói của nhân tôn hoàng cơ long lại vang lên chuyện diệp chân lấy quân công để cầu hôn chấm chuẩn tả tông lệnh đâu có thần tả tông lệnh long thương bước ra khỏi hàng sau khi đã nghiệm chứng quân công xong hôn sự giữa trưởng nhạc và diệp chân chấm giao lại toàn bộ để ngươi lo liệu, nhất định phải đem hôn sự của Trường Nhạc làm cho nở mày nở mặt, hết sức vinh quang, đồng thời cũng phải thông cáo ra toàn thiên hạ. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long yêu cầu, thần lĩnh chỉ, bệ hạ thánh minh. Tiếng hô của quần thần như tiếng núi thờ rào rạc, tiếng biển gầm thét, ánh mắt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhìn xuống đám quần thần với khuôn mặt đầy ý cười, thế nhưng trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo, thậm chí là sát ý, trong đám quần thần chỉ có mình đại quốc sư Vũ Chân là ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nhân Tôn Hoàng Cơ Long một cái, trong đôi mắt hắn chỉ có lạnh, không hề vướng mắc một sợi tơ lo lắng. Trước đó đã ra mặt phản đối, chỉ là do đại quốc sư Vũ Chân Thân là người thân cận đáng tin, do nhân tôn Hoàng Cơ Long bổ nhiệm, hắn chỉ ra mặt để thể hiện cảm giác tồn tại mà thôi. Về phần trường nhà có lấy Diệp Chân làm chồng hay không, thật ra Vũ Chân không hề gấp. Hắn biết rõ, bên trong sự tình này, người sốt ruột nhất chắc hẳn là người có liên quan đến tính mạng của mình, nhân tôn Hoàng Cơ Long, chứ không phải là hắn thừa tướng Văn Cương cũng có chút ngoài ý muốn, hoàng đế lùi bước thật nhanh. Trường hợp căn ngăn hoành tráng trong dự định còn chưa kịp xuất hiện, hoàng đế đã nhượng bộ, hình như cái này có chút chênh lệch so với những suy nghĩ của hắn. Nhưng mà cũng không quan trọng. So sánh với những chuyện phía sau, đại chu hoàng đế giàu có sung túc khắp nơi, những quý tộc như bọn họ từng nhà đều có sự nghiệp rộng lớn, bọn họ càng hy vọng đại chu ổn định. Tốn thân vương cơ hoàng, đoái thân vương cơ sạn và sáu vị nghị chính thân vương, đều cảm thấy có phần chưa được thoải mái, tất cả bọn họ đều không thích hoàng đế có thọ nguyên quá dài và tất cả quyền hành đều nằm trong tay đế vương cho nên chỉ là từ chỗ diệp chân lấy được một ít tin tức hoàng đế đang muốn kéo dài tính mạng bọn họ đã cố hết sức thúc đẩy chuyện này bởi vì nhân tôn hoàng cơ long đang muốn kéo dài thời gian sống sót thật sự là quá mức không phù hợp với những lợi ích của bọn họ cho nên ngày hôm nay sáu vị nghị chính thân vương mới cùng nhau ra trận nếu như ban đầu hai huynh đệ ly thân vương không vắng mặt thì hôm nay cứng rắn đánh phủ đầu hoàng đế là tám vị nghị chính thân vương. Nhưng mà, đối với mấy bọn họ, đã là lão hồ ly nghị chính thân vương mà nói, dùng hành động lớn như vật chỉ để đạt được một mục đích cuối cùng, cũng quá nhàm chán. Cho nên bọn họ đã chuẩn bị cảnh tượng càng hoành tráng hơn, muốn đả kích uy nghiêm và quyền lực của hoàng đế, sau đó thuận tiện lấy lại những quyền hành đã mất đi lúc trước. Điều đáng tiếc chính là khứu giác chính trị của hoàng đế không hề yếu chút nào, vào lúc quan trọng nhất biết chùn chân quay lại, khiến cho bọn hắn thật sự tiếc nuối cảnh tượng khuyên ngăn đồ sộ kia còn chưa được xuất hiện nhưng cứ coi là như thế bọn họ cũng thu hoạch được đầy túi tin chắc rằng chỉ cần hôm nay trôi qua đám quan viên lại thấy và tiếp cận được với lực lượng của nghị chính thân vương một lần nữa cánh tay quyền lực lại có thể phát ra thêm lần nữa bệ hạ đã có ý muốn xử lý hôn sự của trường nhạc công chúa và diệp chân nở mày nở mặt cực kỳ vinh quang không bằng lại ban thêm một phong thưởng nữa để thần đệ và thừa tướng đại nhân làm chủ hôn sự này thỉnh bệ hạ đồng ý Tốn thân vương cười ha hả góp lời. Lần này, nhân tôn hoàng cơ long cực kỳ kiên quyết từ chối, trường nhạc là nữ nhi mà chấm yêu thương nhất, đến lúc đó, chấm muốn đích thân làm chủ hôn nhân này, để hôn sự này vinh quang đến cực hạn. Cũng là để nói cho binh sĩ bốn phương của đại chu ta biết, chỉ cần bọn họ có thể hết mình dũng cảm giết địch, chấm không có hẹp hòi. Bệ hạ thánh minh, tất cả các quần thần bên trong càn khôn điện, lại một lần nữa hô thánh minh giống như núi gầm, liên tiếp ba lần, diệp chân đang quỳ dạp trên mặt đất cũng hô lớn tiếng mặc dù mắt trông thấy chuyện này đã thành công nhưng trong lòng diệp chân lại thấy không chắc chắn nhân tôn hoàng cơ long cũng đồng ý sảng khoái quá mức chuyện tiến hành còn thuận lợi hơn nhiều so với những gì diệp chân tưởng tượng qua một hồi đại triều hội kinh lôi triều thần rời đi nhưng diệp chân không có nhàn rỗi tuy trong lòng còn có chút không chắc nhưng trong chàng đấu tranh chính trị này mục đích của diệp chân đã đạt được cái gọi là miệng vàng lời ngọc chính là đạo lý này Hoàng đế đã đồng ý ban hôn, còn nói ngay trước mặt cả triều văn võ công khanh, như vậy thì nhất định sẽ có một câu trả lời thỏa đáng. Hơn nữa, lần này Diệp Chân cầu hôn công chúa, chính là kết quả cùng gắng sức của một đám đám quý tộc lợi ích và nghị chính thân vương. Có một tiền đề như vậy, Diệp Chân cảm giác trường nhà công chúa tạm thời có lẽ là an toàn. Diệp Chân cũng coi là nhìn thấu nhân tôn Hoàng Cơ Long, là người vừa muốn có quyền lực của bậc đế vương, lại vừa muốn sống lâu. Nếu như tăng thêm tuổi thọ mà lại không còn quyền thế, nhân tôn hoàng cơ long hẳn là không nguyện ý đây có lẽ là nguyên nhân chủ yếu ngày hôm nay nhân tôn hoàng cơ long chịu thỏa hiệp có điều trường nhạc cũng chỉ là tạm thời an toàn trừ phi trường nhạc rời khỏi hoàng cung mới có thể xác định trường nhạc đã thật sự an toàn chỉ là đối với một đế quốc như đại chu mà nói bản thân việc cưới công chúa đã là một chuyện cực kỳ phức tạp không phải là hôm nay hoàng đế đồng ý ngày mai diệp chân có thể lập tức cưới trường nhạc công chúa về nhà quá trình hoàng thất gả công chúa cực kỳ dườm già Diệp Trân sợ nhân tôn Hoàng Cơ Long trong quá trình này ra ám chiêu. Vì vậy, đối với việc theo dõi Hoàng Cung, Diệp Trân một chút cũng không thả lỏng. Để đại nhĩ đoá nhiếp đinh, một ngày 12 canh giờ không ngừng dám thị động tĩnh ở trường nhạc uyển, mệt mỏi, cũng chỉ trở lại không gian thời tự thận Long Châu của Diệp Trân, nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ mà thôi. Một khi ở trường nhạc uyển xuất hiện chấn động lực lượng mạnh mẽ, Diệp Trân sẽ không tiếc bất cứ giá nào, dùng vũ lực nghĩ cách cứu trường nhạc công chúa thoát khỏi. Truy cập halayzi.com hoặc linh ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau khi chiều hội kết thúc, Diệp Trân cũng không đến quân công ty ghi quân công đầu tiên, mà là tới chính đường của nha môn đại lý tự trước. Lúc này, đại lý tự khanh đào nha đang nhìn Diệp Trân, lộ ra vẻ mặt khó xử, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Trước mặt đại lý tự khanh, một hàng gồm 5 cái đầu đạo cảnh của ma tộc, mỗi cái đầu đạo cảnh ma tộc đều giống như ma quỷ ăn thịt người, nhìn trong chọc vào đào nha, khiến toàn thân vị đại lý tự khanh này cũng không được tự nhiên theo như lời đào đại nhân nói quân công luật của đại chu ta dường như ở đại lý tự này lại không dùng được à xin hỏi đào đại nhân đại lý tự này tuân theo pháp luật của nước nào thế diệp chân đập mặt bàn hùng hổ dọa người sau khi triều hội kết thúc diệp chân trước tiên đi tới đại lý tự tới cứu người cứu thái xuyên hầu liễu giã con thứ năm của bách thái nguyên quân đoàn trưởng của trấn nam quân đoàn bách phẩm phong và hai huyết mạch khác của bách gia trong luật pháp đại chu chỉ cần không phải mưu phản phản quốc thông đồng với địch mấy loại tội nặng diệt tộc này cũng có thể dùng quân công chuộc tội. Phương pháp này, Diệp đã sớm nghĩ qua, chỉ là lúc đó lại không làm được. Trước đó, nếu Diệp chân cầm quân công tới đây chuộc người, cái miệng không xưng nhiều đường lắc léo, đại lý tự có rất nhiều cách để từ chối. Quân công có thể chuộc tội cũng biến thành không thể chuộc. Có điều, hôm nay thì khác. Ở trên càn khôn điện, Diệp chân bị nhân tôn Hoàng Cơ Long phạt hình phạt chịu 300 long tiên, cũng có thể lấy quân công chuộc, mượn điều này, chuyện lấy quân công chuộc tội, đại lý tự khanh cho dù cả gan làm loạn cũng không dám từ chối máu trên người lễ bộ hữu thị lăng ngôn sán còn chưa khô đâu diệp công gia nói đùa quân công luật của đại chu đương nhiên là dùng được chỉ là quân công của diệp công gia bản quan cũng không dám nhận đâu đào nha thân là đại lý tự khanh cũng không đơn giản mệnh lệnh của đại hoàng tử cơ ngao không thể vi phạm vẫn chưa thể tìm ra nhược điểm của diệp chân diệp công gia tất cả quân công của ngươi vừa mới dùng để cầu hôn trường nhạc công chúa điện hạ sao có thể lấy để trục người nữa? coi như người dám cầm đến, bản quan cũng không dám nhận đâu. tội khi quân này, bản quan gánh không nổi. đại lý tự khanh nói cực kỳ hợp lý. đây là đào đại nhân có điều không biết, bản công ra sở dĩ tới trục người, là bởi vì con trai liễu phong của thái xuyên hầu liễu dã bận rộn quân vụ, không có cách nào tới lạc ấp, vì vậy mới để bản công gia cầm quân công của hắn, đến đây trục tội cho cha hắn. còn bách phẩm phong, lại là cháu trai của một người luôn dốc sức cống hiến trong chấn hải quân cũng tới cầu bản soái một lần bởi vì bận rộn quân vụ nên không tới được để bản soái thay mặt chuộc người cái này cùng với quân công mà bản công gia dùng để cầu hôn công chúa không có bất kỳ quan hệ gì nói xong diệp chân lại đẩy dãy đầu người trước mặt một cái tiếp tục đào đại nhân mau mau ký nhận đi cái này đào nha nhìn một dãy đầu người này lộ ra một tia cười lạnh diệp công gia người nói đại tướng liễu phong dưới chứng ngươi có thể chém giết hai ma tộc cấp đạo cảnh bản quan có thể chấp nhận nhưng bách giáo ý dưới chứng ngươi, tu vi chẳng qua mới ở giới vương cảnh, làm sao có thể giết chết ba tên ma tộc đạo cảnh. Diệp công gia, đây là đại lý tự, không phải quân doanh ngươi muốn làm gì thì làm. Đại lý tự khanh đào nha quát. Xem ra, đào đại nhân đây là hoài nghi tính chân thật của quân công trấn hải quân ta. Đào đại nhân, nói không được, bản công sẽ viết một bản sớ vạch tội ngươi. Tướng sĩ của trấn hải quân ta tắm máu liều mạng lấy quân công, đến nơi này của các ngươi lại nói không tính, đây là cái chuyện phi lý gì tính mạng binh sĩ của đại chu ta không đáng giá như vậy ư ừ. nếu như không thể vậy bản công gia muốn đi tìm thừa tướng và mấy vị nghị chính thân vương quậy một trận nói xong vẻ mặt diệp chân nghiêm nghị câu nói này của diệp chân dọa cho đào nha giật mình một cái vết máu trên cổ ngôn sán còn chưa khô đâu càng quan trọng hơn là hôm nay ở trên triều hội thừa tướng văn cương và sáu vị nghị chính thân vương vậy mà toàn bộ ủng hộ diệp chân coi như đào nha cảm giác được ở giữa chuyện này có trao đổi lợi ích chính trị nhưng mà quan hệ và lực lượng của diệp chân thừa tướng còn có sáu vị nghị chính thân vương lại hiển lộ ra đến cả hoàng đế cũng phải khuất phục nhượng bộ trên lần triều hội tiếp theo không cần thừa tướng văn cương và sáu vị nghị chính thân vương liên thủ chỉ cần một người trong số đó đứng ra lập tức có thể khiến cho đại lý tự khanh nho nhỏ là hắn chết đi sống lại dù sao hắn có thể khẳng định đại hoàng tử hoàn vương cơ ngao không gánh nổi hắn thấy đại lý tự khanh do dự diệp chân đã không muốn vòng vo mà thẳng thắn nói Đào đại nhân, ta biết ngươi là nghe theo mệnh lệnh của người nào đó mà làm việc, tận lực nhằm vào Diệp chân ta. Có điều, Diệp chân cũng không tin, đào đại nhân ngươi sẽ không có người nhà con cái. Ngươi, trong đôi mắt đào nha hiện lên kinh sợ, đây là lần đầu tiên có người to gan đến ở, trước mặt đại lý tự khanh hán uy hiếp. Không dối gạt đào đại nhân, không nói thái xuyên hầu liễu giã, bách phẩm phong và hai người bách gia khác đều là huyết mạch của nguyên quân đoàn trưởng Trấn Nam, quân ta bách thái, mà Trấn Hải quân ta, một nửa là kế thừa từ lực lượng của Trấn Nam Quân. Không nói gạt ngươi, nếu ba người bọn họ xảy ra chuyện, kẻ đầu sỏ có thể ta không đối phó được. Nhưng mà cả nhà đào đại nhân già trẻ lớn bé 187 miệng ăn, tính cả ba nhi tử nhi nữ kia của ngươi, và một đứa con riêng nữa, toàn bộ đều chôn cùng ba người họ. Ngươi, đào nha bỗng nhiên ngã hoạt trên ghế, không những ở thế hạ phong trên phương diện chính trị, người nhà của hắn thậm chí là đứa con riêng không ai biết tới kia diệp chân, cũng điều tra ra được, còn điều tra rõ ràng, đây quả thực. Diệp Trân tiến vào đại lý tự một mình, khi rời khỏi lại mang theo bốn người rời khỏi. Mang đi bốn người, khuôn mặt đều có chút chật vật, thậm chí trên người còn dính vết máu. Bốn người này, không phải ai khác. Chính là bọn người Thái Xuyên Hầu Liễu Giã, Bách Phẩm Phong được Diệp Trân cứu ra từ đại lý tự. Hôm nay, Diệp Trân cố ý sau đại triều hội thì đến đại lý tự, vốn là thừa thắng truy kích, mang thế mà tới. Nhưng bản thân đại lý tự Khanh Đào Nha cũng là hạng người khôn khéo, hôm nay để Diệp Trân đón bọn người Thái Xuyên Hầu Liễu dã đi, cũng không phải là đại lý tự khanh hắn sợ Diệp Trân, hay bị Diệp Trân uy hiếp mà dọa cho phát sợ, mà hắn chỉ thuận nước đẩy thuyền, mượn sườn núi lùa lừa xuống mà thôi. Ở trên vị trí đại lý tự khanh, vị đào đại nhân này làm chính là công việc đắc tội với người, nhất là nơi vũ lực hoành hành như đại chu, làm sao có thể không cẩn thận. Đối với chuyện bảo hộ người nhà của hắn, có thể nói là cực kỳ cẩn thận. Đồng thời, thân là quan lớn như đại lý tự khanh, Bản thân người nhà của hắn đã có người chuyên bảo hộ. Nói trắng ra, Diệp Chân cái gọi là lấy con cái người nhà của Đào Nha để uy hiếp, thật ra thì tác dụng cũng không phải quá lớn. Đại lý Tự Khanh Đào Nha sợ là bản thân Diệp Chân. Rất đơn giản, người nhà con cái của đại lý Tự Khanh Đào Nha đều ở trong Lạc ấp thành. Dưới tình huống bình thường, trong Lạc ấp thành sẽ không có ai dám động thủ ám sát con cái quan viên. Nếu xảy ra, sẽ triệt tra tới cùng để nghiêm trị. Đây là một trong những quy tắc chính trị của Đại Chu ai đụng vào người đó không may. Bởi vì các quý tộc chân chính có thân phận của đại chu Điều ở trong lạc ấp thành. Nhưng bây giờ, đào nha đối mặt là ngoan nhân có thể chém giết tạo hóa thần nhân, chém giết ma tộc đại tổng quản phương hành quân thứ 21 Kim Trinh. Ngoan nhân như vậy, dưới tay thường sẽ có một loại tài nguyên cực kỳ chân quý tên là tử sĩ. Một khi xuất động tử sĩ, cho dù quy củ trong lạc ấp thành có lớn hơn nữa nhưng nếu cha không ra nền móng, thì cũng không làm được gì. Nhưng Diệp chân uy hiếp, cũng không phải là nguyên nhân chính khiến đại lý tự khanh thả người nguyên nhân thực sự khiến đào nha thả người chính là đấu tranh chính trị hôm nay trên triều đình diệp chân đã thể hiện ra lực lượng thật đáng sợ thừa tướng văn cương sáu vị thân vương thảo luận chính sự và lực lượng của diệp chân đều không phải lực lượng của diệp chân mà trước đó đào nha tìm hiểu được nếu lúc trước đào nha đã biết diệp chân mạnh như vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không đứng ở bên phía đại hoàng tử giúp đỡ cơ ngao đối phó diệp chân mỗi một lực lượng chính trị này đều không phải một đại lý tự khanh như hắn có thể chống lại cho nên lúc vẫn còn ở càn khôn điện sau khi ý thức được lực lượng chân chính của diệp chân đào nha đã bắt đầu cân nhắc một vấn đề làm thế nào để thoát thân ra khỏi khe hẹp này đây chuyện của thái xuyên hầu liễu giã này chính là trận đấu giữa đại hoàng tử hoàn vương cơ ngao và diệp chân nguyên bản đào nha cho là hắn đứng ở bên phía đại hoàng tử hoàn vương cơ ngao là có thể ăn chắc diệp chân chuyện thuận tay đả kích tạc nhân cớ sao mà không làm còn có thể mò được chỗ tốt và ân tình từ chỗ của đại hoàng tử hoàn vương cơ ngao ngày sau mặc kệ đại hoàng tử đăng cơ hay là trở thành thân vương thảo luận chính sự thì hắn đều không thiếu được chỗ tốt thế nhưng đào nha không ngờ nguyên bản diệp chân mà hắn và đại hoàng tử có thể loạn quyền đánh chết lại có lực lượng chính trị mạnh mẽ đến như thế cứ như vậy hắn lại thành miếng thịt kẹp giữa hai tồn tại cường đại đào nha rất rõ ràng nếu hắn tiếp tục kẹp ở giữa hai người Diệp Trân và Đại Hoàng tử Hoàn Vương cơ ngao, kết cục của hắn chính là trở thành vật hy sinh trong trận đấu của hai người. Hắn không muốn trở thành vật hy sinh. Cho nên, sau khi Diệp Trân đi tới đại lý tự liên tước đánh động, liên tiếp uy hiếp, hắn đã mượn sửa núi lùa lửa xuống. Mà sau khi Diệp Trân rời khỏi đại lý tự không bao lâu, Đào Nha đã lập tức đi tới trong phủ đệ của Đại Hoàng tử, đau nhức tố cáo Diệp chân ương ngạnh và phách lối, còn có hắn bất lực. Điện hạ, ngươi không biết, Diệp Tướng thần này đoán ra ngày sinh tháng đẻ của người trong nhà Hạ thần, thậm chí tối hôm qua thần ngủ với tiểu thiếp nào, nhi tử của thần hôm qua qua đêm ở đâu cũng điều tra cực kỳ rõ ràng. Còn có, người cũng biết, vì bảo tồn truyền thừa huyết mạch, thần có một con trai ngoại thất, ngay cả ngoại thất tử này cũng bị hắn tra rõ ràng. Họ Diệp đã cho ta thời gian chăm hơi thở, trong thời gian chăm hơi thở nếu ta không thả người, sát thủ tử sĩ dưới trướng hắn sẽ hành động. Điện hạ, thần thả người cũng thật là không có cách nào hơn nữa hôm nay trên càn khôn điện chính miệng bệ hạ đã chính miệng nói có thể dùng quân công chuộc tội hắn cầm ma tộc đầu đến đổi thần cũng không cách nào từ chối người không thấy thôi họ diệp này cực kỳ phách lối nói nếu ta không đồng ý quân công chuộc tội hắn sẽ lôi kéo ta đi tìm thừa tướng đi tìm mấy vị thảo luận chính sự thân vương đại nhân đào nha ở trước mặt đại hoàng tử cơ ngao thêm mắm thêm muối nói là có bao nhiêu thảm thì có bấy nhiêu thảm chỉ kém không nói diệp chân đánh hắn những lời này, may mắn Diệp Trân không nghe thấy, nếu hắn nghe được thì không tức điên mới là lạ. Hắn có ương ngạnh như thế sao? Giống như không đến một phần ba mà đại lý tự khanh đã nói. Gương mặt đại hoàng tử hoàn vương cơ ngao đang ngồi trên ghế âm trầm như tuyết, cuối cùng, thấy đào nhà nói thê thảm, còn bất đắc dĩ an ủi hắn. Ai, cái tên Diệp Trân này, hôm nay trên triều đình tổng cùng tiến lùi với sáu vị hoàng thúc và thừa tướng, ngay cả phụ hoàng ta cũng chỉ có thể nhượng bộ, ở chỗ của ngươi không ương ngạnh mới không bình thường để đào khanh thụ ủy khuất không ủy khuất không ủy khuất chút nào chính là không hoàn thành điện hạ giao phó trong lòng thần có chút khó chịu đào nha nói không sao trước khác nay khác nhẫn nại tính tình đại hoàng tử hoàn vương cơ ngao an ủi đại lý tự khanh đào nha đang khóc lóc kể lể cuối cùng còn hậu thưởng không ít lễ vật mới đưa tiễn đào nha rời khỏi đào nha vừa rời khỏi hoàn vương cơ ngao bỗng nhiên đập mạnh một trưởng lên bàn làm cho bàn ngọc trước mặt trực tiếp vỡ nát đào nha làm hại ta Nói xong năm chữ này, cơ ngao nghiến răng răng rắc. Cái tên Diệp chân này dễ dàng phá đại kế của chúng ta định ra. Nếu như vậy, thương lộ thương hội của chúng ta còn như thế nào khôi phục? Nếu thương hội thương lộ không thể khôi phục, ta không bao lâu nữa sẽ phá sản. Đầu tiên sinh liên tục đứng ngoài quan sát tất cả chuyện này. Đầu tiên là dâng lên một ly trà cho Hoàn Vương cơ ngao, đợi lửa giận của Hoàn Vương bình ổn lại. Lúc này mới nhẹ giọng nói, điện hạ là đại lý tự khanh đào nha lùi bước hẳn là cái tên này muốn thoát khỏi cuộc phân tranh nên mới để cho Diệp Trân tùy tiện dùng quân công cứu bọn người liễu dã ra, còn xóa đi tội danh. Bằng không, đại lý tự là nơi nào, ngay cả vương tước đều thẩm qua không ít, còn có thể sợ Diệp Trân. Hả? Con mắt của hoàn vương cơ ngao trừng to, người nói là cái tên đại lý tự khanh đào nha này hại ta. Cũng không phải. Đồ trường An lắc đầu, điện hạ, trước đó chúng ta cũng không ngờ Diệp Trân kia lại lợi hại như thế. Thừa tướng Văn Cương đứng sau lưng hắn, còn có thể lý giải, nhưng sáu vị thân vương thảo luận chính sự đại nhân, lại cũng đứng ở sau lưng Diệp Chân, dương mắt cho Diệp Chân, việc này quả thật không thể tưởng tượng nổi, quá bất khả tư nghị. Lông mày của đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao cũng nhíu lại, đúng, đúng là thật bất ngờ, ngay cả phụ hoàng ta cũng thật bất ngờ. Điện hạ, nhất định có chuyện chúng ta không biết đã xảy ra, hơn nữa chuyện này còn vô cùng quan trọng. Có thể có liên quan đến lợi ích của bệ hạ, lợi ích của Diệp Chân, lợi ích của sáu vị thân vương thảo luận chính sự, còn có lợi ích của thừa tướng hệ cho nên ta đoán có thể đã xảy ra đại sự kinh thiên nghe vậy đại hoàng tử hoàn vương cơ ngao lộ ra một vẻ mặt khó chịu tiên sinh ngươi phải biết thương lộ mà không mở không bao lâu nữa vương phủ của ta sẽ không chịu đựng nổi ta mặc kệ xảy ra thiên đại sự gì thương lộ thương hội nơi này ta chính là trời nghe thấy đại hoàng tử hoàn vương cơ ngao thúc giục đồ trường an ngược lại cười điện hạ yên tâm thật ra thì tập trung đủ loại chu ti mã tích còn có chuyện đã xảy ra trên triều đình thần đã có suy đoán nếu suy đoán của thần là đúng như vậy có lẽ sẽ có phương pháp giải quyết khốn cảnh trước mắt đại triều hội kết thúc quần thần tán đi nhân tôn hoàng cơ long không nói một lời ngồi lên giường êm quay trong đông lai cát nội giam đại tổng quản ngư chiêu ân hầu hạ ở bên đại quốc sư vũ trân cũng theo sau hôm nay trên đại triều hội nhân tôn hoàng cơ long dưới sự áp bức của thừa tướng văn cương và sái đại thân vương thảo luận chính sự bất đắc dĩ đáp ứng gà trường nhạc công chúa cho diệp chân chuyện này khiến kế hoạch của đại quốc sư vũ chân đột nhiên xuất hiện vô số biến số mặc dù nhìn từ mặt ngoài đại quốc sư vũ chân một chút cũng không nóng nảy người số ruột phải là nhân tôn hoàng cơ long nhưng đại quốc sư vũ chân nhất định phải căn cứ vào những biến số này tiến hành tu bổ đối với kế hoạch của hắn khứu giác của người trong hoàng cung là mẫn cảm nhất một khi vị cửu ngũ trí tôn nhân tôn hoàng cơ long này nổi giận hoàng cung sẽ ngay lập tức trời nắng biến thành âm lôi dày đặc dù lửa giận của bản thân nhân tôn hoàng cơ long dương cung mà không phát nhưng toàn bộ hoàng cung đều có thể cảm giác được. Tất cả cung nữ và nội giam đều phá lệ cẩn thận từng ly từng tí. Quay về đến Đông Lai Cát, khi cửa chính Đông Lai Các lần nữa đóng lại, nhân tôn Hoàng Cơ Long đang đi về phía giường êm đột nhiên mãnh liệt xoay người, không dấu hiệu nào một cước đạp về phía Ngư Triều Ân sau lưng hắn. Ngư Triều Ân kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức bay ngược ra sau. Đại quốc sư Vũ Trần lại không có bất kỳ ngoài ý muốn nào đối với chuyện này, một mặt đờ đẫn nhìn nhân tôn Hoàng nổi giận, vào lúc này nhân tôn hoàng cơ long giống như trở thành chúa tể của đông lai cát tiện tay vung lên một sợi roi phủ kín gai ngược đột nhiên xuất hiện sau đó nổ vang lên lôi đình hung hăng quất về phía ngư chiêu ân tên cẩu nô tài ngươi dám phá hỏng đại sự của trẫm nhiều năm như vậy trẫm không xử bạc với ngươi ngươi lại vì nha đầu trường nhạc liền dám phản trẫm tức giận mắng roi trong tay giống như hạt mưa vậy rơi vào trên người ngư chiêu ân vị nội giam đại tổng quản ngư chiêu ân này cũng vô cùng kiên cường bị hoàng đế dùng long nha tiên điên cuồng quất nhưng lại không rơi một tiếng cũng không biện minh một câu nào thấy thế nhân tôn hoàng cơ long càng thêm tức giận giận không kềm được quất càng thêm dùng sức nhân tôn hoàng cơ long không ngốc ngược lại vô cùng khôn khéo hôm nay trên triều đình xảy ra đủ loại ngoài ý muốn nhất là sáu vị thân vương thảo luận chính sự lại đứng ở trên cùng một lập trường ủng hộ diệp chân cầu hôn trường nhạc công chúa cơ long đã hiểu rõ trừ vị thân vương thảo luận chính sự của đại chu lợi ích khác nhau lập trường cũng khác nhau có lẽ sẽ có hai ba vị thân vương thảo luận chính sự đứng ở trên cùng một chiến tuyến nhưng sáu vị thân vương thảo luận chính sự đột nhiên thống nhất lập trường đây là chuyện cực kỳ đáng sợ cũng cực kỳ hiếm thấy dưới tình huống bình thường căn bản không thể nào xuất hiện loại tình huống này chỉ có khi lợi ích của sáu vị thân vương thảo luận chính sự cùng lọt vào uy hiếp to lớn thì mới có thể thống nhất mặt trận dưới tình huống nào mới có thể làm cho lợi ích của sáu vị thân vương thảo luận chính sự đồng thời lọt vào uy hiếp to lớn. Toàn bộ đại chu, trừ vị hoàng đế hắn ra thì không có bất kỳ người nào có thể làm được điều này. Đối với tình huống trước mắt mà nói, hoàng đế hắn không làm được chuyện gì uy hiếp đến lợi ích của sáu vị thân vương thảo luận chính sự. Nhưng đối với một hoàng đế muốn tập quyền đồng thời chèn ép quyền lực của thân vương thảo luận chính sự, nếu tại vị quá lâu, đối với lợi ích của những thân vương thảo luận chính sự này chính là đả kích chí mạng suy đi nghĩ lại trong lòng nhân tôn hoàng cơ long đã hiểu rõ kế hoạch tục thọ tăng nguyên của hắn sợ là đã bại lộ nhất là chuyện muốn dùng trường nhạc công chúa làm thuốc dẫn quan trọng nhất này chỉ sợ đã bị bại lộ bằng không cho dù sáu vị thân vương thảo luận chính sự hay là thừa tướng văn cương cũng sẽ không thống nhất ủng hộ diệp chân lấy quân công cầu hôn trường nhạc như thế nhưng vấn đề là toàn bộ trong hoàng cung biết chuyện này chỉ có ba người bản thân cơ long hắn đại quốc sư vũ chân còn có ngư chiêu ân bản thân cơ long đương nhiên sẽ không để lộ bí mật đại quốc sư vũ chân càng sẽ không đại quốc sư vũ chân xem chuyện này để thực tiễn học thức và lý luận của hắn một lòng muốn thực tiễn thì sao lại để lộ bí mật hơn nữa người chế định và người chấp hành kế hoạch nếu chuyện dùng trường nhạc làm thuốc dẫn này bị tiết lộ đối với đại quốc sư vũ chân sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào mà quan hệ giữa ngư triều ân và trường nhạc lại luôn rất thân mật ai là người tiết lộ bí mật không nói cũng hiểu đối với một đế vương thì dáng tội cho một người chỉ cần hắn nói thì sẽ chính là như vậy. Căn bản không cần chứng cứ gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vào lúc này, nhân tôn Hoàng Cơ Long cực hận Ngư Chiêu Ân, hận không thể chém Ngư Chiêu Ân thành tám mảnh. Nhưng trước đó, nhân tôn Hoàng Cơ Long muốn hung hăng chút cơn giận. Đột nhiên, lông mày đại quốc sư Vũ Trân nhíu lại, bệ hạ, hình như Ngư Đại Tổng Quản không thích hợp. Không thích hợp. Nhân tôn Hoàng Cơ Long ngẩn người, lần nữa cẩn thận quan sát Ngư Chiêu Ân, sau đó càng giận dữ hơn, cẩu nô tài ngươi cũng dám trêu đùa chẫm lúc này trên người nội giam đại tổng quản ngư chiêu ân bị đánh hơn mấy chục roi trừ y phục bị đánh rách dưới da thì trên người lại không có một chút tiền huyết phải biết trong tay nhân tôn hoàng cơ long chính là long nha tiên đánh xuống một roi cho dù cường giả đạo cảnh thì huyết nhục cũng văng tung tóe ngư chiêu ân chịu mấy chục roi nhưng lại giống như không có việc gì bệ hạ lão nô chỉ là muốn trước khi chết gặp mặt công chúa điện hạ lần cuối bất đắc dĩ mới dùng tinh huyết phân thân ngư chiêu ân quỳ ở nơi đó thân thể lại ướn lên thẳng tắp chỉ vì gặp con tiện nhân kia mà lại phản bội trẫm còn dùng tinh huyết phân thân lừa gạt trẫm ngươi cho rằng trẫm sẽ không giết lão cầu ngươi hay sao nhân tôn hoàng cơ long tức giận gầm hét lên nghe vậy trên mặt của ngư chiêu ân quỳ ở nơi đó hiếm thấy xuất hiện vẻ tươi cười bệ hạ lão nô cũng bởi vì tự biết hẳn phải chết cho nên mới dùng tinh huyết phân thân để hoàn thành một nguyện vọng sau cùng này ngươi trẫm ở trong mắt ngươi chính là người vô tình vô nghĩa như thế sao sẽ ngay cả nguyện vọng sau cùng của ngươi cũng sẽ không đáp ứng sao. Nhân tôn hoàng cơ long chỉ ngư chiêu ân, ngón tay đều run rẩy lên. Sẽ không. Bệ hạ, lão nô hầu hạ người cả một đời, cũng là người hiểu rõ người nhất, cho nên lão nô rất rõ ràng. Người sẽ không đáp ứng lão nô, lão nô cũng chỉ có thể đi hạ sách này. Lời này của ngư chiêu ân vừa nói ra, làm cho nhân tôn hoàng cơ long tức đến toàn thân trên dưới đều đang phát run. Ngươi là lão cẩu, chấm. Chấm sẽ không để ngươi tọa nguyện nhân tôn hoàng cơ long tức giận đến lông mày đều vặn vẹo hướng về phía đại quốc sư vũ trần lệ quát đại quốc sư nhanh đi đến trường nhạc uyển bắt giữ lão cầu này cho ta nhanh đi thần lĩnh chỉ đại quốc sư vũ chân quay người rời khỏi ngư chiêu ân quỳ dạp trên đất máu tươi phủ kín người đột nhiên nở nụ cười là một nụ cười thỏa mãn bệ hạ lão nô đã vừa lòng thỏa ý thật vừa lòng thỏa ý ngươi nhân tôn hoàng cơ long bị tức đến toàn thân phát run đột nhiên ho kịch liệt đáy lòng thống khổ không cách nào hình dung. Phản bội. Vào lúc này, nhân tôn hoàng cơ long thật sự rõ ràng cảm nhận được thống khổ của sự phản bội. Trong tiếng ho khan kịch liệt, khóe miệng của nhân tôn hoàng cơ long không ngừng tràn ra tiên huyết. Cho dù bị vây ở trong trường nhạc uyển, đứng trước sinh tử kiếp, nhưng trường nhạc công chúa vẫn như cũ trải qua cuộc sống của mình, cực kỳ lịch sự tao nhã, không màng danh lợi. Sáng sớm Thái Dương vừa lên, nàng đã xuất hiện trong hoa viên của trường nhạc uyển. Bẻ một nhánh hoa cỏ ngay trong tay nàng phối thành một đóa hoa tươi nhìn, qua làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Công chúa điện hạ, nghe thấy âm thanh quay đầu, nháy mắt trường nhạc đã thấy ngư triều ân. Nhìn thấy ngư triều ân, khóe miệng của trường nhạc lập tức tự nhiên xuất hiện vẻ tươi cười. Ngư đại tổng quản, cuối cùng cũng đã có thể nhìn thấy ngươi. Gọi ra ra, ngư triều ân hiếm thấy đưa ra yêu cầu. Thường ngày, khi trường nhạc gọi hắn là ra ra thì hắn luôn sợ hãi vạn phần vừa nghe vừa kiểm tra xem xung quanh có người hay không. Cũng chính là bởi vì biết thói quen này của ngư triều ân, nên sau khi trưởng nhạc ngoài ý muốn vẫn ngọt ngào cười, ngư ra ra. Ngư triều ân cười, nếp nhăn ở khóe miệng đều đang giãn ra, chỉ là ở nơi đó không ngừng gật đầu, khóe mắt đã mơ hồ xuất hiện tia lệ. Gọi một tiếng ngư ra ra, khoảng cách giữa trưởng nhạc và ngư triều ân trong nháy mắt đã biến mất. Trưởng nhạc biết, khi ngư triều ân cho phép nàng gọi ngư ra ra thì chính là lúc an toàn nhất rất tự nhiên trường nhạc kéo cánh tay ngư triều ân qua ngư ra ra sao hôm nay ngươi mới đến gặp ta một câu nũng nịu lại trong chớp mắt làm cho ngư triều ân rơi lệ đẩy mặt nhẹ nhàng vỗ cánh tay trường nhạc là ra ra tới chậm làm cho ngươi chịu khổ là ra ra tới chậm ngư ra ra ngươi làm sao vậy lúc này cho dù trường nhạc có ngốc thì cũng nhìn ra dị thường xảy ra chuyện gì vậy ra ra không sao đâu không sao đâu ngư triều ân lau nước mắt đột nhiên nhìn trường nhạc nói công chúa trường nhạc nhi ra ra có thể ôm ngươi một cái không câu nói này của ngư triều ân giống như bỏ ra rất nhiều năng lực và dũng khí mới có thể nói đương nhiên có thể trường nhạc xoay người rất tự nhiên ôm ngư triều ân trường nhạc từ nhỏ chính là ngư ra ra ôm lớn chuyện này có gì không thể ai tốt tốt ngư triều ân lần nữa cười nước mắt lần nữa chảy ngang ngư ra ra hôm nay ngươi sao vậy nhưng cũng vào lúc này Mười khí tức tạo hóa thần nhân bao phủ trên bầu trời Trường Nhạc Uyển đột nhiên thay đổi, một khí tức khác cực kỳ đột ngột chen vào trong Trường Nhạc Uyển. Cảm giác bén nhạy làm cho sắc mặt của Ngư Chiêu Ân hơi đổi, sau đó dùng sức ôm Trường Nhạc lên. "Trường Nhạc Nhi, hôm nay Diệp Châu công ở trên Càn Khôn Điện dùng quân công cái thế, liên hợp với thừa tướng Văn Cương và sáu vị thân vương thảo luận chính sự cầu hôn ngươi với Bệ hạ, bị buộc bất đắc dĩ, Bệ hạ đã đáp ứng hôn nhân này. Ngươi tạm thời đã an toàn, nhưng cũng chỉ tạm thời mà thôi." ghi nhớ, phải nghĩ biện pháp, nhanh chóng rời khỏi hoàng cung, chỉ có rời khỏi hoàng cung, ngươi mới thật sự an toàn. Ngư đại tổng quản, cổng vườn hoa, truyền đến âm thanh quát nhẹ của đại quốc sư Vũ Trân. Lại gọi một tiếng ra ra nghe một chút, ngư chiêu ân chậm rãi buông trường nhạc ra. Lúc này, trường nhạc cũng hiểu rõ đã xảy ra chuyện lớn, có thể ngư chiêu ân đã gặp phải đại phiền toái. Nhưng lúc này, nhìn bộ dáng vội vàng của ngư chiêu ân, trường nhạc vẫn gật đầu. Ngư ra ra, ai, cười một cái, ngư chiêu ân lần nữa ôm trường nhạc, ngay khi buông trường nhạc công chúa ra, tay trái nhẹ nhàng đảo qua tay phải của trường nhạc công chúa, một ngọc giản đã bị nhét vào lòng bàn tay của nàng. Cất kỹ, không nên để cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy. Nói xong, ngư chiêu ân lập tức xoay người đón lấy đại quốc sư Vũ chân Ngư ra ra, trường nhạc hô to một tiếng, ngư chiêu ân vẫn không quay đầu lại. Đi thẳng tới bên cạnh người đại quốc sư Vũ Trân, trong chớp mắt, hai khí tức tạo hóa thần nhân đã khóa chặt ngư chiêu ân. Xong rồi. Đại quốc sư Vũ chân quát hỏi. Xong. Vào lúc này, vẻ mặt ngư chiêu ân đã đầy tươi cười. Tâm nguyện của ta đã hoàn thành, tự ta sẽ đi đến gặp bệ hạ chịu xử trí, không nhọc đại quốc sư động thủ. Cười lạnh một tiếng, ngư chiêu ân đi thẳng ra khỏi trường nhạc cung, thẳng đến đông lai cát. Đại quốc sư Vũ chân lạnh lùng nhìn ngư chiêu ân rời khỏi, không nói gì thêm, chỉ là khí tức của hai vị tạo hóa thần nhân kia vẫn liên tục gắt gao tập trung vào hắn, trong đông lai cát nhân tôn hoàng cơ long được thiếp thân nội thị phục thị vừa thổ huyết thoáng ổn định một chút cửa chính đông lai cát lại lần nữa mở rộng đi vào là chân thân của ngư chiêu ân hai nội thị phục thị nhân tôn hoàng cơ long nhìn thấy tinh huyết phân thân và chân thân của ngư chiêu ân đồng thời xuất hiện cả đám đều run lẩy bẩy vẻ mặt đầy sợ hãi bọn hắn rất rõ ràng hôm nay mắt thấy chuyện này tính mạng của bọn hắn cũng sẽ vẽ lên dấu chấm tròn bệ hạ lão nô chuyên tới để lĩnh tội với bệ hạ lần thứ nhất quỳ thẳng tắp Ngư Triều Ân nói chuyện đều mang ba phần lực lượng không hiểu, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nghe vậy thì vẻ mặt càng thêm khó coi. "Lão cẩu ngươi còn biết mình có tội sao?" Lão nô tự biết đã làm bệ hạ tức giận, vào lúc này, lão nô không còn cầu mong gì khác, chỉ cầu chết nhanh. "Chết nhanh?" Con mắt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bỗng nhiên trừng tròn vo, tức giận nói, "Phản bội chẫm còn muốn chết nhanh? Nào có dễ dàng như ngươi nghĩ vậy. Vậy chỉ có thể mặc cho bệ hạ xử trí." Ngư Triều Ân chắp tay, thẳng tắp quỷ sát ở nơi đó một bộ tùy ý để nhân tôn hoàng cơ xử trí nhân tôn hoàng cơ long thấy vậy thì càng tức giận hơn người đâu mang xuống không nhân tôn hoàng cơ long bỗng nhiên ngồi thẳng chỉ ngư chiêu ân tức giận mắng không phải ngươi đau lòng cho nha đầu trường nhạc kia muốn cứu nàng nên mới phản bội chấm sao ngươi cho rằng ngươi đã cứu được trường nhạc rồi đúng không còn chỉ cầu chết nhanh nhân tôn hoàng cơ long cười lạnh nói trẫm sẽ hết lần này tới lần khác không để cho ngươi toại nguyện người tới, lột ra nguyên linh của ngư chiêu ân, đánh vào bí cảnh địa lao cho chấm tạ chủ long ân không giết. Hừ, trước đừng tạ quá sớm. Nếu ngươi đã vì nha đầu kia mà phản bội chấm, vậy chấm sẽ để ngươi nhìn tận mắt thấy nha đầu kia bị luyện thành thuốc dẫn, tục thọ tăng nguyên cho chấm. Nói đến đây, âm thanh của nhân tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên trở nên cao, chấm phải để cho ngươi tận mắt thấy, đại chu một lần nữa tỏa ra sự sống ở trong tay chấm, một lần nữa chinh phục chư thiên vạn giới, trở thành vạn tộc chi chủ nhân tôn hoàng cơ long gần như tiến đến bên tai ngư chiêu ân bạo hống trẫm sẽ để cho ngươi thấy trẫm không sai tất cả quyết định của trẫm đều đúng bọn hắn hy sinh đều là hy sinh vì đại chu đây là nghĩa vụ cũng là vinh quang của bọn hắn càng là trách nhiệm của bọn hắn bởi vì trẫm chính là hoàng đế trẫm là cử vũ trí tôn của chư thiên vạn giới này hiểu chưa đến lúc đó lão cẩu ngươi mới sẽ hối hận hối hận vì đã phản bội trẫm đối với việc cơ long gào thét ngư chiêu ân lại không có quá nhiều biểu thị chỉ là nở nụ cười nhìn cơ long ở nơi đó gào thét. Nụ cười đó lạnh đến đáng sợ, lạnh thẳng vào trái tim của nhân tôn hoàng cơ long, lạnh làm cho nhân tôn hoàng cơ long có một loại cảm giác muốn nổi điên. Vì sao lại cho rằng hắn đang làm sai? Bệ hạ, thần hiểu rõ bệ hạ đáp ứng gả cho trường nhà công chúa trên càn khôn điện chính là vì bất đắc dĩ. Nhưng nếu bệ hạ gả trường nhà công chúa, phương thuốc thứ nhất trong ba phương thuốc tục thọ tăng nguyên sẽ không cách nào tiến hành. Nếu không thể tiến hành phương thuốc thứ nhất, như vậy hai phương thuốc sau sẽ không cần phải tiến hành nữa, mà nội dung phương thuốc thứ ba thì không cần phải chuẩn bị. Trong đông lai các, đợi sau khi lửa giận của nhân tôn Hoàng Cơ Long lắng lại, đại quốc sư Vũ Trần mới nói đến việc này. Chỉ có thể tìm phương pháp khác. Nói không chừng cần thời gian hơi lâu một chút, chỉ là thọ nguyên của trẫm quốc sư có kế sách kéo dài hay không? Nhân tôn Hoàng Cơ Long nói, bệ hạ, phương thuốc này của thần giống như những đan dược khác, lần đầu tiên dùng thuốc thì sẽ mang lại hiệu quả mạnh nhất, lần thứ hai dược hiệu sẽ giảm bớt, lần thứ ba trên cơ bản sẽ không có nhiều dược hiệu. Nếu bệ hạ muốn kéo dài, thần trước tiên có thể lấy hơn 10 giọt tinh huyết của trường nhà công chúa phối hợp với tinh huyết của những vương tử công chúa khác có thể giúp bệ hạ tăng thọ hơn 10 năm. Đại quốc sư Vũ Trân nói, hơn 10 năm, bởi vì chỉ là tinh huyết, dược hiệu cũng không quá mạnh, có thể từ 10 năm đến 15, nhiều nhất sẽ không hơn 15 năm. 15 năm? Vậy ảnh hưởng thì sao? Thuốc này được ví như hổ lang chi dược, cho nên lần đầu tiên dược hiệu tốt nhất, nếu sau khi phục dụng lần đầu tiên, lần thứ hai lại dùng thuốc dẫn thành dược, khi đó dược hiệu có thể sẽ chỉ còn lại một nửa. Nói cách khác, nếu bệ hạ tục thọ chừng 10 năm trước, sau đó lại uống thuốc thành dược dẫn, nguyên bản dược hiệu có thể giúp bệ hạ tăng thọ 2 đến 300 năm, giờ chỉ có thể giúp bệ hạ tăng thọ khoảng 100 năm. Hao tổn to lớn như thế sao? Lông mày nhân tôn hoàng cơ long nhíu lại. Dược tính như thế, thần cũng không còn cách nào khác đại quốc sư vũ chân bất đắc dĩ nói đã như vậy vậy trước hết đại quốc sư dự sẵn đi không phải vạn bất đắc dĩ thì không dùng phương pháp này trước dự sẵn cũng để phòng ngừa vạn nhất hôm nay diệp chân biểu hiện ra ngoài lực lượng chính trị đã làm cho nhân tôn hoàng cơ long sinh ra lòng kiêng kỵ mặc dù trên càn khôn điện nhân tôn hoàng cơ long đã nghĩ ra hơn mấy chục loại phương pháp để sau này làm cho trường nhạc công chúa một lần nữa trở thành thuốc dẫn nhưng mỗi loại phương pháp đều không thể đảm bảo trăm phần trăm thành công cho nên mới phải lấy phòng ngừa vạn nhất. Bệ hạ, thần cho rằng bệ hạ không ngại làm lớn mật một chút, trường nhà công chúa chết bất đắc kỳ tử cung trong, bọn hắn lại có thể thế nào? Đại quốc sư Vũ Trần Lạnh lùng nói. Nghe vậy, nhân tôn Hoàng Cơ Long cười lên ha hả. Tấm lòng của quốc sư, chấm hiểu rõ, chấm cũng hiểu. Thế nhưng quốc sư khổ tu lâu ở trong núi, đối với chuyện triều đình nhân gian lại không quá hiểu rõ. Mặc dù chấm là hoàng đế đại chu này, nhưng đại chu này cũng không phải một mình chấm có thể định đoạt nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, lực khống chế của trẫm đối với đại chu có thể sẽ hạ thấp đến cực hạn. hơn nữa, để để ly thân vương của trẫm đang ủng binh tự trọng kia, cũng lập tức sẽ có cái cớ tốt nhất để cướp đoạt giang sơn của trẫm. hơn nữa dưới lá cờ này, hắn có thể sẽ nhất hô bách ứng. là thần vội vàng. đại quốc sư vũ chân nói, quốc sư chậm đã, còn có một chuyện, chấm muốn sư nghiên cứu thảo luận một chút với quốc. nghiên cứu thảo luận. đại quốc sư vũ chân có chút ngoài ý muốn đúng vậy thiên miếu các ngươi ra lệnh cấm tạo hóa cảnh tham chiến có phải giống như kế hướng không tạo hóa thần nhân của oa linh tộc tham chiến lại bị diệp chân chém giết thế nhưng chấp pháp thần tướng của thiên miếu các ngươi lại chưa từng xuất hiện chuyện này khiến trẫm có chút bận tâm nói xong nhân tôn hoàng cơ long dùng ánh mắt khác thường nhìn đại quốc sư vũ chân đại quốc sư vũ chân nhìn nhân tôn hoàng cơ long hơi chút suy nghĩ sau đó mới phản ứng lại đó cũng không phải nhân tôn hoàng cơ long đang hỏi tội thiên miếu ngược lại là một loại thăm dò và hỏi thăm. Thử hỏi, dưới gầm trời này, người có được số lượng tạo hóa cảnh nhiều nhất là nhà nào? Thiên miếu tính một nhà, tổ thần điện tính một nhà, đại chu hoàng tộc tính một nhà. Lệnh cấm này, đối với tổ thần điện và đại chu hoàng tộc chỉ có chỗ xấu mà không có chỗ tốt. Nói cách khác, lúc này dụng ý của nhân tôn Hoàng Cơ Long đã hết sức rõ ràng. Là muốn thông qua chuyện tạo hóa thần nhân của oa linh tộc, muốn biết thái tạo hóa thần nhân của độ thiên miếu đối với chuyện tham chiến này. Bệ hạ, hồng hoang, đại lục rộng lớn cỡ nào cho dù chấp pháp thần tướng của thiên miếu ta có cường đại hơn nữa muốn cảm ứng được ba động của tạo hóa cảnh sau đó chạy tới vẫn cần thời gian nếu như số lượng ba động tạo hóa cảnh quá nhiều chấp pháp thần tướng còn cần triệu tập đầy đủ lực lượng qua như vậy nên thời gian sẽ cần càng nhiều có lẽ tạo hóa thần nhân của hoa linh tộc tham chiến sau đó bị giết nhưng chấp pháp thần tướng của thiên miếu ta lại chưa từng xuất hiện hẳn là nguyên nhân này nghe vậy nhân tôn hoàng cơ long lần nữa cười lên ha hả như thế, chấm hiểu, quốc sư đi làm việc đi. Tạ bệ hạ, nhìn bóng lưng đại quốc sư Vũ chân rời khỏi, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại hiếm thấy rơi vào trầm tư. Hôm nay nghiên cứu thảo luận, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã có thể xác định, đại quốc sư Vũ chân có quan hệ rất chặt chẽ với cao tầng thiên miếu, hẳn là thiên miếu phái tới, không rõ mục đích, giúp hắn tục thọ tăng nguyên chỉ là lấy cớ. Lấy quan hệ giữa thiên miếu và đại chu, thiên miếu rất có thể là thông qua điểm này mới lợi dụng hắn nhưng nhân tôn hoàng cơ long cả một đời đồ nghịch quyền mưu đế vương có thể bị dục vọng cầu sinh làm đầu óc choáng váng nhưng sẽ không vĩnh viễn bị che mắt vào lúc này nhân tôn hoàng cơ long đã biến thành một đế vương rất tinh minh trong mắt hắn đại quốc sư vũ trân cũng biến thành một sinh vật có mang mục đích chính trị khác nhưng đối với hắn thì quan hệ giữa vị hoàng đế hắn và những người khác cho tới bây giờ chính là giá trị và lợi ích mà có về phần thuần túy không có cũng không tin có hừ thiên miếu ai lợi dụng ai còn chưa nhất định đâu. Bệ hạ, đại ti thiên còn đang quỳ ở ngoài. Một nội thị cẩn thận nhắc nhở một tiếng. Vậy thì để hắn tiếp tục quỳ đi. Âm thanh của nhân tôn hoàng cơ long giữa tràn đầy băng hàn, hỏng đại sự của hắn, quỳ một hồi tính là gì? Cảm ơn ân cứu mạng của Diệp Công gia. Bắc Hải Châu công trong phủ, Thái Xuyên hầu Liễu Giã, Bách Phẩm Phong, còn có hai hậu nhân Bách gia rửa sạch một thân suối quẩy đổi bộ y phục mới, từng người vô cùng trịnh trọng nói lời cảm tạ với Diệp Chân. Không cần cảm ơn ta. Lần này, các ngươi cũng coi là tai bay vạ gió, là bị dính líu tới ta nên mới bị đại hoàng tử nhằm vào." Diệp Chân khoát tay áo, xem như bỏ qua một lần này, "Đúng rồi, sau này các ngươi có tính toán gì không?" Diệp Chân cứu bọn hắn, giống Thái Xuyên Hầu Liễu Dã, tước vị vẫn có nhưng chức quan lại mất đi, ngày sau đi con đường nào, trước mắt vẫn chưa nhất định. Thái Xuyên Hầu Liễu Dã xem như sành sỏi, lập tức đã hiểu rõ ý tứ của Diệp Chân con đường phía trước xa vời con xin diệp công ra chỉ thị ta cũng không có đề nghị gì quá tốt chỉ là lạc ấp đã sinh loạn tướng bên cạnh đế vương lại có yêu nhân làm hầu lại đúng lúc gặp thời gian đoạt vị ta cảm thấy sau này lạc ấp sẽ chỉ càng thêm hỗn loạn thậm chí là ngụ ý của diệp chân không nói cũng hiểu nhìn đám người mong đợi nhìn mình diệp chân lại nói trước mắt bắc hải ta cũng coi là an ổn nếu như các ngươi nguyện ý thì có thể chậm rãi di chuyển gia nghiệp người nhà đến bắc hải quận và bình an quận đương nhiên nếu các ngươi đã có lựa chọn khác thì cũng có thể tùy ý. thái xuyên hầu liễu giã chính là hạng người cây độc lập tức nhẹ gật đầu bách phẩm phong còn có chút không tin diệp nguyên soái chẳng lẽ tình thế của lạc ấp đã nghiêm trọng đến trình độ như vậy sao khi nói chuyện quản gia cũng nhanh bước đến đây cấp báo công gia bên phía hoàng cung truyền đến tin tức nội giam đại tổng quản ngư chiêu ân kết bẻ kết cánh dĩ hạ phạm thượng đã bị tước đoạt tất cả nhục thân bị giết nguyên linh sống chết không rõ vào lúc này, cung nội và lạc ấp đang lùng bắt dư đảng của ngư chiêu ân, nhất là trong hoàng cung, thi thể vận chuyển ra đã cao tới 5 xe, còn thừng lớn, vẫn còn tiếp tục. Quản gia nói, ngư đại tổng quản. Diệp chân Bi Thiết nói, hắn quá rõ nguyên nhân ở trong chuyện này. Bọn người bách phẩm phong vừa mới nói chuyện lại bị chấn động, nửa ngày vẫn nói không nên lời một chữ. Nội giam đại tổng quản ngư chiêu ân quyền thế ngập trời, bây giờ đột nhiên, nói ngã là ngã. Thế cục lạc ấp này thật đúng là đủ hỏng đúng rồi công gia ngay vừa rồi trong phủ có một đám khách nhân kỳ quái đến liên tục vội vã muốn gặp ngươi chỉ là lão nô thấy ngươi đang tiếp khách nên người đâu ở đâu diệp chân mãnh liệt đứng lên cái gọi là một đời vua một đời thần bí giám là tổ chức tình báo mà nhân tôn hoàng cơ long tin tưởng nhất cũng tổ chức tình báo hạn chế cùng bổ sung cho tuần tra ti là nơi nhân tôn hoàng cơ long tín trọng nhất mà hoàng cung mấy vạn thái giám ngoài hầu hạ cuộc sống thường ngày của hoàng đế tần phi thậm chí có thể nói là cơ sở vận chuyển của toàn bộ hoàng cung. Trước đó, bất luận là bí giám hay là nội giám quản lý mấy vạn thái giám, đều là một vai ngư triều ân gánh vác, tuy là dưới trướng hắn có hàng chục hàng trăm quan lại lệ thuộc. Sau khi ngư triều ân phản bội và bị xử lý, vị trí của ngư triều ân ngay lập, tức bị hoàng đế sắp xếp người thay thế. Trong hoàng cung đại nội, không bao giờ thiếu, chính là người. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Vì ngư triều ân đã phản bội nên thân tím của ngư chiêu ân không nằm trong hàng ngũ được tín nhiệm nữa vì lẽ đó thân tím cùng lực lượng của hắn nhất định phải bị quét sạch thi thể luôn phiên không ngừng được vận chuyển ra ngoài hoàng cung cũng như lạc ấp nội thành là xuất phát từ lý do này mà tại thời điểm căng thẳng lại có một đám thanh niên mi thanh mục tú lấy một loại phương thức kỳ quái xuất hiện trong công phủ diệp chân bọn họ đi vào công phủ diệp chân cầm trên tay lệnh phủ man linh điện khi diệp chân thấy bọn họ liền nghĩ ngay đến ngư chiêu ân một đám nhìn qua rõ ràng là nam tử nhưng lại không có hầu kết, không phải thái giám, còn có thể là cái gì. Mà khí thức đám người này cũng có chút quỷ dị. Người cầm đầu ở giữa, khí vũ hiên ngang, ánh mắt tràn đầy tự tin cùng trầm tĩnh, nếu không phải đã xác định thân phận của bọn hắn. Thoạt nhìn, người đứng đầu tiên cùng đám người phía sau hắn, còn tưởng rằng là công tử nhà quý tộc. Người bên trái, lớn lên cũng có chút hung lệ, mặc dù là hoạn quan, nhưng lại nhân cao mã đại, cụm từ lưng hùm vai gấu đều không cách nào hình dung bọn họ, chỉ có thể nói là hùng tráng như núi toàn thân tỏa ra khí tức hung hãn, còn hữu ý vô ý lộ ra sát khí, ngay cả binh lính hung hãn trong quân đại lý cũng không sánh bằng. Khi 18 tên thái giám hùng tráng, như núi vừa đứng tại đó liền có một khí thế thiên quân vạn mã, khiến cho người ta kinh hồn táng đảm. Tầm thường nhất là thái giám vóc dáng thấp bé phía bên phải, đứng chắp tay áo, hơi hơi khom lưng, một bộ dáng hèn mọn. Nếu không phải đứng ở phía trước, dưới tình huống bình thường, người khác hầu như khó mà chú ý tới hắn chỉ là cảm giác vô cùng bén nhạy của Diệp Chân, do ngũ sắc nguyên linh hồn quang lại nói cho Diệp Chân biết, tên thái giám lùn này là kẻ nguy hiểm nhất trong ba người dẫn đầu. Khóe mắt thỉnh thoảng lóe lên hàn quang, băng lãnh tựa như là rắn độc. Diệp Chân không chút nghi ngờ, chỉ cần cho người này điều kiện thích hợp để phát triển, thì người này chính là sát thủ lợi hại nhất. Khí tức người này cùng Ngưu Nhị rất giống, nhưng lại xen lẫn một loại khí tức bén nhọn khác. Các ngươi đến gặp ta." Diệp Chân hỏi, tên thái giám thấp bé kia tiện tay liền dung ra mấy đạo phù lục, lập tức đem toàn bộ đại điện bao phủ chặt chẽ, quản gia kinh hãi, lại bị Diệp Chân dùng một thủ đao bổ cho choáng váng. Nhìn chiến trận này, Diệp Chân đã minh bạch, có điều một số việc vẫn còn chưa hiểu rõ. Chuyện gì xảy ra, nói đi. Ngư Chính, Ngư Sơn, Ngư Thứ, bái kiến chủ thượng. 48 tên đột nhiên liền quỳ rạp xuống đất, cho dù Diệp Chân trải qua nhiều chiến trận, cũng lấy làm kinh hãi. Chính giữa Ngư Chính, cũng chính là tên giống công tử quý tộc, dâng lên hai khối ngọc giản. Chủ thượng, thời khắc nghĩa phụ lâm nguy, truyền đạt cho chúng ta một đạo mệnh lệnh cuối cùng. Mà bên trong một đạo ngọc phù là pháp môn khống chế độc nhất vô nhị của chúng ta, bên trên có phong cấm độc môn do nghĩa phụ đại nhân tự thân gia trì. Diệp chân vẻn vẹn nước mắt nhìn, liền nhìn ra, cái gì mà phong cấm độc môn của ngư chiêu ân, đây rõ ràng là phong cấm độc môn man linh điện. Trong ngọc giản nói rất thẳng thắn, những người này, tất cả đều là tâm huyết của ngư chiêu ân hắn không đành lòng nhìn bọn họ hôi phi yên điệt như vậy, cố ý để cho bọn họ tới tìm diệp chân làm nơi nương tựa, cho bọn hắn một con đường sống. Quyền lực ngư chiêu ân rất lớn, vô cùng lớn, đặc biệt ở bên trong bí giám gần như là vua của một vương quốc độc lập. Rất lâu trước đây, ngư chiêu ân đã có kế hoạch tại các nơi trên cả nước chọn lựa cô nhi, tuyển chọn những người có căn cốt, đưa vào biệt viện nội giám khắp nơi tiến hành bí mật huấn luyện, người ưu tú nhất sẽ được đưa đến lạc ấp, sau đó từ từ ngư chiêu ân tự thân huấn luyện. Chỉ có người ưu tú nhất mới có tư cách được ban cho họ ngư chẳng hạn như ba người ngư chính ngư sơn ngư thứ còn việc chấp chính chỉ là lệ cũ trong cung mà thôi cũng không phải là ngư chiêu ân sớm có phản tâm bởi vì đây cũng là một trong những chức trách quan trọng của nội giám đại tổng quản không chọn lựa huấn luyện từ nhỏ bí giám ở đâu ra nhiều nhân thủ tinh nhuệ có thể dùng như vậy hoàng đế lấy ở đâu ra nhiều nô tài trung thành như vậy để dùng huấn luyện xuất sư đã được phóng thích những người trung thành với hắn đã sớm thu hồi đến tay nhân tôn hoàng cơ long chỉ có những tinh anh còn đang huấn luyện hoặc là chưa được an bài chức vụ, còn vây xoay quanh Ngư Chiêu Ân mới có thể bởi vì cái chết của Ngư Chiêu Ân mà nằm ở một tình trạng vô cùng xấu hổ. Ban đầu bọn họ muốn trung thành với đế vương, thế nhưng theo sự phản bội Ngư Chiêu Ân, hoàng đế đã nghi tuyệt đối sẽ không tin tưởng bọn họ, phát chu sát lệnh đối với bọn hắn. Những người này ở các biệt viện nội giám bí, mật huấn luyện, thi hành đủ loại nhiệm vụ vượt hơn 30 năm là những tài năng trẻ về sau, lại được tụ tập đến Lạc ấp do Ngư Triều Ân đích thân bồi dưỡng, hướng dẫn, thực vụ huấn luyện, ít thì hơn 10 năm, nhiều thì hơn 20 năm. Cố gắng nhịn mấy năm, từng người dưới sự tiến cử của Ngư Triều Ân, sẽ được nhân tôn Hoàng Cơ Long bổ nhiệm làm nội quan. Thế nhưng là, bọn họ không còn có cơ hội này. Tỷ như Ngư Chính, xuất thân thư đường, là người đối nghiệp mà Ngư Triều Ân bồi dưỡng. Tuy là nói người tiếp nhận chức nội giám đại tổng quản thì Ngư Triều Ân quyết định không được, nhưng mà người đứng đầu bí giám, tổng quản nội giám các viện Ngư Chiêu Ân lại có thể một lời mà quyết. Có những người này kế vị, quyền thế Ngư Chiêu Ân ở bên trong nội giám sẽ không suy yếu. Hơn nữa, bọn họ tương lai chức vị quan trọng, Tân Hoàng lựa chọn và bổ nhiệm nội giám đại tổng quản, 89 phần 10 cũng sẽ từ bọn họ mà chọn lựa ra. Vì lẽ đó, đối với nhóm người này, Ngư Triều Ân mất tinh huyết rất lớn, nuôi dưỡng giống như con trai của mình. Thanh niên giống Ngư Chính Khí Vũ Hiên ngang lại như con em quý tộc, mọi việc có chính người, theo như Ngư Chiêu Ân nói, năng lực những người này, nếu làm việc lớn, trải qua việc ngư chính có tài cao gan lớn, tám người bọn họ ít nhất cũng đủ làm chủ một quận. Hướng đến việc nhỏ mà nói, mỗi một người đều có thể xử lý tạp vụ việc vặt, quản lý gia nghiệp ngay ngắn rõ ràng. Còn ngư sơn là dùng bí pháp cung đình để huấn luyện ra nội vệ mãnh sĩ, thời khắc mấu chốt còn có thể làm tử sĩ. Tu vi không phải quá cao, nhưng mà trong tình cảnh phức tạp, không nói lấy một địch trăm, lấy một địch mười là không gặp bất cứ vấn đề gì. Môi trường phức tạp ví dụ như là hoàng cung, thành thị, Đương nhiên, dùng để làm hộ vệ trong nhà cũng không còn gì tốt hơn. Còn ngư thứ, là nhân tuyển huấn luyện ra dùng để bổ sung cho bí giám, tinh thông tình báo, dịch dung, điều tra, ám sát. Ngư Triều Ân không đành lòng những tâm huyết này của hắn toàn bộ hóa thành pháo hôi, sau khi đoán được số phận của mình, liền ra lệnh thật sớm cho những người này, bằng không, những người này căn bản trốn không thoát hoàng cung đại nội. Xem xong ngọc giản, Diệp Chân nhìn bọn đồ tử đồ tôn Ngư Triều Ân quỳ thành một mảng, hơi xúc động các ngươi hẳn là chưa gặp qua ta đi, làm sao vừa thấy mặt đã xác định ta chính là Diệp Trân. Nếu như các ngươi bái sai người làm sao bây giờ? Quỳ gối ngoài cùng bên phải ngư thứ gần giọng cười một tiếng, nếu là chúng ta điểm này cũng không cách nào xác định, thì không có mặt mũi nào tới bái chủ thượng. Chúng ta đã xác định qua chủ thượng ở Tông Phủ, hơn nữa thông qua nhiều cách quan sát mà khẳng định chủ thượng là chân thân bản thân, mới vào phủ. Diệp chân sắc mặt trong nháy mắt biến thành đen, ngươi tiến vào phủ. Chủ thượng thứ tội ngư thứ trong nháy mắt đã quỷ dạp trên đất. Vì xác định an toàn, nô tài chỉ có thể trước lẻn vào Bắc Hải Châu công phủ tìm tòi hư thực. Tiền viện, Tây viện, hậu viện nô tài đều đi qua, chỉ là trung viện cùng đông viện nô tài không dám lẻn vào. Vì sao lại như vậy? Nơi đó cảm giác quá dọa người, nô tài chỉ cần vừa tiếp cận nơi đó, cũng cảm giác có vô số ánh mắt chú ý nô tài. Vì lẽ đó, chỉ bước vào đại môn đông viện nửa bước, liền lui trở về. Nhìn ngư thứ, Diệp chân có chút kinh diễm, ngư thứ này là người có bản lĩnh. Đông viện cùng trung viện, một nơi là địa phương Diệp Chân tiềm tu nghỉ ngơi, một nơi khác thì là địa phương Đại Nhĩ Đóa Nhiếp Đinh đang giám thị hoàng cung, ở lại hai địa phương này, thủ vệ bình thường Diệp Chân không yên lòng, Diệp Chân trực tiếp phái phân thân tiểu yêu bảo vệ. Có phân thân tiểu yêu bảo vệ, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể kịp thời phản ứng lại. Không nghĩ tới, ngư thứ này vậy mà bước vào đông viện nhưng không bị phân thân tiểu yêu phát hiện, bản lãnh này, xác thực lợi hại. Phải biết, dưới chứng Diệp Chân, chỉ có một người có thể lèn vào mà không để cho phân thân tiểu yêu phát giác, người này là phong cửu mạch đã đột phá trở thành hư không liệp vương. ngay cả chủ quản tình báo, thẩm thấu, ám sát như ngưu nhị đều không có bản lãnh này. người nói ngư thứ này có lợi hại hay không? ngư triều ân làm nội giám đại tổng quản nhiều năm dùng vô số thủ đoạn, chọn lựa cùng bồi dưỡng ra được nhân tài như vậy, quả thật không tầm thường. ngư thứ này đã lợi hại như vậy, thì ngư chính cùng ngư sơn có lẽ cũng không phải hạng người bình thường đương nhiên những người này cũng không phải toàn bộ cho diệp chân trên thực tế theo ngọc giản của ngư chiêu ân những người này là cho trường nhạc công chúa ngư chính hẳn là quản gia trường nhạc quý phủ ngư sơn là đầu lĩnh hộ vệ trường nhạc quý phủ mà ngư thứ thì là ám vệ trường nhạc quý phủ vừa nghĩ tới tương lai ở trường nhạc quý phủ có một đám yêu nghiệt diệp chân liền có một cảm giác nghĩ mà sợ giao phó duy nhất của ngư chiêu ân khiến diệp chân nhẹ lòng là trước khi diệp chân cùng trường nhạc chính thức thành hôn những người này đều nghe lệnh của diệp chân nếu bên cạnh trưởng nhạc đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, giải thích không cặn kẽ, sợ sẽ chọc cho tới phiền phức. Mà nếu Diệp Trân, an bài chút nhân thủ như vậy liền không giống. Nếu là di mệnh của ngư đại tổng quản, vậy các ngươi nghe lệnh dưới trướng bản soái. Trừ cái đó ra, ngư đại tổng quản còn có giao phó gì khác sao? Diệp Trân hỏi. Nghe vậy, ngư chính lần nữa lấy ra một cái phong cấm ngọc giản, đưa cho Diệp Trân. Nghĩa phụ nói, nếu là Diệp công gia nguyện ý tiếp nhận chúng ta, thì đem cái phong cấm ngọc giản này giao cho Diệp công gia nghĩa phụ nói ngọc giản này bên trong có pháp môn chỉ có thể dùng một lần hơn nữa chỉ có lần đầu tiên mới có thể thành công vẫn như cũ là phong cấm pháp môn độc môn của man linh điện diệp chân ung dung mở ra thần niệm chìm vào chớp mắt liền cảm giác kinh hãi không thôi lại có y quan cho ngư công đây là câu nói đầu tiên sau khi diệp chân xem xong cái ngọc giản cuối cùng mà ngư chính cho hắn xưng hô không giống trước làm vẻ mặt ngư chính hơi chấn động hai tay dâng ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho diệp chân Chúng ta đã chuẩn bị y quan mộ táng cần thiết cho nghĩa phụ. Chỉ là chúng ta là người không có lai lịch, không có tương lai, sợ rằng không thể lâu dài. Nếu Diệp công gia nguyện ý lập y quan mộ táng nghĩa phụ, chúng ta không có gì báo đáp, chỉ có thể quên mình phục vụ mới có thể trả đại ân của Diệp công gia." Ngư chính nói. Diệp Chân lắc đầu, đại ân của Ngư công, Diệp mỗ lập một y quan mộ táng nho nhỏ là điều nên làm, há lại cần báo đáp. Còn các ngươi, nếu như nguyện ý lưu lại dưới chứng Diệp phủ, ta vạn phần hoan nghênh." Nếu không muốn, ta sẽ giải cấm chế, thả các ngươi rời đi. Chúng ta nguyện ở dưới trứng Diệp công gia." Lời nói Diệp Chân còn chưa vang lên hết, Ngư Chính vừa đứng dậy, Ngư Sơn, Ngư Thứ cả đám lại quỳ đầy đất, không có bất kỳ người nào cân nhắc rời Diệp phủ. Thật ra thì bọn họ vô cùng rõ ràng, trở thành dư nghiệt mà đế vương muốn trừ khử cho thống khoái, thiên hạ to lớn này, nơi nào lại có thể có bọn họ chỗ an thân? Chí ít Diệp Chân còn có thể tiếp nhận bọn họ. Tộc thị ngư công còn có hậu nhân kéo dài hương hỏa huyết mạch hay không? Diệp chân là thật muốn vì ngư triều ân làm chút gì đó. Bất luận là mật báo trước kia, hay là mấy phần di giản này, đặc biệt là một phần di giản cuối cùng, đối với Diệp chân mà nói đó là thiên đại ân tình. Vì lẽ đó, Diệp chân xưng ngư triều ân là ngư công, cho nên mới có vấn đề này. Bởi vì một phần ngọc giản cuối cùng này, khả năng Diệp chân dưới tình huống xấu nhất cứu trường nhạc công chúa ra, từ chưa đến nửa thành tăng thành năm thành trở lên một phần ngọc giản cuối cùng này đã để diệp chân xác định được ngư chiêu ân là rõ ràng đối xử rất tốt với trường nhạc nghĩa phụ trước đó đã nhận mấy tên huyết mạch đồng tông đồng tộc làm con thừa tự chẳng qua nghĩa phụ đã sớm nói hán đời này làm chó săn của bệ hạ quyền thế ngập trời nhưng cũng gây thù hẳn vô số cho nên tại mười mấy năm trước nghĩa phụ đã nhận ba đứa con dưới danh nghĩa làm con thừa tự lần lượt lặng yên không tiếng động an trí còn thu xếp ở đâu chúng ta cũng không biết ngư chính nói chuyện được đọc bởi kênh halazy audio đại tổng quản chủ quản bí giám nội giám đại chu tại hồng hoang mênh mông che giấu mấy người khả năng muốn tìm được cực kỳ mong manh bé nhỏ diệp chân lần nữa cảm thán một tiếng có thể làm được như ngư chiêu ân thật không có mấy người nếu làm được như vậy thì không phải là hạng người bình thường mười mấy năm trước đã đem hậu sự của bản thân xử lý ngăn nắp tâm nhãn này phi thường vượt qua tất cả mọi người đã như vậy các ngươi thu xếp bên trong diệp phủ về sau các ngươi xuất thân trong quân chuyện còn lại giao cho bản soái tới làm Diệp Chân lời nói còn chưa nói xong, tiền viện đã chuyển đến tiếng ồn ào cùng âm thanh nổi giận quát mắng. Có tiếng gầm gừ phẫn nộ của hộ vệ Diệp phủ, còn có tiếng cười lạnh âm trầm, sau đó tiếng kêu của hộ vệ Diệp phủ thảm thiết liền vang lên. Đại soái, có thể là người trong cung đuổi tới. Ngư Thứ vội vàng nói. Lúc này, người dám trực tiếp đánh vào Diệp phủ, loại trừ trong cung, thật đúng là không có mấy người, Diệp Chân từ khi tiếng gầm gừ vang lên, cũng đã nghĩ tới điểm này. Lúc các ngươi đến đã từng bại lộ thân phận, Diệp Chân hỏi, khóe miệng ngư thứ có chút đắng chát, đại soái không thể nào bại lộ dấu vết hoạt động, chỉ là chúng ta 48 người hành động, khó tránh khỏi lưu lại chút dấu vết. Huống hồ, truy tìm chúng ta đều là đồng liêu trước kia xuất sư cùng huynh đệ. Bản lãnh của bọn hắn cũng không kém, huống chi nhiều người như vậy truy đuổi, tìm được một chút dấu vết, đúng là có thể. Cái này mới bình thường. Thấy Diệp Chân trầm ngâm, mặt ngư chính, ngư sơn, ngư thứ ba người lộ vẻ đắng chát, còn chưa xuất lực đã khiến cho đại soái thêm phiền phức trong cung truy tìm khó có thể ứng phó, không bằng tự thủ hạ dẫn đi. Diệp, chân nghe vậy cười ha hà, nếu là với các ngươi mà còn che chở không được, vậy ta làm sao có thể bảo vệ trường nhạc? Đại soái, ngư chính còn muốn nói, Diệp chân vung tay lên, một cái vòng xoáy quang môn xuất hiện trước mặt mấy người. Nhanh đi vào. Ngư triều ân huấn luyện những người này, mỗi một tên đều là người kỷ luật nghiêm minh, chỉ cần Diệp chân ra lệnh một tiếng liền không còn bất kỳ do dự. 48 người trong người hơi ngắn ngủi, toàn bộ đã chui vào không gian thận long châu của diệp chân diệp chân còn tiện tay đưa quản gia trước đó bị gõ bất tỉnh vào không gian thận long châu quản gia này hôm nay biết được nhiều bí mật như vậy tuy diệp chân hoài niệm hắn giết là sẽ không giết nhưng đến trường lăng quận xa xôi làm việc là nhất định phải làm sau đó diệp chân xoay người bước ra phòng khách lộ ra nụ cười gằn người nào lớn mật như thế lại dám tự tiện xông vào châu công phủ của ta trả lời diệp chân là hai cơ thể bay ngược mà đến hộ vệ trong miệng phun máu tươi, sau khi ngã xuống đất, hai hộ vệ này cũng đã hôn mê bất tỉnh, người tới ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Xoát xoát xoát, trên trăm tên mặc ủng da màu đen, khoác lên áo choàng trong hồng ngoài đen của nhân mã bí giám, vọt vào tiền viện Bắc Hải Châu công phủ. Diệp Chân lưu lại tiền viện 20 tên được huấn luyện từ chiến trường hung hãn, vậy mà không còn một tên nào xuất hiện. Kết quả đã không cần nhiều lời. Một tiếng nói âm nhu không gì sánh được vang lên, Diệp Châu công, bí giám phụng hoàng lệnh truy tìm dư nghiệt ngư chiêu ân có một chút chỗ mạo phạm còn xin diệp châu công thứ lỗi một tên khoé mắt tràn đầy nếp nhăn toàn thân tỏa ra khí tức thái giám âm nhu giống hệt ngư chiêu ân xuất hiện từ một đường do đám nhân mà bí giám tránh ra khí tức đạo cảnh đỉnh phong lúc này không hề cố kỵ tản ra thần niệm nguyên linh mạnh mẽ còn không chút kiên kỵ hướng về châu công trong phủ thăm dò quá khứ mạo phạm diệp chân cười lạnh một tiếng ngươi lại là người nào tên thái giám khí tức vô cùng thô bạo này hai tay chống lưng, né người sang một bên, một bộ khinh thường trả lời, một tên bí giám đại đầu mục thế nhưng hướng về phía Diệp Chân nghiêm nghị nói: "Đây là đại tổng quản nội giám tân nhiệm Triệu Thạc, há lại để cho ngươi mạo phạm." Thật ra thì Diệp Chân vẻn vẹn nhìn thấy trang phục người này cùng Ngư Chiêu Ân giống nhau, đã sớm nhận ra, chỉ là muốn nhìn thái độ người này. Lúc này, nhìn thấy thái độ lớn lối như thế, Diệp Chân chỉ cười gần một tiếng, chỉ là gian nô, cũng dám ngông cuồng ở trước mặt ta thân hình chợt lóe, một bàn tay đã quất về phía vị đại tổng quản nội giám tân nhiệm triệu thạc thấy diệp chân đến đánh triệu thạc lớn tiếng bén nhọn quát lên lớn mật trong đôi mắt lại tràn đầy ý cười xem ra hắn rất ưa thích diệp chân đến công kích hắn hơn nữa hắn cũng rất tự tin diệp chân đánh không lại hắn thế nhưng là trong nháy mắt tiếp theo sắc mặt triệu thạc thay đổi diệp chân chỉ bước ra một bước gợn sóng màu bạc tản ra thân hình của hắn liền trở nên ngoài dự đoán mà vô cùng chậm chạp tốc độ diệp chân lại trong chớp mắt tăng lên gấp mấy lần, nhanh chóng như tia chớp. mắt thấy diệp chân một tát này muốn đánh lên mặt triệu thạc bỗng nhiên giống to, màn sáng thanh quang dày đặc như tấm khiên bỗng nhiên hiện lên, gắt gao che lại toàn thân. loại tình huống này diệp chân muốn bằng một trường bình thường không có gì lạ làm hắn bị thương thì không thể nào. chớ nói chi là đánh vào mặt hắn tử linh. diệp chân chỉ gào to hai chữ, sát khí vô cùng ác liệt mang theo một tia tiên thiên canh kim, tuôn ra từ đầu ngón tay diệp chân so với cọng tóc còn nhỏ hơn một chút. Thế nhưng là một tia tiên thiên canh kim sát khí này, trong chớp mắt đã đập vỡ nát thanh quang dày đặc toàn thân bảo vệ triệu thạc, đặc biệt là ở trên gương mặt. Đùng! Bàn tay Diệp chân hung hăng đánh lên mặt triệu thạc. Diệp chân thế nhưng tu luyện hắc long bá thể, một trường bình thường này ẩn chứa lực lượng thân thể thái cổ hắc long. Một bàn tay đánh xuống liền quất triệu thạc xoay ba vòng tại chỗ, khóe miệng còn có hai cái răng bay ra, trong miệng máu tươi càng bay tứ tung. Ngươi! chớp mắt triệu thạc gào thét bàn tay diệp chân không hề ngừng một bàn tay tiếp một bàn tay hung hăng hướng mặt hắn mà đánh xuống mỗi một bàn tay đi xuống đều là máu tươi bắn ra đại tổng quản đội giám tân nhiệm cũng không phải hạng người bình thường phát động lực lượng toàn thân muốn thoát khỏi thế nhưng gợn sóng màu bạc dưới chân diệp chân cũng phát huy đến cực hạn phẳng phất đem hắn dính vào không thể nào thoát ra liên tiếp ba bàn tay đi xuống liền đánh triệu thạc tới mắt nổ đom đóm miệng đầy máu chỉ có thể gắt gao bảo vệ hàm răng của mình chỉ là nô, cũng dám ngông cuồng diệp chân một bên vừa đánh vừa mắng cho đến khi diệp chân đánh vị đại tổng quản nội giám tân nhiệm này đánh thành đầu heo một đám bọn cao thủ bí giám lúc này mới phản ứng lại diệp chân thật sự quá lớn mật trước đến giờ chỉ có bí giám bọn họ bắt nạt người khác nào có chuyện người khác bắt nạt bọn họ chứ huống chi triệu thạc lại còn là đại tổng quản nội giám người tâm phúc trước mặt hoàng đế ai dám đánh từng kẻ nhao nhao chỉ vào diệp chân tức giận mắng lên những cường giả đạo cảnh là người của bí giám khí tức càng khóa chặt diệp chân cực kỳ kích động trong mắt diệp chân chợt lóe ý lạnh trực tiếp dùng một bàn tay đánh ngã triệu thạc sau đó một cước dẫm lên người triệu thạc đè hắn dưới chân triệu thạc vừa sợ vừa giận sợ hãi bởi hắn là một cường giả đạo cảnh đỉnh phong dưới tay diệp chân vậy mà lại không có bao nhiêu sức đánh trả đây quả thực giận là bởi sau khi diệp chân đánh hắn lại còn dẫm chân lên người hắn loại nhục nhã này Đối với nội giám bọn họ, những kẻ cực coi trọng mặt mũi mà nói, quả thực so với giết chết còn khó chịu hơn. Lên cho ta, đều lên cho ta. Triệu thạc bị Diệp chân đạp dưới lòng bàn chân thê thế gào lên. Còn không đợi một đám nhân ma bi dám động thủ, Diệp chân liền cười gần một tiếng. Một đám nô tài, quả thực là muốn lật trời. Giết cho ta. Xuất thân của Diệp chân chính là quân lữ, sát phạt quyết đoán, mấy chữ ngắn ngủi, tự có một loại cảm giác uy nghiêm. Một chữ giết vừa ra khỏi miệng, khiến tân nhiệm đại tổng quản nội giám Triệu Thạc cùng một đám nhân thủ của bí giám, từng người lạnh cả tim. Không đợi bọn họ phản ứng lại, trong hư không bỗng xuất hiện chấn động, từng cái đầu người đột nhiên phóng lên trời. Chỉ trong nháy mắt, người mấy cái đầu người đã bay thẳng lên không trung, máu tươi từ hơn 10 cái cổ giống như nước giếng phun lên, vọt lên bầu trời. Chỉ ngây ra một lúc, có hai tên đạo cảnh bí giám lập tức hoảng sợ giống to. Cẩn thận, có hư không Liệp Vương, không chỉ một hư không Liệp Vương đâu có điều vừa dứt lời, đầu của một trong hai tên đạo cảnh đó liền bay lên. Tất cả nhân thủ của bí giám, vẻ mặt đều trở nên vô cùng hoảng sợ. Hư không liệp vương của tuần cha ti, chính là một trong những nhân vật khủng bố nhất giới đạo cảnh. Hư không liệp vương đạo cảnh đỉnh phong, có thể là tồn tại khiến tạo hóa thần nhân kiên kỵ, chứ đừng nói là đạo cảnh trung hậu kỳ. Triệu thạc dưới chân diệp chân, nhìn thấy nhân mã của mình bị hư không liệp vương, dưới chứng diệp chân đồ sát giống như giết gà, ánh mắt và thanh âm đều trở nên oán độc không gì sánh được. Họ Diệp, dám giết chó săn của Bệ hạ, ta xem ngươi sẽ có kết cục như thế nào. Từ xưa đến nay, người dám chó săn của giết Bệ hạ, chưa một kẻ nào có kết cục tốt. Thức thời, mau mau thả ta. Ta trời sinh chính là một người không thức thời đấy. Diệp Chân ung dung cười một tiếng, một cước đạp xuống, trực tiếp đạp đầu của đại tổng quản tân nhiệm của nội giám Triệu Thạc vào phiến đá, khiến cho khuôn mặt của Triệu Thạc bị đạp nát bét. Triệu Thạc cũng là một kẻ hung ác, bị Diệp Chân đối đãi như vậy, miệng lại không chịu thua chút nào những gì ngươi ban tặng hôm nay, mỗ ra sẽ ghi nhớ ở trong lòng, nhớ một đời. Triệu thạc nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này hận không thể ăn tươi nuốt sống diệp chân. Không sao, cứ tùy tiện nhớ đi, chỉ sợ một đời này của ngươi không đủ dài. Ngươi dám giết ta. Triệu thạc lớn tiếng hét ẩm lên, giết ta đồng nghĩa với tạo phản. Đúng vậy, ta cũng không dám giết ngươi. Có điều, sẽ có người giết ngươi. Diệp chân cười gần một tiếng, thái xuyên hầu liễu Giã đã sớm ở phía xa xem cũng nghe thấy, Động tĩnh nơi này lớn như vậy, nếu bọn họ còn không mau đến, vậy thì chẳng khác gì người điếc, cũng đừng nghĩ đến việc lan lộn trước mặt Diệp Chân nữa. Chỉ là, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy được võ lực cường hãn và dũng mãnh của Diệp Chân, có điều, trong lòng bọn hắn vẫn còn có chút lo sợ. Giống như lời vị tân nhiệm đại tổng quản nội giám Triệu Thạc này nói, kẻ dám giết chó săn của hoàng gia, không ai có được một cái kết cục tốt. Lấy kinh nghiệm của bọn họ mà nói, bọn họ cũng không thể nghĩ ra được diệp chân muốn dùng phương thức nào để kết thúc bởi vì hành động hôm nay của diệp chân chính là đánh vào mặt của hoàng đế có điều đối với diệp chân mà nói đánh vào mặt hoàng đế một lần là đánh hai lần cũng là đánh thỉnh cầu liễu hầu cầm lấy bái thiếp của ta đem mấy phong ngọc giản này đưa ra ngoài diệp chân tiện tay lấy ra mấy phần bái thiếp ngọc giản dưới danh nghĩa của bắc hải châu công phủ không dám chối từ thấp giọng đáp một tiếng Thái Xuyên Hầu Liễu Giã lập tức dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi phủ đệ của Diệp Chân. Khống chế lại, treo lên cho ta. Người tên tuần tra thần tướng đột nhiên xuất hiện, tự mình thi triển pháp môn khống chế tân nhiệm đại tổng quản nội giám Triệu Thạc và 50 tên tay chân còn sống dưới tay hắn. Chỉ trong mấy tức hơi thở, dưới tay Triệu Thạc đã bị giết chết hơn 50 người. Nhân mã tuần tra ti được bồi dưỡng dưới trứng Diệp Chân, cuối cùng cũng đã tới kỳ thu hoạch. Đầu tư vô số, thậm chí không tiếc đưa bọn họ vào không gian Thận Long Châu, Diệp Trân thu được hơn 100 tuần tra thần, tướng, mấy ngàn tuần tra thần liệp, ngoài phong cửu mạch lại xuất hiện hai hư không liệp vương. Ngày hôm nay tên Triệu Thạc đụng vào họng súng, Diệp Trân cũng nhân cơ hội khoe khoang thực lực một chút. Triệu Thạc bị trói lên, vẫn còn không ngừng mắng chửi Diệp Trân. Họ Diệp, bệ hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi dám che giấu dư nghiệt ngư chiêu ân mà bệ hạ truy tìm, tội ác tày trời. Vô cùng đột ngột, một bàn chân lớn bỗng nhiên đạp lên trên mặt đại tổng quản nội giám tân nhiệm Triệu Thạc triệu thạc vừa muốn mắng chửi nhưng lúc nhìn rõ người tới là ai trong nháy mắt miệng lập tức ngậm chặt lại nhưng mà một đạp vừa rồi mới chỉ là bắt đầu con rể của hoàng gia ta khi nào lại lưu lạc tới mức một nô tài như ngươi cũng dám uy hiếp thứ không biết sống chết tốn thân vương mới vừa xuất hiện liền lập tức tìm cho chuyện một lý do đại tổng quản nội dám tân nhiệm triệu thạc mới vừa rồi còn mạnh miệng nhìn thấy tốn thân vương cơ dài xuất hiện thì lập tức lúng cuống không còn chấn định như trước lại còn cố gắng tái tăng phò mã của trường nhạc chỉ là một tên nô tài cũng dám cả gan làm loạn như vậy, ta cũng muốn hỏi đi hoàng huynh một chút, hoàng gia từ lúc nào lại có chuyện nô tài ức hiếp chủ. Tốn thân vương cơ giải tức giận mắng. Cùng đi, ta và huynh trưởng cùng đi hỏi một chút. Khi giọng nói của đoài thân vương cơ sản vang lên, toàn bộ khí thế hung hăng của vị đại tổng quản nội giám tân nhiệm này, liền triệt để biến mất, thay vào đó là vẻ sợ hãi và cầu khẩn. Thân vương điện hạ tha mạng, là nô tài nhất thời ngu xuẩn, thân vương điện hạ tha mạng. Trong nháy mắt, vị đại tổng quản nội giám tân nhiệm này liền không quan tâm tính mạng mà xin tha hai người tốn thân vương cơ giải và đoài thân vương cơ sẵn lích nhau đồng thời nhìn về phía diệp chân diệp chân đưa ngọc giản cho hai vị này chưa nói gì nhiều chỉ là kể rõ sự thật triệu thạc đem người đánh vào phủ đệ của hắn còn những chuyện khác đều để cho hai vị này tự suy diễn hai vị này thân vương trong chớp mắt đã liên hệ đến hôn sự của trường nhạc nếu để phò mã diệp chân này xảy ra chuyện ví dụ như phạm tội mưu phản hoặc che giấu phản nghịch vậy dĩ nhiên sẽ không được làm phò mã truy cập haleji com hoặc link ở phần mô tả để mời ly cà phê nhé mà nếu diệp chân không được làm phò mã vậy thì trường nhạc công chúa không còn cách nào mượn cớ rời khỏi hoàng cung kết quả là chạy không thoát việc bị bắt làm thuốc dẫn một khi trường nhạc làm thuốc dẫn để cho nhân tôn hoàng cơ long tăng thêm thọ hạn thành công vậy hy vọng và tương lai tốt đẹp của bọn họ hẳn là mất giáo vì vậy hai vị thân vương vừa nhận được tin tức lập tức lấy tốc độ nhanh hơn cả tốc độ đi cứu nhi tử chạy tới bắc hải châu công phủ của diệp chân lúc này thấy hai vị thân vương nhìn về phía diệp chân đại tổng quản nội giám tân nhiệm triệu thạc này ở trong hoàng cung tuy là đột nhiên được nhắc lên vị trí cao trở nên ương ngạnh hung hăng nhưng ánh mắt cũng vô cùng biết nhìn lập tức liền hướng về phía diệp chân cầu khẩn diệp công gia tha mạng là nô tài mắt mù mạo phạm diệp công gia xin diệp công gia tha mạng tha cho ta một lần diệp chân căn bản không để ý đến cái tên triệu thạc này chỉ hướng về phía tốn thân vương và đoài thân vương nói. Nghe nói chó giữ hung ác hơn nữa, gặp phải đồ tể thường xuyên giết chó cũng sẽ không dám sủa nửa tiếng. Bổn vương cũng nghĩ như vậy. Tốn thân vương cơ giải cười ha hà, muốn giết chó, vậy hôm nay để ngươi như ý. Đi, tiến cung diện thánh. Tốn thân vương cơ giải và đoài thân vương cơ sạn, cùng với diệp chân chuyển hướng tới hoàng cung, tự có hộ vệ đem đại tổng quản nội giám tân nhiệm triệu thạc và một đám nhân mã của bí giám, chói như heo, trụng hai tay hai chân lại, giống như là đi diễu hành diều rào khắp nơi những nơi đi qua tiếng cầu xin tha thứ của triệu thạc và một đám người bí giám không dứt bên tai mà một màn này cũng trong thời gian cực ngắn chắp cánh chuyển khắp lạc ấp cái chức đại tổng quản nội giám này cấp bậc không cao cấp bậc ở đại chu là tứ phẩm nhưng mà rất nhiều quan viên lại sợ như sợ cọp nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì đại tổng quản nội giám chính là nô tài của hoàng đế cái gọi là đánh chó cũng phải ngó mặt chủ trên một mức độ nào đó mà nói Tên đại tổng quản nội giám Triệu Thạc này chính là mặt mũi của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Diệp Chân đánh Triệu Thạc, còn đem Triệu Thạc treo lên như heo, gần như là đi diễu hành một vòng mới vào hoàng cung. Từ trên bản chất mà nói, đây là Diệp Chân một lần nữa đánh bom bóp vào cái mặt mo của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Nhưng mà, khi ba người Diệp Chân và Tốn Thân Vương, Đoài Thân Vương đem đại tổng quản nội giám Tân Nhiệm bị trói, như trói heo đưa đến trước mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long, nhân tôn Hoàng Cơ Long bị tức đến mức ngón tay cũng run rẩy lại không cách nào chửi Diệp Chân và đám người tốn thân vương nửa chữ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn chỉ là một nô tài thôi. Chủ nhân trừng phạt, nô tài thì có lỗi gì? Kẻ nô tài dám ức hiếp chủ nhân, còn phải lập tức mang đi xử trảm. Đại tổng quản nội dám tân nhiệm Triệu Thạc là nô tài, nhưng chủ nhân của hắn, theo nghĩa hẹp là nhân tôn Hoàng Cơ Long, nhưng nói rộng ra thì tất cả hoàng thất đều là chủ tử của hắn. Diệp Chân vừa mới có được tư cách cưới trưởng nhạc công chúa, cũng có thể tính là một người trong hoàng thất như vậy hành động ngày hôm nay của vị đại tổng quản nội giám tâm nhiệm này chính là thân nô tài mà dám ức hiếp chủ nhân đương nhiên nói đi thì cũng phải nói lại đại chu còn có rất nhiều phò mã công chúa phò mà phò mã dám đánh đại tổng quản nội giám chỉ có duy nhất một mình diệp chân những vị phò mã khác kể cả có lý do rằng nô tài mà dám ức hiếp chủ là phạm tội cũng không dám trừng trị đại tổng quản nội giám bọn họ không có lực lượng như diệp chân cũng không có lợi ích cộng đồng mà diệp chân xây dựng được này vì vậy dưới cái nhìn chằm chằm của tốn thân vương cơ giải và đoài thân vương cơ sạn dù đại tổng quản nội giám tân nhiệm triệu thạc có cầu xin tha thứ hay khẩn cầu cũng không có ích gì không bao lâu cấm vệ phòng thủ liền đem đầu của đại tổng quản nội giám tân nhiệm đưa đến đông lai cát còn có hơn 50 tên nhâm mã của bí giám không bị diệp chân giết chết không chết ở trong tay diệp chân lại bị nhân tôn hoàng cơ long xử trảm khi nhân tôn hoàng cơ long ra lệnh chém đầu hàm răng nghiến lên ken két ngay sau đó đại tổng quản nội giám tân nhiệm triệu thạc trở thành vị đại tổng quản nội giám có nhiệm kỳ ngắn nhất đại chu, từ trước đến nay. Mới nhậm chức còn chưa tới một ngày đã phạm phải tội danh nô tài, mà dám ức hiếp chủ, bị bêu đầu thị chúng. Có thể nói, là vị đại tổng quản nội giám chết oát ức nhất xui xẻo nhất. Triệu thạc chết, nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng suýt nữa bị làm cho tức chết. Đừng xem ngày hôm nay người bị giết là đại tổng quản tân nhiệm triệu thạc, nhưng cũng chính là ném đi mặt mũi vào uy nghiêm của nhân tôn Hoàng Cơ Long hắn bằng không tốn thân vương và đoài thân vương cũng sẽ không tích cực chạy tới giúp diệp chân như vậy nếu mục đích là hạn chế thậm chí là chống lại hoàng quyền của hoàng đế mấy vị nghị chính thân vương này đều nhất trí với diệp chân có điều mấy vị nghị chính thân vương muốn thông qua việc chống lại và hạn chế hoàng quyền từ đó đạt được mục tiêu khoách trương và khôi phục lại quyền thế của bản thân nhưng diệp chân là muốn thông qua việc chống lại và hạn chế hoàng quyền để cứu trường nhạc công chúa đồng thời bảo vệ bản thân loại tình huống này không cần diệp chân bận tâm chuyện đại tổng quản nội giám tân nhiệm triệu thạc của hoàng đế bị chém đầu liền trở thành sự kiện mang tính biểu thị cho việc hoàng quyền chịu sự hạn chế trong thời gian cực ngắn chuyển khắp toàn bộ lạc ấp đại nội hoàng cung không bao giờ thiếu thái giám cho dù là thái giám có tu vi cao thâm cũng là cô đại cũng được một nắm lớn theo việc đại tổng quản nội giám tân nhiệm triệu thạc bị giết nhân tôn hoàng cơ long trong thời gian ngắn nhất lại bổ nhiệm một tên đại tổng quản nội giám mới tên là đồng đức hải cái quần thể thái giám này là một đám người rất biết cách mượn gió bẻ măng. Đại tổng quản nội giám tân nhiệm Đồng Đức Hải, không vì được nâng lên chức cao mà hung hăng như triệu thạc ban đầu. Cho dù khi phái người tới Bắc Hải Châu Công, phủ nhặt xác cho những nhân thủ của bí giám đã chết kia, còn tự thân tới thăm hỏi Diệp chân một lượt, thái độ cực kỳ khiêm nhường. Còn chuyện truy tìm Dương Nghiệt Ngư chiêu ân trước đó, cứ như vậy tan thành mây khói. Nhầm mã của bí giám truy tìm đến chỗ Bắc Hải Châu Công Phủ, không phải là bị Diệp Chân giết, thì là bị Nhân Tôn Hoàng Cơ Long giết, đương nhiên cũng không có ai nhắc lại nữa. Mượn tay người khác giải quyết chuyện của mình, thu thập đại tổng quản tân nhiệm Triệu Thạc, từ một mức độ nào đó mà nói, cũng là biểu hiện quyết tâm muốn cứu trường nhạc công chúa của Diệp Chân, với Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Có điều, biểu đạt quyết tâm thì biểu đạt quyết tâm, cứu người vẫn phải từng bước từng bước mà cứu. Đại Chu là đế quốc hùng mạnh nhất chư thiên vạn giới, muốn gả đi một vị nghị chính công chúa, trình tự lễ nghi cực kỳ rườm rà. Theo trình tự lễ nghi bình thường, nhanh nhất cũng phải mất 3 năm. Những cái gọi là trình tự nghi lễ này, xem như mặt mũi sau cùng của Hoàng gia, trong lòng Diệp Trân muốn nhanh chóng giảm lược. Nếu có thể nhanh chóng giảm bớt, trong vòng nửa năm, Diệp Trân và trường nhà công chúa sẽ có thể thành hôn. Có điều, đối với chuyện này, cho dù đám người tốn thân vương và đoài thân vương đứng về phía Diệp Trân trước đó, cũng sẽ không chịu giúp. Mặt mũi của Hoàng gia là tất cả hoàng thất. Có một số việc, bọn họ có thể làm, có một số việc thì không thể làm đây là quy tắc chính trị vì vậy trên triều đình diệp chân lợi dụng đấu tranh chính trị nhận được tư cách và cơ hội cưới trường nhạc công chúa chỉ là đảm bảo trong khoảng thời gian ngắn nhân tôn hoàng cơ long không thể hạ độc thủ với trường nhạc công chúa trong khoảng thời gian ngắn có thể đảm bảo rằng trường nhạc công chúa an toàn nhưng chỉ cần trường nhạc một ngày còn chưa ra khỏi hoàng cung chính là một ngày gặp nguy hiểm đối mặt với một hoàng đế đã không từ thủ đoạn tùy thời đều có thể dày xéo quy tắc của bậc đế vương trường nhạc vẫn gặp nguy hiểm như cũ chỉ cần trường nhạc rời khỏi Hoàng Cung, trở về tổ thần điện, Diệp Trân mới có thể chân chính an tâm. Hôn sự của Diệp Trân và trường nhạc bây giờ do chính tả tông lệnh cơ thương và lễ bộ cùng nhau chủ trì. Diệp Trân vừa mới xin giết hữu thị lang của lễ bộ, lễ bộ đương nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt. Đám gia hỏa lễ bộ này không khiến Diệp Trân phải kéo dài công việc, đã rất tốt rồi. Vì vậy, Diệp Trân chỉ có thể bắt tay hành động từ vị tả tông, lệnh cơ thương có địa vị cực kỳ cao này tả tông lệnh cơ thương có địa vị cực cao trong hoàng tộc gần như là ngang với cơ long thân là tộc trưởng của hoàng thất đại chu người bình thường khó mà ảnh hưởng được đến cơ thương có điều chuyện bảo đảm an toàn cho trường nhạc mấy vị nghị chính thân vương còn muốn lo lắng hơn cả diệp chân đương nhiên bọn họ không để ý chút nào đến sống chết của trường nhạc cái bọn họ lưu tâm là không thể để trường nhạc trở thành thuốc dẫn cho nhân tôn hoàng cơ long khiến nhân tôn hoàng cơ long tăng tuổi thọ thành công không cần diệp chân phải nói sáu vị nghị chính thân vương liền tự giác đi tìm tả tông lệnh cơ thương lấy đủ loại lý do thúc giục tả tông lệnh cơ thương tăng tốc tiến trình hôn sự giản lược là chuyện không thể nào liên quan đến mặt mũi của hoàng gia nhưng có thể làm nhanh chóng ngay sau đó dưới sự thay nhau thúc ép của sáu vị nghị chính thân vương ba ngày sau trên tiểu triều hội tả tông lệnh cơ thương dâng tấu nói theo tổ chế gả công chúa đi cần tế cáo cho tổ tiên cơ thị bái tế ở tổ miếu của cơ thị Nói cách khác, tả tông lệnh cơ thương chính là muốn để trường nhạc xuất cung, bắt đầu tiến hành rất nhiều lễ nghi trước đại hôn. Việc dâng sơ này, trước khi tiểu triều hội bắt đầu, Diệp Trân đã biết. Bởi vì mấy cái lễ nghi cưới hỏi này, theo quá trình bình thường, hẳn là chuyện của ba tháng sau. Có điều, có sáu vị nghị chính thân vương cùng thúc giục, đem cái lễ nghi này tiến hành sớm trước thời hạn ba tháng mà thôi, tả tông lệnh cơ thương rất nhanh chóng đã tìm được lý do thích hợp. Sau khi tả tông lệnh cơ thương dâng tấu lên, tim Diệp chân liền đập như hươu chạy, cực kỳ khẩn trương. Bản sớ này của tả tông lệnh cơ thương có rất nhiều lý do, đồng thời, nhân tôn hoàng cơ long thân là phụ han của trường nhạc, cũng có rất nhiều lý do phản bác lại. Hết lần này tới lần khác, đối với chuyện này, sáu vị nghị chính thân vương trên triều đình liền không cách nào chen vào. Bởi vì trong lúc thảo luận chuyện này, thân phận của cơ long là đại tộc trưởng cơ thị, mà thân phận của cơ thương là tông lệnh của cơ thị. Hoàn toàn không có phần cho sáu vị nghị chính thân vương xen mồm vào. Một khi bị từ chối, diệp chân cũng chỉ có thể tiếp tục lo lắng đề phòng cho qua ba tháng nhưng mà kết quả lại khiến diệp chân rất bất ngờ đã muốn tế cáo tổ tiên bái kiến tổ miếu vậy ngày mai tả tông lệnh lập tức đến trường nhạc uyển gặp trường nhạc đi nhân tôn hoàng cơ long đồng ý còn đồng ý rất thoải mái nói cách khác đến ngày mai sẽ có thể chân chân chính chính cứu trường nhạc mà từ bây giờ đến ngày mai trường nhạc xuất cung chính là khoảng thời gian dày vò diệp chân nhất một đêm này đối với diệp chân thì có thể nói là một ngày bằng một năm mỗi một giây đều là giày vò phía trên càn khôn điện nhân tôn hoàng cơ long đáp ứng đối với tả tông lệnh cơ thương dâng sớ quá sảng khoái thống khoái đến mức làm cho diệp chân đều không nghĩ ra vì sao nhân tôn hoàng cơ long lại đáp ứng sảng khoái như vậy chuyện khác thường tất có yêu dị cho nên diệp chân rất khẩn trương vô cùng khẩn trương những ngày gần đây diệp chân căn cứ tình báo hiện hữu không ngừng nghiên cứu và suy nghĩ lại nhiều lần giao lưu với nhóm lão quái thận long nguyên linh a sử tử linh khí linh thái cổ kim ô thần trượng sống mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn sinh mệnh của hoàng đế đại chu rất khó tục huyết mạch hoàng tộc đại chu sinh ra đã cao quý hưởng thụ tất cả những gì chân quý nhất của thế gian hưởng thụ phàm nhân thế gian cúng bái và phụng dưỡng nhưng kèm theo đó cũng phải gánh chịu trách nhiệm nặng nề tiên thiên linh bảo trấn quốc của đại chu chỉ có ba món mà cho đến bây giờ diệp chân chỉ lấy được một món tiên thiên linh bảo cũng chính là thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu mà ngay khi diệp chân đạt được thì thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu lại đang ở trạng thái bị hỏng bị phong ấn vô số năm lại bị người mạnh mẽ luyện hóa hàng trăm hàng ngàn năm nguyên khí tổn hao nhiều thực lực còn lại đừng nói là một nửa cho dù một phần ba cũng không được cứ như vậy lấy tu vi của diệp chân sau khi được thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu nhận chủ thì miễn cưỡng có thể vận dụng vẫn còn là dựa vào dư trạch của sư môn mà hoàng đế đại chu trưởng khống lại là ba món tiên thiên linh bảo trấn quốc tiên thiên linh bảo trấn quốc lại không giống không phải bọn chúng mạnh mẽ hơn thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu mà là ý chí của một quốc gia tín niệm cả nước phụng tẩm bổ tháng năm dài đằng đẵng ấp ủ không ngừng nghỉ trưởng thành chấn áp quốc vận đại chu đồng thời tẩm bổ bản thân giống như là tiên thiên linh bảo chấn tộc thất thải linh châu của hoàng linh nhất tộc chưa nói đến cực kỳ cường đại mà cũng không phải đương nhiệm hoàng linh nữ vương có khả năng trưởng khống triệt đề chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio nếu nói là thất thải linh châu bị hoàng linh tộc trưởng khống thì không bằng nói là cung phụ lại hoặc là một loại hợp tác đôi bên cùng có lợi. So sánh với việc này, Hoàng Linh tộc lại thông minh hơn rất nhiều. Là phân từ đại trưởng lão của Hoàng Thần Điện và Hoàng Linh Nữ Vương, trưởng khống thất thải Linh Châu, lại lấy huyết mạch của hai người thống ngự một món tiên thiên linh bảo mạnh mẽ, miễn cưỡng có thể tiếp nhận liệt kê. Mà đại chu lại không giống. Vì tập quyền, một hoàng đế độc trưởng ba món tiên thiên linh bảo chấn quốc, là trưởng khống mà không phải cung phụng như trong Hoàng Linh tộc. Hơn nữa, ba món tiên thiên linh bảo trấn quốc này của Đại Chu, mấy chục vạn năm qua, ngượn nhờ lực lượng địa mạch và quốc vận Đại Chu, không biết đã trưởng thành đến trình độ nào. Nhưng, Diệp chân không chỉ một lần phát hiện, nhân tôn Hoàng Cơ Long có thể tùy tâm sử dụng khống chế trấn quốc càn khôn tỉ mà, tu vi đạo cảnh của Hoàng đế Đại Chu đều dùng các loại bí pháp miễn cưỡng để lên. Loại tình huống này, muốn trưởng khống ba món tiên thiên linh bảo, trấn quốc như vậy thì phải trả một giá thật lớn. Không biết quân thần khai quốc Đại Chu là làm thế nào? Cái giá như thế này thành công chuyển rời đến phía trên thọ nguyên của hoàng tộc, chuyện này trở thành đau nhức vĩnh viễn của hoàng tộc, càng thành tiếc núi của lịch đại đế hoàng. Thân là trưởng khống giả quyền lực của thế gian này, nhưng lại không có một tia hy vọng trường sinh xa vời. Có thể nói, mỗi một thời đại đế vương đại chủ đều đang cố gắng, thế nhưng vẫn không ai thành công. Bây giờ, đại quốc sư vũ chân mang đến cho nhân tôn hoàng cơ long hy vọng, đánh chết diệp chân, diệp chân cũng sẽ không tin tưởng nhân tôn hoàng cơ long sẽ tùy tiện từ bỏ diệp chân cảm thấy nhân tôn hoàng cơ long đáp ứng thả trường nhạc sảng khoái như vậy phía sau chắc chắn sẽ có hành động một đêm này diệp chân có thể nói là thời khắc chuẩn bị đại nhĩ đoá nhiếp đinh đã thôi động thiên âm thần thông của hắn đến cực hạn đừng nói là toàn bộ trường nhạc uyển có bất kỳ nào người xuất nhập cho dù chỉ có bất kỳ gió thổi cỏ lay cho dù có một con mũi bay vào thì hắn cũng có thể phát hiện mà bản thân diệp chân thì đã làm tốt dự tính xấu nhất nếu như phát hiện trường nhạc gặp nạn diệp chân sẽ ngay lập tức giết vào hoàng cung phát động cứu viện kế hoạch chú đáo chặt chẽ mà mạo hiểm. Về phần có thể nghĩ cách cứu viện thành công hay không, dù có di giản của Ngư Triều Ân, nhưng Diệp Chân cũng không nắm chắc. Dù sao, đó là hoàng cung của đại chu kinh doanh mấy chục vạn năm, trong có lực lượng kinh khủng đại chu hoàng thất góp nhặt vô số năm. Diệp Chân có thể làm, chỉ có hết sức mà thôi. Dốc hết toàn lực. Bên phía Diệp Chân thời khắc chuẩn bị, nhưng trong ngoài trường nhạc lại bình tĩnh như nước, không có bất kỳ dị thường. Về phần nội bộ, bị 10 tạo hóa thần nhân phong tỏa, trừ phi bộc phát ra lực lượng ba động cường đại, nếu không thì cái gì cũng không cảm ứng được. Đến mức, ngay khi đợi đến nửa đêm, Diệp Chân gần như tưởng là Trường Nhạc, Uyển đã bị cao thủ dùng bí pháp bố trí thành huyễn cảnh, gần như không nhịn được muốn vận dụng ngư chiêu ân, lưu lại di giản tiến vào hoàng cung cứu người. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, chính là ý tứ này. May mà là, hoàng cung vào lúc đêm khuya mới sẽ xuất động tịnh quân, lấy đi thùng phân trong trường nhạc uyển. Tịnh quân thật ra thì chính là thái giám có địa vị đê tiện nhất trong hoàng cung, chuyên môn vào trời tối người ngủ thì thu thập chất bẩn bài tiết sau khi trời sáng mang đến ngoài hoàng cung xử trí tịnh quân xuất hiện từ khía cạnh chứng minh trong trường nhạc uyển cũng không phải là một ảo cảnh chuyện này mới làm cho diệp chân hơi thoáng an tâm cố nén không động thủ kề đến hừng đông sau khi hừng đông diệp chân vừa để đại nhĩ đoá nhiếp đinh giám thị tình huống của trường nhạc uyển bình thường chờ đợi lo lắng lấy tả tông lệnh cơ thương trước đi đón người đợi đến mặt trời lên cao ba vu lúc này tả tông lệnh cơ thương mới mang theo nghi trượng xuất động trái tim của Diệp Trân gần như treo đến cổ họng. Khoảng nửa canh giờ, trường nhạc công chúa nghi trượng xa giá từ lạc ấp trong hoàng cung lái, ra, gần như là vừa lái ra, Diệp Trân đã xông tới. Một lễ bộ lang trung ngăn trước mặt Diệp Trân, Diệp Châu Công, mặc dù công chúa Điện Hạ đã được ban cho ngươi cưới, nhưng theo lễ chế, bây giờ, các ngươi còn không thể cút đi, giống đẩy giống như hòn đá. Diệp Trân đẩy ra tên lễ bộ lang trung làm cho hắn cực kỳ tức giận, vừa muốn nói gì, thì lại phát hiện Tả Tông lệnh Cơ Thương đang dùng một loại ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, lập tức dùng mình một cái. Lễ bộ Hữu Thị Lang vừa mới chết còn chưa có hạ táng đâu. Xông vào trong xe ngựa, Diệp Chân đã thấy được Trường Nhạc. Không đợi Diệp Chân lộ ra nét mừng, vẻ mặt của Diệp Chân giật mình, "Trường Nhạc, muội bị sao vậy?" Trong xe ngựa, gương mặt xinh đẹp của Trường Nhạc tái nhợt không một chút huyết sắc, cả người có vẻ bệnh, nửa nằm trong xe ngựa, hình như khí lực ngồi lên cũng không có. Nếu không phải Diệp Chân, Nhìn thấy trong ánh mắt xinh đẹp kia có nước mắt im ắng chảy xuôi xuống, thì hắn gần đã cho rằng Trường Nhạc đã rơi vào trạng thái sắp chết. Một tay ôm lấy Trường Nhạc vào trong ngực, ất mộc linh lực vô cùng tinh thuần lập tức tràn vào trong cơ thể Trường Nhạc, trong chớp mắt, Diệp Chân đã ngây ra một lúc. Tinh huyết, Trường Nhạc, muội đã tổn thất bao nhiêu bản nguyên tinh huyết mới có thể thua thiệt hư thành như vậy? Diệp Chân ngay lập tức lấy một viên Lục thải long huyết đan, đưa vào trong cơ thể Trường Nhạc. Lục thải long huyết đan này dùng để bổ sung hao tổn bản nguyên, thì không gì thích hợp hơn. Trường Nhạc lại khóc càng lớn hơn. Nước mắt ướt nhẹp đầu vai Diệp Chân, nằm ở trên vai Diệp Chân khóc thút thít. "Không sao đâu, an toàn rồi, chỉ cần ra ngoài là không sao nữa rồi, đừng sợ." Diệp Chân vỗ nhẹ Trường Nhạc, ôm Trường Nhạc thật chặt vào trong ngực, không ngừng an ủi, Diệp Chân có thể cảm giác được, Trường Nhạc đang phát run, toàn thân đều đang phát run. Nhưng hắn an ủi nhìn qua lại không có bao nhiêu hiệu quả, trong tiếng an ủi của Diệp Chân, Trường Nhạc khóc càng lớn hơn ôm diệp chân trực tiếp lên tiếng khóc lớn lên chuyện này làm cho hai mắt diệp chân cũng nổi lên lệ quang lúc này chỉ có diệp chân mới hiểu được những ngày này trường nhạc đã trải qua như thế nào bất cứ lúc nào đều bị phụ thân là người thân nhất của mình xem như thuốc dẫn lấy dùng uy hiếp tử vong đau nhức nàng không đáng sợ đáng sợ là thân tình triệt để chôn vùi mang tới thống khổ loại đau khổ này loại dày vò này giống như moi tim khoét gan thống khổ đến cực hạn nhưng cũng không cách nào hình dung Diệp Trân chỉ suy nghĩ một chút đã cảm thấy thống khổ và đáng sợ. Đừng sợ, muội còn có ta, còn có ta. Nghe vậy, trường nhạc công chúa lại khóc càng lớn hơn, khóc lóc đau khổ, khóc đến tê tâm liệt phế. Đại quốc sư, chuyện này, chẳng muốn ngươi tự mình chỉ huy, không biết đại quốc sư nghĩ cần bao nhiêu nhân thủ. Trong đông lai cát, nhân tôn Hoàng Cơ Long dựa nghiêng ở trên giường êm, dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn đại quốc sư Vũ Trân. Truy cập halayzi.com hoặc linh ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. 100 đạo cảnh, lại thêm hai hư không liệp vương, có đủ hay không? Nhân tôn hoàng cơ long, không đợi đại quốc sư vũ chân trả lời đã cho ra một con số. Đại quốc sư vũ chân chỉ hơi suy nghĩ một chút. Bệ hạ, nếu chỉ dùng để đối phó trường nhạc công chúa và diệp chân, thì trên lý luận những người này đã đủ. Đại quốc sư, cái gọi trên lý luận là gì? Bệ hạ, tu vi của trường nhạc công chúa và diệp chân cũng không cao ra ngoài mang theo đội ngũ tùy tùng cũng không quá nhiều, một trăm đạo cảnh lại thêm hai hư không liệt vương, từ trên lý luận đã đủ để đối phó bọn hắn. Chỉ là thực lực của Diệp chân này, mỗi lần không giống với lý luận bình thường, mỗi lần đều có hành động kinh người. Trước đó hư không liệt vương xuất hiện dưới trướng hắn cũng không chỉ một vị, trước đây hắn còn có chiến công chém giết tạo hóa thần nhân, cho nên thần mới nói là trên lý luận mà không phải thực tế. Vậy thực tế thì sao? Đại quốc sư nghĩ cần bao nhiêu nhân thủ? Thần làm việc luôn luôn gắng đạt tới ổn thỏa, mười tạo hóa thần nhân, lại thêm hai hư không liệt vương, phương án như vậy, thần cảm thấy hẳn là có thể chắc chắn chín thành." Đại quốc sư Vũ Chân nói. "Chỉ chắc chắn chín thành sao? Bệ hạ, trên đời này, mọi chuyện thay đổi thất thường, chưa từng có thập toàn thập mỹ, trong thiên địa vẫn sẽ có một hai thành biến số không lường được. Cho nên, nắm chắc cao nhất cũng chỉ có chín thành." Đại quốc sư Vũ Chân nói. "Mười tên tạo hóa thần nhân và hai hư không liệt vương" cũng không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là tạo hóa thần nhân ra tay, Thiên Miếu các ngươi cấm chỉ tạo hóa cảnh tham chiến, còn có chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu ngươi. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long dùng một loại ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn Vũ Chân, nói ra lo lắng của mình. Đại quốc sư Vũ Chân cũng không trả lời, chỉ hướng về phía Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mỉm cười, hai người đều đã rõ ràng trong lòng, có một số việc nói ra sẽ không tốt. Sở dĩ Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hỏi như vậy, chính là muốn biết thái độ của thiên miếu còn có năng lượng của đại quốc sư vũ chân mà đại quốc sư vũ chân nhếch miệng mỉm cười đã cho thấy tất cả thái độ bệ hạ trường nhạc công chúa phải làm thuốc dẫn nên đương nhiên phải bắt sống trở về vậy chúng ta xử trí diệp chân này như thế nào đại quốc sư vũ chân lại hỏi một câu diệp chân trong đôi mắt của nhân tôn hoàng cơ long xuất hiện lãnh ý tận lực bắt sống thần lĩnh chỉ 40 giọt bản nguyên tinh huyết trường nhạc ở trong hoàng cung lại bị đại quốc sư vũ chân rút đi 40 giọt bản nguyên tinh huyết. Nghe thấy con số này, Diệp Chân có một loại xúc động muốn giết người. Võ giả bình thường, đừng nói 40 giọt bản nguyên tinh huyết, bảo mệnh thì vận dụng một giọt bản nguyên tinh huyết chính là tổn hao nhiều nguyên khí, vận dụng trên 3 giọt bản nguyên tinh huyết, nguyên khí trọng thương không nói, tu vi nhất định sẽ hạ xuống. Mà cho đến bây giờ, tu vi khí tức của trường nhạc còn đang chậm rãi hạ xuống. Đã từ đạo cảnh hậu kỳ hạ xuống đến đạo cảnh sơ kỳ, theo Diệp Chân, nếu không phải trường nhạc thân có truyền thừa man tộc thánh nữ trong cơ thể ẩn chứa có tạo hóa linh lực thì người đã sớm hôn mê rồi, mà tu vi cũng đã sớm rơi xuống dưới đạo cảnh. Đây là một loại cách làm tổn thương trực tiếp đến căn cơ võ đạo. Dù trường nhạc đã phục dụng mấy viên lục thải long huyết đan, thậm chí còn phục dụng một viên long tiên bàn đào. Long tiên bàn đào này chính là thánh phẩm tục thọ tăng nguyên cho võ giả. Lúc này Diệp chân lấy ra cho trường nhạc bổ ích bản nguyên, khôi phục căn cơ. Mặc dù từ góc độ của người khác xem ra thì có chút lãng phí, nhưng hiệu quả vẫn rất rõ ràng. Ngay khi trở lại Man Linh Điện, Trường Nhạc đã tự mình đứng lên được. Không nên tức giận, đây là ta tự nguyện. Nhìn Diệp Chân ở nơi đó nghiến răng nghiến lợi, Trường Nhạc nhẹ nhàng giữ chặt tay Diệp Chân. Khi hắn muốn ta làm thuốc dẫn, tâm ta đã chết, chỉ là hắn vẫn là phụ thân của ta. 40 giọt bản nguyên tinh huyết này chính là chia cắt sau cùng. Từ nay về sau, ta và hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, sau này, hắn là hắn, ta là ta, sẽ không có tình nghĩa gì nữa, cũng coi là một chấm dứt. Diệp Chân nghe đau lòng im lặng ôm trường nhạc vào trong ngực ôm thật chặt theo quy củ đại chu trước khi công chúa xuất giá thì phải ở trong phủ đệ của công chúa nhưng cho dù là diệp chân hay là trường nhạc đều kiên trì đi tới trong tổ thần điện man linh điện bởi vì tổ thần điện đối với hoàng cung chính là một lực lượng tương đối độc lập cho dù là hoàng quyền cũng không cách nào làm việc không chút kiên kỵ ở trong tổ thần điện dù là đương kim đại thủ tế đông phương ly cao uy danh ám nhược nhưng lực lượng tổ thần điện vẫn không phải hoàng quyền có thể không nhìn mà đến lúc này Diệp Chân đã có chút hiểu rõ tại sao Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại thả Trường Nhạc ra sảng khoái như vậy. Hẳn là vì đã lấy 40 giọt bản nguyên tinh huyết của Trường Nhạc, có lẽ dùng 40 giọt bản nguyên tinh huyết có thể làm thuốc dẫn thay thế. Nhưng Diệp Chân cũng không vì vậy mà buông lỏng. Nếu 40 giọt bản nguyên tinh huyết có thể làm thuốc dẫn thay thế, như vậy tại sao lúc bắt đầu, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại không để ý thân tình nhân luân, nhất định phải như cầm thú muốn lấy Trường Nhạc làm thuốc dẫn mà không phải dùng phương pháp này thay thế? Nguyên nhân rất rõ ràng, hẳn là dược hiệu của hai loại thuốc dẫn này chênh lệch khá lớn. Cuối cùng, dưới tình huống bất đắc dĩ, dưới tình huống chỉ có thể thả Trường Nhạc ra, mới lùi lại mà cầu việc khác, lưu lại 40 giọt bản nguyên tinh huyết. Loại hành động này làm cho Diệp Chân cảm thấy uy hiếp của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long không phải quá lớn, nhưng Diệp Chân cũng không phớt lờ. Cho nên, mặt ngoài vừa về đến đã để Trường Nhạc thâm cư ở trong Man Linh Điện, dưỡng thương khôi phục bản nguyên bởi vì thân thể trưởng nhạc công chúa hư nhược nên Tả Tông lệnh cơ thương, cho trưởng nhạc công chúa thời gian nửa tháng khôi phục, nửa tháng sau sẽ tiến đến tế bái tổ tiên cơ thị, bái tế tổ miếu cơ thị. Đối với trưởng nhạc công chúa thì trọng thương tổn thất đại lượng bản nguyên tinh huyết, đừng nói là nửa tháng, cho dù là nửa năm cũng không khôi phục được bao nhiêu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.